Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 833, 1, làm quan muốn ổn muốn vững là không khó. Trịnh Khiếu Đống tự biết mình không có, nhưng người nhà của hắn lại không biết quá rõ điều này, khi không có nhật ký thì chỉ sợ sẽ có kẻ bí quá hóa liều, càng có những kẻ đang ẩn mình trong bóng tối vung tay thi triển thủ đoạn hãm hại. Nếu thủ đoạn đó được thi triển trên người thân của mình, như vậy sẽ có kết cục gì? Trịnh Khiếu Đống càng cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn không nhịn được phải khẽ run rẩy. Hắn dù đối mặt với những cán bộ lão thành trong đội cảnh sát hình sự thành phố La Nam cũng chưa từng sinh ra cảm giác như thế, nhưng lúc này hắn thật sự cảm thấy mình căn bản khó thể chống lại được. Vì người nhà của mình, thôi thì tất cả cùng đi xuống địa ngục. Trịnh Khiếu Đống thầm hạ quyết tâm định mở miệng, chợt nghe Vương Tử Quân nói. Thành thật khai báo sẽ có khoan hồng, anh cứ chậm rãi suy nghĩ lại đi. Vương Tử Quân nói rồi rời khỏi phòng giam. Khi thấy Vương Tử Quân đi khuất thì Trịnh Khiếu Đống chợt bi ai nhận ra một điều, chính mình căn bản không có chút quyền lợi gì trước mặt người đàn ông kia. Không biết tự lượng sức. Không biết vì sao Trịnh Khiếu Đống lại nghĩ như vậy, Trịnh Khiếu Đống cười khổ một tiếng, hắn nói với hai tên cảnh sát ở bên cạnh. Tôi có sự việc muốn khai báo. Trên đường đi Vương Tử Quân cũng suy nghĩ rất nhiều, trước khi đến hắn đã phỏng đoán tâm lý của Trịnh Khiếu Đống, sau khi nghiên cứu mới cho ra chiến lược phù hợp. Nếu hắn thật sự áp dụng sách lược như vậy, hắn cũng không cần suy xét nhiều. Cũng không phải Vương Tử Quân là người nhân từ, mà hắn khinh thường áp dụng những biện pháp không tốt đẹp. Nhưng nếu dùng nó để đả kích tâm lý của Trịnh Khiếu Đống, lại là một lựa chọn cực kỳ phù hợp. Bí thư Vương, Trịnh Khiếu Đống chuẩn bị mở miệng. Tống Ích Dân gọi điện thoại đến cho Vương Tử Quân nói. Vương Tử Quân cười cười không nói gì thêm. Tút tút tút, điện thoại trong tay Khương Long Cương lại vang lên. Sau khi nghe máy thì Khương Long Cương khẽ nói. Bí thư Vương, là điện thoại của trưởng phòng đảng. Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại trong tay của Khương Long Cương, chợt nghe thấy Đảng Hằng nói. Bí thư Vương, vừa rồi các đồng chí phòng tổ chức cho ra thông báo, sáng mai bí thư nhất phòng sẽ tự mình đưa đồng chí Lục Ngọc Hùng đến nhận chức chủ tịch thành phố La Nam, yêu cầu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Đảng Hằng lúc này đã xem như hiểu rõ mọi việc. Thế cho nên báo cáo với Vương Tử Quân bằng giọng có chút đùa cợt đắc ý. Vương Tử Quân tuy không thích lời nói không nghiêm túc của Đảng Hằng, thế nhưng đây là chuyện tốt với bọn họ. À, tôi biết rồi, chuyện này các anh phải làm tốt công tác liên hệ với phòng tổ chức tỉnh ủy, tuyệt đối không cho ra bất kỳ vấn đề nào. Vương Tử Quân nói đến đây thì trầm giọng. Bí thư Nhất Phong sẽ đến, quy cách tiếp đón phải cao vời, nhất định phải thông báo cho tất cả cán bộ cấp phòng của thành phố La Nam. Bí thư Vương, phòng họp lớn nhất của chúng ta không thể nào chứa hết được tất cả cán bộ cấp phòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đảng Hằng biết rõ trong thành phố có bao nhiêu cán bộ cấp phòng, biết rõ phòng họp căn bản là không đủ, thế nên khẽ mở miệng báo cáo với Vương Tử Quân. Có thể mượn nhà hát. Vương Tử Quân dùng giọng chém đinh chặt sắt nói. Đối với sự kiện đồng chí Lục Ngọc Hùng nhận chức chủ tịch thành phố La Nam, phải làm sao cho tỉnh ủy thấy chúng ta kiên quyết quán triệt quyết tâm của lãnh đạo, nhất định phải làm cho bí thư Nhất Phong cảm thấy chúng ta bảo trì nhất trí cao độ, nhất định phải cho cả tỉnh biết chúng ta tin tưởng vào vị lãnh đạo mới của thành phố La Nam. Đảng Hằng ở bên kia nhớ rõ lời nói của Vương Tử Quân, hắn vừa suy nghĩ về chỉ thị của bí thư Vương, vừa thầm nghĩ đến tình huống khi đó. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ có nhiều người bị đẩy lên lò nướng. Nhưng Đảng Hằng lại cực kỳ chờ mong chiêu thức của lãnh đạo. Hắn thấy có vài người không muốn nhìn thấy bí thư Vương phát triển tốt, nếu cơ hội như vậy mà không biết lợi dụng, chẳng phải phụ lòng chính mình sao? Trưởng phòng, chúng ta chuẩn bị như thế nào? Chủ nhiệm văn phòng của phòng tổ chức là Thành Kiến Trường, hắn đang chờ xin chỉ thị của trưởng phòng Đảng Hằng. Lúc này hắn thấy Đảng Hằng cúp điện thoại thì vội vàng hỏi. Anh thông báo cho tất cả cán bộ trên cấp phó phòng trong toàn thành phố ngày mai đến nhà hát, nhất định phải làm cho tỉnh ủy biết chúng ta quán triệt ý chỉ của lãnh đạo, không làm suy giảm tác phong. Đảng Hằng vung tay lên trầm giọng nói. Tất cả cán bộ trên cấp phó phòng. Thành Kiến Trường chợt cảm thấy đầu óc mình như nổ ầm lên, có bao nhiêu cán bộ trên cấp phó phòng ở thành phố La Nam, nhiều người như vậy tập hợp đến tham gia buổi lễ nhận chức của một vị chủ tịch thành phố, tâm ý cũng là quá lớn rồi. Nhưng trưởng phòng Đảng Hằng đã cho ra quyết định, Thành Kiến Trường cũng không dám nghi vấn. Hắn lên tiếng đồng ý, sau đó đi ra ngoài cửa. Đảng Hằng nhìn Thành Kiến Trường rời đi, hắn khẽ thì thào. Dù sao thì nhà hát là rất rộng, coi như cho mọi người một lần gặp mặt bí thư tỉnh ủy ngoài đời thật. Mùa xuân ở thủ đô vẫn có chút lạnh,
nhưng lúc này Hứa Tiền Giang nhìn những cây liễu đang dâm chồi ngoài cửa sổ, thế là trong lòng chợt có chút hưng phấn. Có câu nói, tuyết rơi đúng năm được mùa, chính mình đang ở trong một gian phòng cây cối đâm chồi nảy lộc, thật sự là một điềm báo rất tốt. Mà điềm báo này thật sự làm cho Hứa Tiền Giang phải chờ mong. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa truyền đến, Hứa Tiền Giang nói một tiếng mời vào. Phó ban Lưu Quảng Niên của phòng tổ chức tỉnh ủy cùng theo lão đến thủ đô đã nhanh chóng đi đến sau lưng. Trưởng phòng, ngài có gì cần phân phó? Lưu Quảng Niên là một nghiên cứu sinh vừa mới tốt nghiệp, được phân đến phòng tổ chức tỉnh ủy và được Hứa Tiền Giang coi trọng, mối quan hệ giữa hai người làm cho cách ăn nói của Lưu Quảng Niên có chút tùy ý. Lưu Quảng Niên dù sao cũng là một người học tâm lý học, vì thế dù hắn có nói chuyện tùy ý thì cũng phải xem xét từng giai đoạn. Lúc này hắn thấy gương mặt trưởng phòng Hứa tràn đầy vui mừng, thế cho nên mới không chịu bỏ qua cơ hội lần này. Tiểu tử cậu đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu như vậy, nếu cậu còn dám như thế, tôi sẽ điều cậu đến làm bí thư đảng ủy đoàn văn nghệ tỉnh Sơn Nam đấy. Hứa Tiền Giang nhìn bộ dạng du côn của Lưu Quảng Niên, lão cười mắng. Trưởng phòng, ngài thật sự là quá tốt, tôi nghe nói đoàn văn nghệ tỉnh đầy mỹ nữ, tôi còn chưa cưới được vợ. Hi hi, xem ra đó là một công tác có cả công lẫn tư. Lưu Quảng Niên tất nhiên không muốn đến đoàn văn nghệ tỉnh, cũng biết là Hứa Tiền Giang nói đùa với mình. Thế cho nên hắn cũng thuận tiện bò lên, trêu chọc làm cho Hứa Tiền Giang vui vẻ. Ha ha ha, tâm tình của Hứa Tiền Giang vốn là khá tốt, lúc này nghe thấy Lưu Quảng Niên nói đùa như vậy, thế là càng thêm nói cười vui vẻ. Lão chỉ vào Lưu Quảng Niên rồi nói. Tiểu tử cậu đúng là quá ham mê sắc, tôi sẽ vì tính yên ổn và đoàn kết của đoàn văn nghệ tỉnh Sơn Nam mà giữ cậu ở lại bên cạnh mình vậy. Chương 833, 2, làm quan muốn ổn muốn vững là không khó. Lưu Quảng Niên cố ý bày ra bộ mặt khổ sở. Trưởng phòng Hứa, tôi tất nhiên tình nguyện đi theo bên cạnh ngài, nhưng chuyện chung thân đại sự của tôi cũng cần ngài lo lắng quan tâm một chút. Không cần phải lo lắng quan tâm, tôi sẽ nói Tiểu Triệu giới thiệu cho cậu một người, như vậy là rất tốt rồi. Hứa Tiền Giang nói đến Tiểu Triệu, chính là một vị trưởng ban trong phòng tổ chức tỉnh ủy, vị trưởng ban được lão gọi là Tiểu Triệu hiện tại đã có con học cấp 2 rồi. Trưởng phòng, anh đừng nói nữa. Trưởng phòng Triệu giới thiệu cho tôi một người, tôi vốn ôm tư tưởng tất thắng, nhưng khi thấy mặt thì xem như tôi hoàn toàn bại trận. Lưu Quảng Niên vừa nói vừa cố gắng vung tay múa chân. Nữ đồng chí kia thật sự là điển hình tài mạo không toàn. Hứa Tiền Giang nghe thấy tiểu tử Lưu Quảng Niên thừa dịp kể khổ với mình, thế là lão khoát tay áo nói. Được rồi, cậu cũng đừng mãi nói ra những chuyện kia nữa, tôi gọi cậu đến là có việc cần làm. Trưởng phòng cứ phân phó. Lưu Quảng Niên nghe nói có việc cần làm thì nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Hứa Tiền Giang lấy từ trong ngắn kéo ra hai chiếc cà vạt, lão nói. Lát nữa tôi sẽ theo bí thư Nhất Phong ra ngoài một chuyến, cậu xem hai chiếc cà vạt này cái nào hợp hơn. Lưu Quảng Niên không biết tâm tư của Hứa Tiền Giang, hắn cẩn thận nhìn hai chiếc cà vạt, sau đó cười nói. Trưởng phòng, hai cái cà vạt này đều đẹp, màu đỏ chính là bừng bừng sức sống, màu xanh này lại thể hiện sự trầm ổn trưởng thành. Lưu Quảng Niên nói không bằng chưa nói, nhưng hắn biết rõ Hứa Tiền Giang trưng cầu ý kiến của mình, đây không phải là cho mình quyết định, mà là để mình nói ra vấn đề, sau đó chính lãnh đạo tự quyết định. Quả nhiên Hứa Tiền Giang rất thỏa mãn với câu trả lời của hắn, sau khi nói một tiếng xảo quyệt, lão nhanh chóng giao chiếc cà vạt cho Lưu Quảng Niên. Lưu Quảng Niên là một cao thủ đeo cà vạt trong phòng tổ chức tỉnh ủy, thậm chí chỉ cần mười mấy giây đã đeo xong một chiếc cà vạt tuyệt đẹp, vừa nhanh lại vừa chuẩn. Nhưng hôm nay hắn đeo cà vạt cho Hứa Tiền Giang lại bỏ ra những 2 phút. Lưu Quảng Niên biết rõ tốc độ đeo cà vạt của mình dù nhanh hay chậm thì kết quả cũng là như nhau, thế nhưng có câu cẩn thận làm người ta an tâm, hắn làm như vậy chủ yếu để cho lãnh đạo cảm thấy mình cực kỳ coi trọng, làm cho lãnh đạo an tâm. Sau khi đeo cà vạt, Hứa Tiền Giang thấy mình càng thêm trầm ổn trưởng thành, thế là không khỏi gật đầu thỏa mãn. Lần này lão về Tam Hồ gặp mặt trưởng ban Dương. Chính là vì muốn giành vị trí mà Lưu Truyền Thụy để lại, là một cán bộ nắm công tác tổ chức thì quan trọng nhất là phải trầm ổn. Hứa Tiền Giang đã đủ trầm ổn trưởng thành ở phương diện tổ chức, lão lên đến vị trí hôm nay càng trầm ổn không thua bất kỳ người nào. Sau khi nhìn mình vài lượt trong gương, Hứa Tiền Giang chợt có suy nghĩ gì đó, lão nói. Có liên hệ được với Lục Ngọc Hùng không? Lưu Quảng Niên đang thầm suy đoán trưởng phòng Hứa Tiền Giang đi gặp ai mà có biểu hiện quá mức nghiêm túc như vậy. Lúc này hắn chợt nghe thấy lãnh đạo mở miệng hỏi, thế là lên tiếng chặn lại. Tôi vừa gọi điện thoại cho trưởng phòng Quách,
trưởng phòng Quách nói còn chưa liên hệ được. Còn chưa liên hệ được. Hứa Tiền Giang rõ ràng là ngây người với đáp án này, trước kia căn bản chưa từng có tình huống như thế này, bây giờ Chủ tịch Lục Ngọc Hùng chạy đi đâu mất. Trưởng phòng Quách nói điện thoại của Chủ tịch Lục đổ chuông nhưng không ai nghe máy, hơn nữa thư ký và lái xe của Chủ tịch Lục lại đang ở thủ đô, có lẽ được sắp xếp trông nom bố vợ của anh ấy đang bị bệnh nặng. Lưu Quảng Niên nhìn vẻ mặt trầm xuống của Hứa Tiền Giang, hắn khẽ nói. Hứa Tiền Giang lúc này mới chợt nhớ bố vợ của Lục Ngọc Hùng đang chữa bệnh ở thủ đô, lão không muốn biểu hiện bộ mặt quá hà khắc với cấp dưới, thế là trầm giọng nói. Bố vợ của đồng chí Lục Ngọc Hùng bị bệnh nặng lắm phải không? Nghe thư ký của anh ấy nói hình như rất nghiêm trọng, Chủ tịch Lục những ngày qua thật sự rất bận rộn. Lưu Quảng Niên cũng không có giao tình gì với Lục Ngọc Hùng, nhưng hắn biết đây là người được lãnh đạo của mình cố gắng đề bạt, là người hậu trường cứng, mình không đắc tội được, vì vậy không dám nói lung tung về Lục Ngọc Hùng. Ừ, Hứa Tiền Giang khẽ gật đầu, lão cảm thấy lúc này Lục Ngọc Hùng nên bận rộn vì bố vợ của mình, sau đó để quên điện thoại ở một chỗ nào đó, chứ không thì sao lại xảy ra chuyện này. Liên lạc không được cũng không phải là chuyện gì lớn, dù sao hôm nay bọn họ cũng sẽ quay về tỉnh Sơn Nam, ngày mai Bí thư Nhất Phong sẽ đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức, còn một ngày để chuẩn bị tốt tất cả. Cậu gọi điện thoại cho trưởng phòng Quách, để phòng tổ chức liên lạc với đồng chí Lục Ngọc Hùng, ngày mai tôi và Bí thư Nhất Phong sẽ cùng đưa đồng chí Lục Ngọc Hùng đi nhận chức. Hứa Tiền Giang phân phó xong thì ném chuyện này ra khỏi đầu, dù sao đó chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay hắn còn việc quan trọng cần phải làm. Hứa Tiền Giang rời khỏi phòng rất đúng giờ, khi lão đi đến cửa phòng của Bí thư Nhất Phong, đúng lúc Hào Nhất Phong đang từ bên trong đi ra. Bí thư Nhất Phong, hôm qua ngài nghỉ ngơi thế nào? Hứa Tiền Giang giả vờ như ngẫu nhiên đi đến bên cạnh Hào Nhất Phong, sau đó khẽ lên tiếng hỏi Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong cũng không quan tâm đến chuyện Hứa Tiền Giang vốn dĩ đang chờ mình hay ngẫu nhiên gặp mặt mình, đối với lão thì điều này căn bản không cần suy xét. Sau khi cười cười với Hứa Tiền Giang, Hào Nhất Phong nói. Nghỉ ngơi khá tốt, nhưng ngủ nơi này căn bản không thoải mái bằng trong tỉnh Sơn Nam. Hứa Tiền Giang cười cười mà không tiếp lời, lão cùng Hào Nhất Phong đi về phía nhà ăn. Hào Nhất Phong và Hứa Tiền Giang ở trong khu thường trú của tỉnh Sơn Nam ở thủ đô. Khu thường trú tỉnh Sơn Nam tiếp đón hai vị lãnh đạo giống như gặp phải đại địch, chỉ là một bữa sáng mà có ba vị chủ nhiệm khu thường trú đứng hầu hạ. Bữa sáng rất phong phú, có cả thức ăn và trái cây tráng miệng. Hào Nhất Phong và Hứa Tiền Giang chọn những món mình thích và bắt đầu nhai nuốt. Hào Nhất Phong ăn khá nhanh, chỉ 3 phút đã ăn 2 cái bánh bao và một chén cơm lớn. Hứa Tiền Giang tuy là người thích ăn uống chậm rãi, nhưng bây giờ đi theo lãnh đạo phải làm theo lãnh đạo, lão có việc cần cầu cạnh Hào Nhất Phong, thế cho nên cũng không để cho Hào Nhất Phong phải chờ mình. Thế là hai người Hào Nhất Phong và Hứa Tiền Giang ăn sáng như gió cuốn mây tan. Hai người kết thúc bữa sáng, Hào Nhất Phong dùng khăn xoa xoa tay nói. Trưởng phòng Tiền Giang, anh cũng là người quen biết lãnh đạo, trước mặt lãnh đạo cần thoải mái một chút, phải biểu hiện được mình. Hứa Tiền Giang hiểu rõ ý nghĩ của Hào Nhất Phong, lão đã suy nghĩ rất nhiều về tình huống gặp mặt Dương Độ Lục, và cũng đã cho ra phương án rõ ràng. Nhưng lúc này lão vẫn liên tục gật đầu với lời nói của Hào Nhất Phong, tỏ vẻ nhất định sẽ làm việc dựa theo lời của Bí thư Nhất Phong. Chương 834, một trước khi đề bạt thì ổn định là trên hết. Tiền Giang, đã thông báo cho Lục Ngọc Hùng bên kia chưa, tôi quay về chỉ còn có nửa ngày nghỉ ngơi, thừa dịp đó nên đưa anh ta đi nhận chức, cũng xem như cho cả tỉnh Sơn Nam biết tỉnh ủy chúng ta coi trọng thành phố La Nam đến mức nào. Sau khi nói với Hứa Tiền Giang vài câu về Dương Độ Lục, Hào Nhất Phong chợt thay đổi chủ đề sang thành phố La Nam. Dù chưa liên hệ được với Lục Ngọc Hùng, thế nhưng sự việc này Hứa Tiền Giang căn bản không báo cáo với Hào Nhất Phong. Dù sao cũng còn nhiều thời gian. Lão không tin sẽ không liên lạc được với Lục Ngọc Hùng. Bí thư Nhất Phong cứ yên tâm, tôi đã cho người liên hệ với đồng chí Lục Ngọc Hùng, anh ấy nói cảm thấy rất cảm động vì Bí thư Nhất Phong có thể tự đưa mình đi nhận chức. Hứa Tiền Giang là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy nhiều năm, nói ra vài lời nói dối thì căn bản không cần suy nghĩ. Dù sao lão cảm thấy sự việc nên xảy ra như vậy, dù là Lục Ngọc Hùng không cảm kích Bí thư Nhất Phong đưa đi nhận chức, nhưng đối phương sẽ không bao giờ dám nói ra. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. 5 phút sau hai người phân biệt leo lên xe, khu thường trú vì hai vị lãnh đạo mà sắp xếp hai chiếc xe Audi, thế nhưng cuối cùng Hứa Tiền Giang lại theo chân lãnh đạo leo lên chiếc xe Audi mới nhất. Xe chạy bon bon trên đường, Hào Nhất Phong chợt nói. Trưởng phòng Tiền Giang,
Công tác ở thành phố La Nam đang đi vào giai đoạn phát triển cao tốc, sau này anh nhất định phải nắm chắc công tác xây dựng ban ngành thành phố La Nam. Hứa Tiền Giang hiểu ý của Hào Nhất Phong, trong lòng thầm nghĩ bí thư Nhất Phong thật sự là muốn đánh đến cùng. Nếu động vào ban ngành thành phố La Nam, chỉ sợ sau này Vương Tử Quân càng ngày càng khó làm việc, chỉ là không dám mở miệng phản đối Hào Nhất Phong. Địa điểm Dương Độ Lục gặp mặt Hào Nhất Phong cũng không phải là khách sạn hay phòng làm việc, chính là trong một căn nhà tứ hợp viện tràn đầy hương vị thủ đô. Khi hai người Hứa Tiền Giang và Hào Nhất Phong đi đến, Dương Độ Lục đang đọc một quyển sách, cách đó không xa là một bình trà nóng đang bốc hơi nghi ngút. Trưởng ban Dương, ngài thật sự rất nhàn nhã. Hào Nhất Phong tuy có biểu hiện cực kỳ cung kính nhưng lời nói lại càng có thêm vài phần thân cận. Hứa Tiền Giang và Dương Độ Lục tiếp xúc không ít, lão biết rõ tính tình của trưởng ban Dương. Lúc này lão thấy Hào Nhất Phong có biểu hiện như vậy, thầm nghĩ Hào Nhất Phong quả nhiên giỏi thể hiện. Tuy Hào Nhất Phong có quan hệ không tầm thường với Dương Độ Lục, thế nhưng lại nắm rất chắc, tuyệt đối không vì hai bên kết giao nhiều năm mà bỏ quên nghi lễ, lại không vì chút lễ nghi mà làm cho chính mình và lãnh đạo trở nên xa lạ. Bí thư Nhất Phong nắm rất chắc công tác liên hệ với lãnh đạo, xem ra sau này mình nên học tập bí thư nhiều hơn. Hứa Tiền Giang thầm cho ra quyết tâm học tập bí thư Nhất Phong, đồng thời trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Ha ha, Nhất Phong, Tiền Giang, các anh đã đến rồi, cũng đừng đứng đó, ngồi đi. Dương Độ Lục đặt quyển sách trong tay xuống, lão đứng lên khỏi ghế dùng giọng tràn đầy khách khí nói. Hào Nhất Phong chưa từng khách sáo với Dương Độ Lục, lão ngồi xuống đối diện với lãnh đạo, cũng không quên cầm bình trà thơm châm thêm nước vào ly cho lãnh đạo, sau đó rót cho Hứa Tiền Giang một ly. Đồng chí Tiền Giang, anh đến đây khi nào? Dương Độ Lục cũng không quan tâm đến Hào Nhất Phong, lão cười chào hỏi Hứa Tiền Giang. Hứa Tiền Giang cũng biết Dương Độ Lục nói với mình trước căn bản không quá tốt. Lão biết mình tuy có chút quan hệ với Dương Độ Lục, thế nhưng căn bản thua xa quan hệ giữa một bộ hạ cũ luôn đi theo bên cạnh Dương Độ Lục là Hào Nhất Phong. Lúc này Dương Độ Lục sở dĩ chào hỏi lão trước, cũng là vì coi lão là khách. Nhất định phải thay đổi địa vị của mình trong lòng lãnh đạo. Hứa Tiền Giang chợt cảm thấy có nguy cơ, lão vội vàng dùng giọng cung kính nói. Trưởng ban Dương, tôi và bí thư Nhất Phong đến ngày hôm qua. À, tỉnh Sơn Nam thật sự công tác rất tốt, hai ngày trước tổ chức họp, lãnh đạo chủ yếu nhiều lần khen ngợi công tác của Sơn Nam, tôi nghe mà cảm thấy rất vui. Dương Độ Lục nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi mỉm cười nói. Đây chính là trưởng ban Dương đã tạo dựng một cơ sở tốt, nếu không chúng tôi nào tạo ra được cục diện bây giờ. Được rồi, tôi biết rõ anh là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, cũng đừng tâng bốc tôi như vậy. Dương Độ Lục cắt đứt lời nói của Hào Nhất Phong, thế nhưng nụ cười trên mặt lại tăng lên vài phần. Lãnh đạo cũng là người, tuy càng ngày nhìn càng có vẻ thêm anh minh, thế nhưng dù bọn họ có đi đến đâu, bọn họ cũng là một người có vui buồn hờn giận. Khi ở cùng người thân hay bạn hiền, bọn họ cũng khó tránh khỏi tình huống bộc lộ chân tình. Trưởng ban Dương, trong lòng tôi ngài mãi là thuyền trưởng của con tàu Sơn Nam. Hào Nhất Phong nói ra những lời này với giọng điệu cực kỳ nghiêm cẩn. Dương Độ Lục không nói gì, bầu không khí trong phòng có chút đè nén. Hứa Tiền Giang cảm thấy lời nói của Hào Nhất Phong là rất hay, nhưng bầu không khí lúc này có hơi tù túng, lão cũng không biết nên làm sao. Bố! Khi Hứa Tiền Giang cảm thấy có chút không thoải mái thì Dương Quân Tài chợt xuất hiện trong phòng khách. Khi thấy Dương Quân Tài thì nụ cười mới tiếp tục hiện ra trên mặt Dương Độ Lục. Lão vẫy vẫy tay với Dương Quân Tài, sau đó nói. Đến ra mắt chú Nhất Phong và chú Tiền Giang đi. Dương Quân Tài rất thân thuộc với Hào Nhất Phong, nhưng quan hệ với Hứa Tiền Giang chỉ là bình thường. Sau khi nghe Dương Độ Lục cho mời đến, hắn vội vàng tiến lên cung kính chào hỏi hai người Hào Nhất Phong. Trưởng ban Dương, bây giờ Quân Tài còn công tác ở Bộ Giao thông sao? Hào Nhất Phong đơn giản bắt chuyện với Dương Quân Tài một câu, sau đó cười nói. Ừ. Quân Tài còn công tác bên Bộ Giao thông. Dương Độ Lục cười cười nói, cũng không nhiều lời. Bố, chú Nhất Phong, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, cháu vào bên trong một chút. Dương Quân Tài cũng biết không gian này không phù hợp với mình, vì thế sau khi chào hỏi xong thì lui ra ngoài. Hào Nhất Phong nhìn Dương Quân Tài đi ra, lão cảm khái nói. Trưởng ban Dương, Quân Tài đã trưởng thành hơn rồi. Năm tháng làm cho người ta thêm trưởng thành. Nếu như nó còn không chịu trưởng thành thì cũng không ổn, bây giờ nó đang là một vị phó cục trưởng trong Bộ Giao thông, nghe nói công tác cũng khá tốt. Dương Độ Lục cho con trai mình một lời đánh giá không quá cao, thế nhưng rõ ràng giọng điệu lại rất thỏa mãn.
Hào Nhất Phong biết rõ Dương Độ Lục rất quan tâm đến con trai, lúc này lão thầm nghĩ nếu Dương Quân Tài còn ở trong tỉnh Sơn Nam, có lẽ cũng đã là chủ tịch thành phố rồi. Nếu như vậy thì lời nói của mình căn bản càng thêm có lực lượng và độ nặng hơn cả bây giờ. Nhưng Dương Quân Tài lại là chim gãy cánh ở tỉnh Sơn Nam, tuy sự việc kia không được ghi trong hồ sơ, thế nhưng rất nhiều người biết. Trước đó thì không có vấn đề, nhưng sau này có ai đưa nó ra để cản đường phát triển của Dương Quân Tài hay không, căn bản khó nói nên lời. Chương 834-2 Trước khi đề bạt thì ổn định là trên hết. Trưởng ban, anh Lưu sắp rời khỏi tỉnh Sơn Nam, tôi thật sự cảm thấy có chút không nỡ. Hào Nhất Phong thầm nghĩ đến chuyện của Dương Quân Tài, thế nhưng ngoài miệng lại thay đổi chủ đề. Dương Độ Lục chậm rãi uống trà, thật ra từ khi thấy bộ hạ cũ là Hào Nhất Phong đưa Hứa Tiền Giang đi vào trong phòng làm việc của mình, lão đã biết ý nghĩ của Hào Nhất Phong là gì rồi. Lúc này nghe Hào Nhất Phong nói ra như vậy, lão cười cười nói. Anh không nỡ cũng không được, đồng chí Lưu Truyền Thủy có năng lực mạnh, cần phải được đặt trọng trách khác lên vai, đây cũng là khẳng định của Trung ương với công tác của tỉnh Sơn Nam. Vâng, trưởng ban, tôi thật sự không nỡ để anh Lưu rời khỏi Sơn Nam, nhưng cũng không thể hy sinh tương lai mình đã vạch ra ở tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong gãi gãi đầu nói tiếp. Trưởng phòng Tiền Giang xưa nay luôn phối hợp tốt với đồng chí Lưu Truyền Thụy, thật sự đã bỏ ra rất nhiều tâm tư ở công tác tổ chức. Có những người mở miệng căn bản không cần nói rõ, nhưng đôi khi có những chuyện mà mọi người đã hiểu rõ lại cần phải nói rõ ràng không phải là cho những người nơi đây nghe, căn bản là cho người ngoài nghe. Bây giờ Hứa Tiền Giang chính là một người ngoài. Hào Nhất Phong không nói trắng ra nhưng đã biểu hiện thái độ đề cử Hứa Tiền Giang. Lúc này Hứa Tiền Giang nghe thấy sự việc có liên quan đến mình, dù lão xưa nay luôn tự tin về vẻ bình tĩnh trầm ổn của mình, lúc này không khỏi cảm thấy trái tim gia tốc trong lồng ngực. Tuy trưởng phòng tổ chức và phó bí thư nắm công tác tổ chức của tỉnh đều là cán bộ cấp phó bộ nhưng khác biệt giữa hai bên là cực kỳ lớn. Phó bí thư không những có quyền lợi ở bên trên trưởng phòng tổ chức, càng là người có thể trực tiếp tiến lên làm chủ tịch hay bí thư tỉnh ủy, rất ít có trưởng phòng tổ chức nào được đề bạt trực tiếp lên làm chủ tịch tỉnh. Chỉ cần tiến lên vị trí phó bí thư tỉnh ủy, như vậy xem như Hứa Tiền Giang đã tiến lên một bậc thang không nhỏ. Dương Độ Lục cười cười nói với Hứa Tiền Giang. Đồng chí Tiền Giang công tác như thế nào thì tôi hiểu rất rõ. Không nói tốt, không nói xấu, chỉ là nói hiểu rõ, xem như ẩn giấu cực kỳ ảo diệu. Hứa Tiền Giang nhìn gương mặt với nụ cười làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa của trưởng ban Dương, lão khiêm tốn nói. Công tác ở tỉnh Sơn Nam đều chủ yếu được thực hiện dưới sự chỉ đạo của bí thư Nhất Phong, mọi người đồng tâm hiệp lực cố gắng phát triển. Những lời khiêm tốn như vậy không có gì là mới, nhưng Hứa Tiền Giang biết rõ sự quan trọng của nó là thế nào. Lão không phải chỉ là khiêm tốn, còn là tỏ thái độ, một thái độ về sự lãnh đạo của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam. Vẻ mặt Hào Nhất Phong càng thêm thoải mái, lão biết rõ trình mình đã bày tỏ rõ ràng, những chuyện ở tỉnh Sơn Nam, chỉ cần mình bày tỏ ý kiến, lãnh đạo sẽ tuyệt đối tôn trọng ý kiến của mình. Nhưng vẻ mặt của Dương Độ Lục lại trở nên nghiêm túc, lão trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Bên trong ban tổ chức Trung ương đã có nhân tuyển với vị trí mà đồng chí Lưu Truyền Thụy để lại, nhưng còn chưa trưng cầu ý kiến của tỉnh Sơn Nam các anh. Hứa Tiền Giang cảm thấy trái tim của mình treo lên cao. Vì sao thì sự việc lần này cũng liên quan đến tương lai của lão không thể không coi trọng. Lúc này lão rất hy vọng Dương Độ Lục có thể dứt khoát nói cho mình biết, mình có thể tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thủy. Nhưng lão biết rõ, những sự kiện thế này đừng nói là Dương Độ Lục, dù là một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy như lão cũng không dám nói ra. Trưởng ban, có thể điều chỉnh được không? Đồng chí Tiền Giang công tác nhiều năm ở tỉnh Sơn Nam, đã xem như công tác mệt nhọc. Tôi cảm thấy đã đến thời điểm nên được đề bạt rồi. Hào Nhất Phong xem như hiểu rõ ý nghĩ của Dương Độ Lục, lão nở nụ cười dùng giọng đề nghị nói với Dương Độ Lục. Đã đến thời điểm được đề bạt. Hứa Tiền Giang lúc này nghĩ về câu nói của Hào Nhất Phong, lão biết rõ đây là thời điểm mấu chốt, nếu như trưởng ban Dương còn từ chối, như vậy mình đừng hòng có cơ hội tiến lên vị trí phó bí thư nắm công tác tổ chức. Càng là lúc này thì Hứa Tiền Giang càng cảm thấy mình nên bình tĩnh. Dù sao thì trưởng ban Dương sẽ không thích một người lo lắng nôn nóng. Vì thế gương mặt lão cực kỳ bình thản, dù trong lòng đang cực kỳ căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Độ Lục. Dương Độ Lục có chút do dự, nửa phút sau mới nói. Nếu Nhất Phong đã kiên trì như vậy, tôi sẽ trao đổi với các đồng chí khác trong ban tổ chức Trung ương. Cảm ơn trưởng ban.
Hào Nhất Phong biết rõ Dương Độ Lục tuy nói năng khiêm tốn nhưng sự việc cơ bản đã được xác định. Lão thấy chỉ cần Dương Độ Lục quyết tâm làm việc, trên cơ bản chưa có gì không thành. Chức vụ phó bí thư tỉnh ủy Sơn Nam chẳng phải là chuyện gì lớn với trưởng ban Dương. Hứa Tiền Giang lúc này mới cảm thấy trái tim của mình quay về trong lồng ngực, Dương Độ Lục đã ủng hộ mình, như vậy có 80% vị trí của phó bí thư Lưu Truyền Thụy sẽ thuộc về mình. Sau đó Hào Nhất Phong cũng không tiếp tục trò chuyện về phương diện công tác với Dương Độ Lục, nói về phong thổ của Sơn Nam. Mọi người trò chuyện thêm nửa giờ, sau đó thư ký đi đến khẽ nói vài câu bên tai Dương Độ Lục. Tuy thư ký đi ra ngoài và vẻ mặt Dương Độ Lục không chút biến đổi, nhưng Hứa Tiền Giang và Hào Nhất Phong đều biết lúc này hai người mình cần rời đi. Khi bọn họ nói lời cáo từ với trưởng ban Dương Độ Lục, lúc này Dương Độ Lục chợt nói. Hôm nay tôi không có thời gian dùng cơm với hai người. Coi như để lần sau bổ sung. Hai người Hào Nhất Phong nhanh chóng nói vài lời khiêm tốn với câu nói khách khí của Dương Độ Lục, khi hai người bọn họ ra khỏi phòng thì Dương Độ Lục lại nói. Khoảng thời gian này phải làm sao cho thật ổn định. Hai người Hào Nhất Phong đi vào chiếc Audi, hai người khẽ ngồi xuống. Vì Dương Độ Lục đã mở miệng nói sẽ giúp Hứa Tiền Giang tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thụy, thế nên hai người xem như đạt được mục đích, tâm tình khá vui vẻ. Trưởng phòng Tiền Giang. Trưởng ban nói tình huống bây giờ cần sự ổn định, gần đây không xảy ra vấn đề gì đấy chứ. Hào Nhất Phong khẽ dựa lưng lên ghế rồi thản nhiên nói. Nếu Hứa Tiền Giang là người nắm công tác bảo đảm trật tự trị an hay an toàn sản xuất ở tỉnh Sơn Nam, lão thật sự không dám mở miệng cam đoan với bí thư Hào Nhất Phong. Nhưng lão là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, có chuyện gì xảy ra được. Vì vậy mà Hứa Tiền Giang dùng giọng tự tin nói. Bí thư Nhất Phong cứ yên tâm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Hào Nhất Phong nghe câu trả lời của Hứa Tiền Giang, lão cảm thấy mình rõ ràng là buồn lo vô cớ. Nếu nói mình cầu tiến thì còn có chút khó khăn, nhưng Hứa Tiền Giang là một trưởng phòng tổ chức, nếu muốn đánh cờ lê lên người cũng không phải dễ dàng gì. Ha ha, vậy thì chúng ta chờ tin tức tốt. Đúng rồi, hôm nay chúng ta phải quay về, ngày mai sẽ đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức. Hào Nhất Phong nói đến đây thì dùng giọng có chút do dự nói. Nghe nói bố vợ của Lục Ngọc Hùng bị bệnh rất nặng phải không? Đúng vậy, rất nặng. Hứa Tiền Giang thật sự rất thích ứng với tư duy của Hào Nhất Phong, sau khi nghe rõ câu hỏi của bí thư Hào Nhất Phong thì lão nhanh chóng trả lời. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi nói. Chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn, hai ngày tới chúng ta sẽ bận rộn hơn, đồng chí Tiền Giang, không bằng anh đại biểu chúng ta đi thăm bệnh của bố vợ đồng chí Ngọc Hùng. Tôi nhất định. Sẽ truyền đạt sự quan tâm của ngài đến với đồng chí Ngọc Hùng. Hứa Tiền Giang cười cười rồi trầm giọng nói, Hào Nhất Phong không nói gì thêm, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Lục Ngọc Hùng vẫn không liên lạc được, phòng tổ chức tỉnh ủy gọi vài chục cuộc điện thoại yêu cầu thành phố La Nam liên lạc với Lục Ngọc Hùng, thế nhưng điện thoại của Lục Ngọc Hùng vẫn không liên lạc được. Sau khi nghe Kim Điền Lạc báo cáo thì Vương Tử Quân hầu như cho ra nhận định, Lục Ngọc Hùng bây giờ đã dùng kế kim thiền thoát xác bỏ đi từ lâu. Lúc này hắn nghĩ đến gương mặt đen nhẻm lạnh lùng của Lục Ngọc Hùng, trong lòng không khỏi sinh ra bội phục vụ phó bí thư của mình. Chọn thời điểm rất đúng lúc, Lục Ngọc Hùng thật sự rất gọn gàng dứt khoát. Chương 835, Lục Ngọc Hùng, anh đang ở đâu thượng? Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Kim Điền Lạc nhanh chóng đi vào. Bí thư Vương, vẫn không liên lạc được với bí thư Ngọc Hùng. Phòng tổ chức tỉnh ủy yêu cầu trước 9 giờ tối nay chúng ta phải liên lạc được với đồng chí Lục Ngọc Hùng, để sáng giờ sáng mai anh ấy có mặt ở phòng tổ chức tỉnh ủy. Có thể xác định điện thoại của đồng chí Lục Ngọc Hùng ở vị trí nào không? Vương Tử Quân nhìn Kim Điền Lạc rồi trầm giọng nói. Xác định điện thoại của một vị phó bí thư, Kim Điền Lạc có chút sững sốt, sau đó mới trầm giọng nói. Nếu để cho cục công an ra tay thì có thể được, cần áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Nhưng làm như vậy thì phù hợp sao? Tìm một phó bí thư mà áp dụng thủ đoạn như vậy thì thật sự có hơi quá, nhưng Kim Điền Lạc không dám nói rõ, chẳng lẽ bí thư Vương ngốc hơn hắn? Lãnh đạo làm như vậy chắc chắn có lý do, nhưng như vậy cũng không hợp quy củ thông thường. Vương Tử Quân tuy trong lòng có 8 phần khẳng định Lục Ngọc Hùng đã chơi kế kim thiền thoát xác, nhưng hắn không muốn tình huống mình nắm chắc thắng lợi trong tay lại tiến vào tình huống nguy hiểm. Bây giờ việc cấp bách của hắn chính là phải ổn định thế cục bây giờ. Dù sao lúc này căn bản đã không tìm thấy được Lục Ngọc Hùng, không bằng cứ làm ổn từng bước một. Dùng mọi biện pháp để liên lạc với bí thư Ngọc Hùng. Vương Tử Quân vung tay lên trầm giọng nói với Kim Điền Lạc.
Trương Chính Viễn là một nhân viên văn phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn là một thanh niên trẻ tuổi nhưng công tác ở một đơn vị tương lai vô hạn như phòng tổ chức tỉnh ủy, điều này làm cho rất nhiều người coi trọng. Vì thế sau khi tiến vào phòng tổ chức tỉnh ủy chưa lâu, hắn đã tìm được bạn gái, là một mỹ nữ trong mắt bao người. Đối với Trương Chính Viễn thì ngày vui vẻ nhất chính là khi ước hẹn với bạn gái của mình, nhưng tối hôm nay hắn căn bản là không tập trung tâm thần, một cảm giác bất an cứ bừng lên trong lòng. Có liên lạc được với Lục Ngọc Hùng hay không? Con bà nó Lục Ngọc Hùng kia đúng là không ra gì, gọi điện thoại không nghe máy, dù bố vợ bị ung thư chết thì cũng phải nghe điện thoại chứ. Trương Chính Viễn thầm oán Lục Ngọc Hùng, lại có chút oán trách vị phó ban giao nhiệm vụ này cho mình. Hắn thầm nghĩ có nhiều nhân viên, sao không giao cho ai khác, lại giao nhiệm vụ này cho tôi. Văn phòng đã liên hệ cả ngày mà không được, anh lại ném sự việc cho tôi, không phải chủ tâm để tôi rơi vào tình huống xấu hổ sao? Chính Viễn, anh làm sao vậy? Bạn gái là giáo viên tiểu học dùng ánh mắt cẩn thận nhìn Trương Chính Viễn, sau đó ân cần hỏi han. Không có gì, chỉ là chuyện công tác, thật sự làm cho người ta lo lắng. Trương Chính Viễn tuy nói không có gì thế nhưng trong lòng cứ mãi treo lên cao, hắn móc chiếc điện thoại được mua bằng nửa năm tiền lương ra, nhanh chóng bấm số. Tút tút tút, Trương Chính Viễn đã thuộc lầu số điện thoại kia rồi, hắn nhanh chóng gọi đi, âm thanh tút tút quen thuộc vẫn vang lên bên tai hắn. Nhưng nửa phút trôi qua, mãi cho đến khi giọng nữ máy móc vang lên, cũng không có người nghe máy. Lục Ngọc Hùng này chạy đi đâu rồi? Trương Chính Viễn thật sự nóng lòng như lửa đốt, hắn dùng ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc nhìn bạn gái. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó gọi điện thoại cho phòng trực ban của văn phòng thị ủy La Nam. Lần này thì điện thoại nhanh chóng được nối thông, nhưng văn phòng thị ủy La Nam cũng không liên hệ được với Lục Ngọc Hùng. Các anh làm thế nào vậy? Vì sao còn chưa liên lạc được với bí thư Lục? Tôi đề tỉnh cho các anh một câu, ngày mai chính bí thư Nhất Phong sẽ đưa chủ tịch Lục đi nhận chức, đến lúc đó mà không tìm thấy người, để xem thị ủy các anh trả lời thế nào với tỉnh ủy đây. Trương Chính Viễn đã thật sự nổi giận, thế là mở miệng quát lớn với đầu dây bên kia. Nhân viên trực ban của văn phòng thị ủy La Nam cũng cảm thấy rất bức bối, vì tìm Lục Ngọc Hùng mà hắn đã liên tục gọi điện thoại đi, nhưng Lục Ngọc Hùng giống như đã biến mất, căn bản không nghe máy. Cũng vì chuyện này mà hắn bị lãnh đạo của mình khiển trách một trận. Biết nói thế nào với lãnh đạo sao? Anh bạn, anh cũng đừng nổi giận với tôi, con bà nó tôi gọi điện thoại muốn nát máy mà không ai nghe, anh nói tôi phải làm sao? Tôi nói cho anh biết, thành phố La Nam chúng tôi đã dùng đủ biện pháp để tìm rồi. Người hiểu rõ bí thư Ngọc Hùng ở nơi nào chính là phòng tổ chức tỉnh ủy các anh, hai ngày trước bí thư Lục đã đến phòng tổ chức tỉnh ủy tiếp xúc với lãnh đạo. Nhân viên trực ban của văn phòng thị ủy dùng giọng cứng rắn nói, Trương Chính Viễn xem như nuốt giận vào bụng. Hắn thật sự có gặp Lục Ngọc Hùng đến tiếp xúc với lãnh đạo phòng tổ chức vào hai ngày trước. Được rồi, đừng nói những lời vô dụng này nữa, chúng ta nhanh chóng liên lạc, hy vọng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ phân công của lãnh đạo. Trương Chính Viễn cũng không muốn tiếp tục ồn ào với nhân viên công tác của thị ủy La Nam, hắn lập tức nói sang chuyện khác. Liên lạc đến tận 11 giờ tối nhưng hai bên đều không tìm được Lục Ngọc Hùng, 8 giờ sáng mai bí thư tỉnh ủy sẽ phải đưa người đi nhận chức, nếu trước lúc đó còn chưa tìm ra, Trương Chính Viễn thật sự khó thể chống đỡ được. Có nhiều chuyện cần phải nhanh chóng xin chỉ thị của lãnh đạo, Trương Chính Viễn do dự một chút rồi bấm số điện thoại của trưởng ban. Phó trưởng ban đang nằm ngủ, sau khi nghe được tin tức như vậy thì lớn tiếng khiển trách Trương Chính Viễn hai câu, nói hắn công tác bất lực, thậm chí chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng làm không xong. Nhưng khi nghe Trương Chính Viễn nói mãi mà không liên lạc được với Lục Ngọc Hùng, vị phó ban đang vận động với vợ trên giường cũng ý thức được tầm quan trọng của vấn đề. Còn bà nó, nếu mãi không liên lạc được với Lục Ngọc Hùng, như vậy bí thư Nhất Phong sẽ đưa ai đi nhận chức? Tìm, tìm, tìm cho tôi. Phó ban nói hai câu, sau đó trực tiếp gọi điện thoại cho trưởng phòng. Tin tức được báo cáo theo từng bậc, thế là Quách Tiên Vi cũng biết chưa tìm được Lục Ngọc Hùng, cũng bị đánh thức lúc nửa đêm. Sau khi nghe được tin thì hắn càng thêm hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Một người vừa mới được quyết định là chủ tịch thành phố La Nam, bây giờ lại không liên lạc được sao? Lúc này những người muốn gọi điện thoại chúc mừng Lục Ngọc Hùng cũng không thể liên lạc được. Nhất định phải liên hệ được với Lục Ngọc Hùng trước lúc bình minh, nếu không ngày mai sẽ thật sự rất khổ sở. Dù sao thì hành tung của bí thư tỉnh ủy đã được xác định. Bây giờ cả tỉnh Sơn Nam đều biết bí thư Nhất Phong sẽ đưa Lục Ngọc Hùng xuống thành phố La Nam nhận chức chủ tịch, nhưng bây giờ không tìm được người, bí thư Nhất Phong sẽ đưa ai đi đây? Quách Tiên Vi cho ra vài chỉ thị,
sau đó hắn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, anh biết đồng chí Lục Ngọc Hùng đi đến nơi nào không? Quách Tiên Vi gọi được cho Vương Tử Quân thì vội vàng lên tiếng. Chương 836, một Lục Ngọc Hùng, anh ở đâu chung? Vương Tử Quân lúc này đã có phán đoán của mình, nhưng loại chuyện này dù là bạn bè thân thiết nhất cũng không được nói ra, chỉ có thể giả vờ hồ đồ mà thôi. Dù sao thì giả vờ hồ đồ như vậy cũng không ảnh hưởng đến ai. Chúng tôi đang liên lạc với Bí thư Ngọc Hùng, bây giờ các đồng chí ở khu thường trú thủ đô đang đến bệnh viện tìm bố vợ của anh ấy, còn chưa có tin tức truyền về. Câu trả lời của Vương Tử Quân làm cho Quách Tiên Vi không hài lòng, nhưng Quách Tiên Vi cũng biết bây giờ Vương Tử Quân cũng không thoải mái gì. Dù sao Bí thư tỉnh ủy sẽ đưa đối thủ của mình đến nhận chức chủ tịch thành phố, dù là ai đặt vào hoàn cảnh này cũng sẽ không thỏa mãn. Đồng chí Tử Quân, anh mau liên lạc với Bí thư Ngọc Hùng, nếu không ngày mai sẽ xảy ra chuyện lớn. Quách Tiên Vi nói hết lời thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân ngồi đậy, hắn lấy một điếu thuốc chuẩn bị hút, nhưng khi thấy người ngủ trong phòng, hắn lại thôi không châm lửa. Anh muốn hút thì cứ hút, không có gì cả. Không biết Mạc Tiểu Bắc thức từ khi nào, nàng khẽ nói. Không hút nữa, hút chỉ có hại cho sức khỏe. Vương Tử Quân vuốt bàn tay nhỏ bé của Mạc Tiểu Bắc, sau đó thản nhiên nói. Mạc Tiểu Bắc dịu dàng nhích lại gần Vương Tử Quân. Có phải có chuyện gì đó khó giải quyết không? Không phải, mà có sự việc bị khui ra, có vài người sắp rơi vào tình huống khốn khổ. Vương Tử Quân nói, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nếu có vài người rơi vào tình huống khốn khổ, vậy anh còn thức làm gì, đi ngủ thôi, mai còn đi làm. Mạc Tiểu Bắc kéo góc áo Vương Tử Quân rồi dùng giọng dịu dàng nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người của Mạc Tiểu Bắc dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, trong lòng không khỏi nóng lên, hắn ôm cổ Mạc Tiểu Bắc cười hì hì nói. Công tác ngày mai để mai nói sau, lúc này chúng ta phải chúc mừng cái đã. Vương Tử Quân vừa nói vừa không quan tâm đến lời phản đối của Mạc Tiểu Bắc, hắn há miệng chặn miệng của nàng lại. Bí thư Vương đang rất vui vẻ, thế nhưng lại có người căn bản không ngủ được. Trương Chính Viễn dù không ngủ, nhưng hắn thật sự không ngờ một cuộc điện thoại của mình lại làm cho nhiều người không ngủ yên. Khi nghi thức vận động của Bí thư Vương đến giai đoạn nước rút cuối cùng, điện thoại chợt vang lên. Sau khi phát tiết, Bí thư Vương nhấc điện thoại lên. Tử Quân, như thế nào lại như vậy? Vì sao còn chưa liên lạc được với Bí thư Ngọc Hùng, thị ủy La Nam các anh công tác thế nào? Vừa nghe máy thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói tràn đầy trách móc của Hứa Tiền Giang. Bí thư Vương vừa mới phát tiết sảng khoái, bây giờ trong lòng cũng không thèm quan tâm bộ dạng của trưởng phòng Hứa. Hắn tuy cười thầm nhưng lại trầm giọng nói. Trưởng phòng Tiền Giang, những ngày trước Bí thư Ngọc Hùng xin phép nghỉ đi chữa bệnh cho bố vợ, mãi mà vẫn chưa quay về. Hơn nữa hai ngày trước anh ấy tiến hành khảo sát ở phòng tổ chức tỉnh ủy, trưa nay chúng tôi mới biết không liên lạc được với Bí thư Ngọc Hùng. Bây giờ chúng tôi đang suy nghĩ rất nhiều biện pháp, càng phái người đến tìm bố vợ của Bí thư Lục, nhưng còn chưa có được tin tức tốt. Vương Tử Quân nói như lưỡi dao, dù mềm mại như gió nhưng có lực tương tác rất mạnh. Không tìm được Lục Ngọc Hùng cũng không phải là vì lỗi của chúng tôi, dù sao thì người được gặp Lục Ngọc Hùng lần cuối cùng chính là phòng tổ chức tỉnh ủy. Nửa đêm Hứa Tiền Giang bị Quách Tiên Vi gọi điện thoại quấy rầy, lão tỏ ra cực kỳ sốt ruột. Bây giờ tin tức Bí thư Nhất Phong muốn đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức đã truyền ra khắp tỉnh, nếu như ngày mai không có nhân vật chính, như vậy anh làm sao để nói với Bí thư Nhất Phong đây? Nếu có vấn đề, Bí thư Nhất Phong sẽ nhìn mình thế nào? Chính mình có thể tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thụy hay không? Điều này làm cho Hứa Tiền Giang cảm thấy rất căm tức. Ổn định là trên hết. Hứa Tiền Giang thầm nghĩ chưa từng có trường hợp nào phòng tổ chức lại không tìm ra được người sắp xuống nhận chức cả. Cần phải ổn định tâm tình, Hứa Tiền Giang lại nói vài yêu cầu với Vương Tử Quân, sau đó lão nhấc điện thoại gọi cho Cục Công an tỉnh. Sau khi một vị phó cục trưởng nhận điện thoại, lão yêu cầu Cục Công an tỉnh nhanh chóng vận dụng tất cả thủ đoạn để xác định vị trí hiện tại của chiếc điện thoại Bí thư Ngọc Hùng. Phó cục trưởng Lưu tuy rất không tình nguyện chui ra khỏi chăn, thế nhưng hắn không dám xem thường lời phân phó của trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Chẳng qua hắn là một vị phó cục trưởng, nhưng tìm người trong đêm cũng không dễ dàng, có người trực ban ở Cục Công an tỉnh, nhưng chuyên gia định vị điện thoại lại không có mặt. Vô tình Cục Công an tỉnh Sơn Nam rơi vào tình thế bận rộn, rất nhiều người đang ngủ bị kéo ra khỏi chăn, bọn họ chỉ có một việc cần làm, tìm ra chủ nhân của một số điện thoại. Người có tuổi, chỉ cần đang ngủ mà thức dậy thì xem như rất khó ngủ được nữa.
dù là bí thư tỉnh ủy thì cảm giác này cũng xuất hiện trên người Hào Nhất Phong, nhiều khi lão rơi vào tình huống lật qua lật lại mà khó thể ngủ yên. Nhưng tối qua Hào Nhất Phong ngủ rất tốt, ngủ một giấc không mơ đến tận sáng mới mở mắt thức dậy. Hào Nhất Phong nhìn ngoài trời đã sáng, lão cảm thấy tâm tình của mình là rất tốt. Vợ lão là chị Lữ, lúc này bà đang chuẩn bị bữa sáng cho lão. Với cấp bậc của bí thư Hào Nhất Phong, dù văn phòng tỉnh ủy có phân phối nhân viên cần vụ, thế nhưng lão vẫn có thói quen thích ăn những gì vợ mình nấu. Dựa theo lời của lão thì vợ nấu ăn ngon hơn. Vì thói quen này của Hào Nhất Phong nên mỗi buổi sáng Lữ phu nhân lại phải thức dậy sớm nấu cơm cho chồng. Sau khi Hào Nhất Phong rửa mặt đơn giản thì đi xuống nhà ăn, bánh bao dưa muối và cháo trắng đã đặt sẵn lên mặt bàn. Hôm nay cháo có màu sắc rất đẹp, anh muốn uống một chút. Hào Nhất Phong cầm lấy một chiếc bánh bao rồi cười nói. Lữ phu nhân ngồi xuống, hai vợ chồng bắt đầu ăn điểm tâm. Hào Nhất Phong ăn rất nhanh, tuy bác sĩ đã nhiều lần nói ăn nhanh không khoa học và có hại cho sức khỏe, thế nhưng lão vẫn ăn cơm theo thói quen của mình, căn bản không thèm quan tâm đến lời nói của bác sĩ. Nhất Phong, hôm nay anh xuống tuyến dưới sao? Lữ phu nhân ăn xong bánh báo thì quay sang hỏi Hào Nhất Phong. Đúng vậy, xuống thành phố La Nam một chuyến, đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức. Hào Nhất Phong cũng không ngẩng đầu lên, lão vừa húp cháo vừa nói với vợ. Lục Ngọc Hùng là ai? Tất nhiên Lữ phu nhân hiểu rất rõ. Bà biết chồng mình là bí thư tỉnh ủy rất kiêng kỵ vị bí thư thị ủy La Nam kia, thế cho nên lần này mới đẩy Lục Ngọc Hùng lên, làm cho vị bí thư thị ủy kia sống không yên ổn. Đến thành phố La Nam thì uống ít một chút. Cuối cùng Lữ phu nhân cũng không nói gì khá, chỉ yêu cầu chồng mình xuống tuyến dưới uống rượu ít đi một chút. Chương 836-2, Lục Ngọc Hùng, anh ở đâu chung? Sẽ cố gắng uống ít. Hào Nhất Phong nói rồi ăn xong chén cháo, lão cầm chén lên múc thêm cháo rồi nói tiếp. Nhưng tôi cảm thấy dù cố gắng uống ít thì cũng không thể quá ít, dù sao thì cũng là đến hát cho người ta, không uống chút rượu thì sao biểu hiện được thành ý của một vị bí thư tỉnh ủy. Lữ phu nhân hiểu ý của Hào Nhất Phong, bà càng rõ ràng chồng mình đang cố gắng thay đổi tình huống ở thành phố La Nam. Lúc này Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy đưa người đi nhận chức, dù người được đưa đi là Lục Ngọc Hùng, nhưng dù sao thì đưa người cũng phải đưa sang Tây Thiên, vẫn phải thể hiện một chút. Anh chú ý một chút, tôi sẽ nói một tiếng với trưởng phòng Hứa, nói anh ấy theo sát anh một chút. Lữ phu nhân không xa lạ gì Hứa Tiền Giang, thế cho nên lúc này chuyển sự việc sang người trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Hào Nhất Phong đang định nói với vợ không nên nhiều chuyện như vậy, đúng lúc chiếc điện thoại bí mật gần đó chợt vang lên. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, trong phòng làm việc có hai bộ điện thoại, ở nhà cũng có hai bộ điện thoại như vậy, lúc này thấy chiếc điện thoại màu đỏ đổ chuông, lão vội vàng nghe máy. Alo, tôi là Hào Nhất Phong. Sau khi nhận điện thoại thì Hào Nhất Phong lên tiếng. Chào bí thư Nhất Phong, tôi là Hứa Tiền Giang. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc của Hứa Tiền Giang. Mình đang ăn cơm, Hứa Tiền Giang gọi điện thoại đến là có chuyện gì xảy ra? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Hào Nhất Phong chợt trầm giọng hỏi. Trưởng phòng Tiền Giang, có việc gì vậy? Hứa Tiền Giang ở đầu dây bên kia có chút do dự, sau đó mới cười nói. Bí thư Nhất Phong, hôm nay ngài không phải muốn đưa đồng chí Lục Ngọc Hùng xuống La Nam nhận chức sao? Tôi hỏi xem chúng ta có cần xuất phát ngay hay không? Không phải đã nói sẽ lập tức xuất phát sao? Thế nào, có việc gì à? Hào Nhất Phong cho rằng Hứa Tiền Giang có chuyện gì, thế là trầm giọng hỏi. Không, tôi không có gì cả. Hứa Tiền Giang nói đến đây thì lại xem như vẽ rắn thêm chân. Tôi sợ bí thư Nhất Phong ngài có chuyện. Được rồi, có phải anh sợ tôi không đi được không? Trưởng phòng Tiền Giang, anh cứ yên tâm đi, tôi nói đi thì nhất định sẽ đi. Nếu như không có chuyện gì khác thì chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng tỉnh ủy. Hào Nhất Phong cho rằng Hứa Tiền Giang gọi điện thoại cho mình chủ yếu là vì muốn hỏi xem có đi hay không, lão thầm than vị trưởng phòng Tiền Giang này thật sự có chút lo lắng hão, thế là cúp điện thoại. Lúc này Hứa Tiền Giang đang ở trong phòng làm việc, trái tim của lão vẫn chưa được đặt xuống bụng, trái tim đập quá mạnh, lão thật sự lo lắng về phương diện có nhanh chóng tìm ra được Lục Ngọc Hùng hay không. Hứa Tiền Giang rời khỏi nhà từ 4 giờ sáng, lão mãi chờ đợi trong phòng làm việc đến tận lúc này. Tuy Cục Công an tỉnh đã hành động với tốc độ nhanh nhất, thế nhưng dù có tốc độ cao thế nào cũng cần thời gian, hơn nữa Cục Công an muốn tụ tập các vị chuyên gia lại cũng không dễ dàng. Tiên Vi, đến khi tìm được Lục Ngọc Hùng, tôi nhất định phải phê bình anh ấy. Anh ta là cán bộ lãnh đạo,
thế nhưng không tiếp nhận điện thoại trong thời gian dài, không biết đang làm ăn kiểu gì, thật sự không biết kỷ luật đảng là gì. Hứa Tiền Giang thả điện thoại ra dùng giọng nổi giận đùng đùng nói. Lúc này Quách Tiên Vi cũng thật sự rất tức giận, hắn còn ngủ ít hơn Hứa Tiền Giang vài giờ, thậm chí có thể nói là không ngủ được bao nhiêu. Thế nhưng hắn dù có thức và bực mình thì đến bây giờ vẫn căn bản chưa tìm được tung tích của Lục Ngọc Hùng. Thế nhưng người có thể mở miệng phê bình Lục Ngọc Hùng cũng chỉ có thể là trưởng phòng Hứa Tiền Giang, Quách Tiên Vi hắn còn chưa đủ cấp bậc, vì vậy chỉ có thể thành thật nói. Trưởng phòng nói rất đúng, chuyện này tuy không thể nói ra cho mọi người, thế nhưng nhất định phải để cho Lục Ngọc Hùng nhận thức được sai lầm của mình. Hai người nói xong những lời này thì trong phòng rơi vào tình huống yên tĩnh, Hứa Tiền Giang nhìn đồng hồ đã chỉ 7 giờ, lão dùng giọng có chút lo lắng nói. Cậu nói xem cục công an tỉnh có tìm được Lục Ngọc Hùng trước 8 giờ không? Quách Tiên Vi cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn, nhưng hắn vẫn an ủi Hứa Tiền Giang. Trưởng phòng Hứa, tôi cảm thấy điều này không là vấn đề. Hứa Tiền Giang khẽ gật đầu, lão cũng hiểu ý nghĩa lời nói của Quách Tiên Vi, nhưng là lão bây giờ ngoài việc tạm thời tin vào lời Quách Tiên Vi thì còn làm gì hơn được nữa. Vừa rồi lão gọi điện thoại cho Hào Nhất Phong là muốn báo cáo chuyện này, nhưng cuối cùng lão lại áp chế và không nói ra lời. Cần phải bảo trì trạng thái ổn định, đây chính là lời nói của Dương Độ Lục, nếu như mình vì tìm không thấy Lục Ngọc Hùng mà làm cho bí thư Hào Nhất Phong có cái nhìn không hay thì thật sự được không bù mất. Thậm chí nếu lão nói với Hào Nhất Phong, sau đó Lục Ngọc Hùng đi đến phòng làm việc của mình trước 8 giờ, xem như khá nuối tiếc. Nhưng ý nghĩ này liên tục lóe lên trong đầu Hứa Tiền Giang, thế cho nên lão lúc này nhìn có vẻ cực kỳ vội vàng sao động. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Quách Tiên Vi đã chuẩn bị tiếp điện thoại, thế nhưng Hứa Tiền Giang đứng bên cạnh đã nhanh chóng nghe máy. Chào trưởng phòng Hứa, tôi là Tiểu Lưu của Cục Công an tỉnh. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh Tiểu Lưu. Cục trưởng Lưu rất tình nguyện buông bỏ cái giá của mình trước mặt lãnh đạo tỉnh ủy, đặc biệt là trước mặt một nhân vật có thực quyền như Hứa Tiền Giang, hắn lại càng hạ thấp bộ dạng của mình. Tìm được người rồi sao? Nhưng cục trưởng Lưu lúc này tỏ ra khách sáo căn bản chỉ là phí công đốt đèn cho người mù, Hứa Tiền Giang căn bản không chú ý đến thái độ của cục trưởng Lưu, lão chỉ quan tâm đến tin tức về Lục Ngọc Hùng mà thôi. Có thể nói là tìm được rồi, chúng tôi đã xác định được vị trí của bí thư Lưu. Cục trưởng Lưu nghe thấy sự vội vàng của lãnh đạo, thế là nhanh chóng đáp lời. Đã tìm được vị trí, điều này làm cho Hứa Tiền Giang thả lỏng hơn, chỉ cần tìm ra được vị trí, với thủ đoạn của cục công an. Tìm ra Lục Ngọc Hùng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hứa Tiền Giang nghĩ đến đây mà thầm cảm thấy may mắn vì mình không báo tin cho bí thư Hào Nhất Phong, nếu như vừa rồi lão nói ra, chẳng phải đã biểu hiện trạng thái vô năng sao. Cục trưởng Lưu, anh nhanh chóng tìm được đồng chí Lục Ngọc Hùng, sau đó đưa đến phòng làm việc của tôi. Tôi nhất định sẽ báo cáo thỉnh công cho các anh với tỉnh ủy vì những biểu hiện trong công tác lần này. Cục trưởng Lưu cũng không hy vọng trưởng phòng Hứa thỉnh công cho Cục Công an tỉnh. Hắn hy vọng trưởng phòng Hứa có thể nhớ đến mình, thế nên hắn lên tiếng chặn lại. Cảm ơn trưởng phòng Hứa, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực làm tốt nhiệm vụ ngài phân phó. À, người của các anh mất bao lâu mới tìm được Lục Ngọc Hùng? Hứa Tiền Giang trầm ngâm giây lát rồi vội vàng nói. Chương 836, 3, Lục Ngọc Hùng, anh ở đâu chung? Nửa giờ là được. Cục trưởng Lưu rất nắm chắc sự việc. Dù sao đã xác định được vị trí, những công tác còn lại khá đơn giản. Hắn thật sự có hứng thú với Chủ tịch Lục Ngọc Hùng, thầm nghĩ người này đúng là, vừa mới được đề bạt làm Chủ tịch thành phố thì đã nhếch đuôi lên, không nhận điện thoại của người nào khác, anh muốn làm gì vậy? Nghe nói sẽ hoàn thành sau nửa giờ thì Hứa Tiền Giang càng thêm hài lòng, sau khi khuyến khích công tác của Cục Công an một phen, cuối cùng lão nói. Tiểu Lưu, chuyện này chú ý giữ bí mật. Cục trưởng Tiểu Lưu tỏ ra rất thỏa mãn. Hắn kính cẩn đồng ý một tiếng, Hứa Tiền Giang cúp điện thoại. Có chuyện cứ tìm cục công an, những lời này thật sự không sai, nửa giờ sau chúng ta sẽ được gặp Lục Ngọc Hùng. Tiên Vi, cậu thấy đói bụng không? Chúng ta đi ăn chút cơm. Hứa Tiền Giang nói đói thì Quách Tiên Vi cũng thật sự thấy đói bụng, bây giờ Hứa Tiền Giang mời cơm, tất nhiên Quách Tiên Vi cầu còn chưa được. Thế là hắn gọi điện thoại cho phòng trực ban của phòng tổ chức tỉnh ủy, để bọn họ đưa cơm đến. Khi hai người Hứa Tiền Giang đang dùng cơm, một nhóm nhân viên tra xét khẩn cấp của Cục Công an tỉnh đi đến một căn nhà. Tuy trước Hứa Tiền Giang hy vọng sự kiện được giữ bí mật, thế nhưng là một người của công chúng, số điện thoại của Lục Ngọc Hùng thật sự không lừa được đám cảnh sát thần thông quảng đại, thế
thế cho nên bọn họ nhanh chóng biết được người mình đang cần tìm là chủ tịch Lục Ngọc Hùng. Đội trưởng, anh nói xem nếu chúng ta gõ cửa đi vào, bí thư Lục Ngọc Hùng đang ngủ với tình nhân, chúng ta phải làm gì? Người nào bị kéo ra khỏi chăn vào lúc nửa đêm thì trong lòng rất oán giận, đám cảnh sát lúc này cũng là như vậy, thế cho nên mới mở miệng nói lời trêu chọc. Được rồi, không nói đùa, gõ cửa đi. Đội trưởng vung tay lên rồi trầm giọng nói. Vì thân phận của Lục Ngọc Hùng, vì vậy lúc đầu đám cảnh sát gõ cửa rất khẽ. Nhưng tiếng gõ cửa như vậy căn bản không được bí thư Lục Ngọc Hùng đáp lại, đừng nói là mở cửa, thậm chí còn không nghe thấy âm thanh nào. Sau 3 phút gõ cửa, tên đội viên nhìn đội trưởng của mình. Lúc này đội trưởng cũng chau mày, hắn nhìn về phía tên cảnh sát đội viên, sau khi trầm ngâm giây lát thì nói. Gõ cửa mạnh vào. Cốc cốc cốc. Tên cảnh sát đội viên thật sự có ý kiến với Lục Ngọc Hùng, sau khi nghe đội trưởng cho ra chỉ thị thì cũng không tiếp tục khách khí, hắn dùng sức gõ cửa. Đừng nói là người trong phòng, thậm chí là người trên lầu cũng nghe thấy rõ ràng. Nhưng đáp lại vẫn không có âm thanh nào, vẫn không ai trả lời. Sau vài chục lần gõ cửa, trong phòng không có ai lên tiếng đáp trả, ngược lại còn làm cho một ông lão trên lầu sinh ra chú ý. Ông lão vốn rất tức giận, dù sao đang ngủ lấy lại sức thì bị đánh thức, sau khi bừng tỉnh mới biết người ta không phải đang gõ cửa nhà mình. Các anh gõ cửa tìm ai? Có biết? Ông lão vốn đang định mắng kẻ nào đó gõ cửa quá lớn ảnh hưởng đến người khác, nhưng sau khi thấy người gõ cửa là một đám cảnh sát, vẻ mặt lão tốt hơn rất nhiều, cũng không nói ra câu tiếp theo. Chào bác, chúng cháu đang làm việc. Vị đội trưởng kia rất có kinh nghiệm đối diện với quần chúng, hắn cảm thấy nhiều một việc không bằng ít đi một việc. Hắn vừa nói vừa đi lên lầu, bây giờ bọn họ đang đi tìm người, vì sao lại bỏ qua một nhân chứng tốt như thế kia? Hắn đi lên cười nói. Chào bác, cháu muốn hỏi bác từng gặp qua người nhà này chưa? Tôi chưa từng gặp người nhà này, tôi ở đây đã được 5 năm, còn chưa từng gặp người nhà này. Ông lão cho ra một đáp án. Sau đó giống như nghĩ đến vấn đề gì đó. Có phải nhà này phạm pháp gì không? Đội trưởng kia không khỏi cảm thấy nghi ngờ vì căn phòng nghĩ rằng là nhà của Lục Ngọc Hùng không có ai ở bên trong vài năm nay, nhưng hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong đơn vị, hắn không quản được chuyện này. Hắn càng không dám nói Lục Ngọc Hùng phạm tội, thế cho nên vội vàng cười nói. Không phải đâu bác à, nhà này không phải phạm tội, chúng cháu chỉ tìm người phối hợp công tác một chút. Lúc này người bên dưới vẫn tiếp tục gõ cửa, nhưng không có phản ứng. Lục Ngọc Hùng chạy đi đâu rồi? Tên đội trưởng thầm mắng một câu, hắn chuẩn bị cho người gõ cửa thật mạnh, đúng lúc này bộ đàm vang lên. Hắn nghe giọng điệu quen thuộc của Cục trưởng Lưu, thế là vội vàng lên tiếng báo cáo cho Cục trưởng Lưu. Tiểu Ngô, có thể trong nhà không có ai, thế nhưng chúng ta đã định vị là nơi đó, có lẽ người trong nhà còn chưa tỉnh ngủ. Tôi nói cho cậu biết, lãnh đạo tỉnh ủy rất coi trọng chuyện này. Cậu bây giờ còn 20 phút, nếu như trong thời gian 20 phút không mời được Chủ tịch Lục Ngọc Hùng đi ra, cậu khỏi cần làm đội trưởng nữa. Cục trưởng Lưu lúc này cực kỳ vội vàng sao động, dù sao hắn vừa rồi cũng đã dùng giọng cực kỳ tự tin để đảm bảo với trưởng phòng Hứa Tiền Giang, hắn nói chỉ trong vòng nửa giờ sẽ tìm được Lục Ngọc Hùng về cho trưởng phòng Hứa. Bây giờ hắn hỏi tình huống, lại biết cửa nhà khóa trái không thể vào. Nếu tiếp tục trễ nãi thời gian, Lục Ngọc Hùng trễ thế nào thì mặc kệ. Thế nhưng chính Cục trưởng Lưu lại không thể trễ nãi được. Nếu để lại ấn tượng công tác bất lực trong mắt lãnh đạo, như vậy sẽ có ảnh hưởng quá lớn đến quá trình thăng tiến sau này. Đội trưởng Ngô bị đánh thức từ nửa đêm, bây giờ còn bị lãnh đạo mắng mỏ, hắn cảm thấy mình thật sự oan hơn cả thị mầu. Nhưng lãnh đạo đang nổi nóng, anh dù có cảm thấy oan uổng thì cũng phải cố gắng duy trì công tác của mình mà thôi. Đội trưởng, bên trong không có phản ứng, anh xem làm sao bây giờ. Tên cảnh sát nhân dân phụ trách gõ cửa nãy giờ, cảm thấy tay mình thật sự có chút đau, hắn cũng không muốn tiếp tục gõ cửa, thế là trầm giọng nói với viên đội trưởng. Gọi người mở khóa, cho bọn họ trực tiếp mở cửa ra. Đội trưởng Ngô thấy tình huống căn bản không thể nào tiếp tục trì hoãn, thế là quyết định dùng thủ đoạn tốt nhất. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó nói với một tên trung đội trưởng ở phía sau. Còn 20 phút, anh nhanh chóng cho người mở khóa đến trong thời gian 10 phút. Viên trung đội trưởng muốn giải thích hai câu, nhưng khi thấy bộ dạng vội vàng của lãnh đạo, hắn cũng chỉ có thể nuốt lời định nói xuống bụng. Trong thời gian 10 phút này đám cảnh sát ở nơi đây cũng không nhàn rỗi, bọn họ liên lạc với trung tâm, xác định điện thoại của bí thư vẫn ở trong phòng. Đội trưởng Ngô, nhân viên mở khóa là một người hơn 30 tuổi, hắn thấy đội trưởng Ngô thì thân mật chạy đến.
nhưng hắn rõ ràng là chọn sai thời điểm thể hiện cảm tình, bây giờ điện thoại Ngô nào có thời gian chú ý đến hắn. Vì thế đội trưởng Ngô vung tay lên trầm giọng. Mở cửa này cho tôi trong thời gian 3 phút. Đội trưởng Ngô yên tâm, tôi đảm bảo mở ra trong thời gian 3 phút. Người đàn ông gầy gò vỗ ngực dùng giọng tự tin nói. Được rồi, đừng con bà nó lãng phí thời gian ở chỗ này, mau mở cửa đi. Đội trưởng Ngô vung tay lên rồi trầm giọng nói. Người đàn ông gầy gò lấy ra một hộp đồ nghề, động tác mở khóa rất nhanh chóng, chỉ mất 2/3 thời gian đã vang lên một tiếng két, cửa chống trộm cũng đã được mở ra. Chương 837, Lục Ngọc Hùng, anh ở đâu hả? Đội trưởng Ngô thấy cửa được mở ra thì định xông vào đầu tiên, nhưng cuối cùng hắn vẫn ném bỏ tâm tư này của mình, hắn sửa sang lại quần áo rồi lớn tiếng nói. Chào Bí thư Lục, tôi là người của Cục Công an tỉnh. Đám cảnh sát ở bên ngoài rất muốn đi vào, bọn họ cũng không biết Lục Ngọc Hùng đang trốn ở bên trong có bộ dạng thế nào. Nhưng khi bọn họ thấy bộ dạng của đội trưởng, bọn họ cũng nhớ đến thân phận đặc biệt của Lục Ngọc Hùng. Đây không phải là người vừa được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, có cùng cấp bậc với cục trưởng của mình sao? Đám người bọn họ không thể trêu vào được. Nhưng ý tốt của viên đội trưởng không được đáp lại, trong phòng không có tiếng động. Đội trưởng Ngô cảm thấy có chút không đúng, hắn do dự một chút, sau đó đi vào trong phòng. Cửa phòng ngủ cũng khôn khóa, nhưng đội trưởng Ngô thật sự có chút căng thẳng, hắn sợ mình đi vào sẽ thấy những hình ảnh không nên. Lúc này hắn chợt nghĩ đến hiện trường một vài vụ hung án, nhưng hắn cảm thấy an ủi chính là trong phòng ngủ không có ai. Phòng ngủ rất sạch sẽ, chăn gối chỉnh tề, giống như chưa từng có người sinh sống nơi này. Không có ai trong nhà cả. Đội trưởng, không có ai cả. Đội trưởng chỗ này cũng không có ai. Nhà vệ sinh không có người. Khi từng âm thanh báo cáo vang lên thì đầu óc đội trưởng Ngô chợt nổ lên ầm ầm, thầm nghĩ có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ định vị sai vị trí. Nếu như vậy thì lần này bọn họ thật sự khốn khổ rồi. Tìm tiếp đi, để xem có tìm được bí thư Lục Ngọc Hùng hay không. Lúc này đội trưởng Ngô cảm thấy mình có chút run rẩy, hắn giống như đã thấy một vụ hung án xuất hiện trước mặt mình. Đám cảnh sát tham gia tìm kiếm cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cả đám cố gắng lục soát, thế nhưng bọn họ đã căn bản tìm khắp những nơi có thể chứa người, nhưng bây giờ bọn họ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm một lần nữa. Không, không. Không có. Đội trưởng Ngô chợt cảm thấy vã mồ hôi hột, trong đầu hắn đã ý thức được có chuyện lớn xảy ra. Hắn cố gắng làm cho mình tỉnh táo trở lại, hắn trầm giọng nói. Gọi điện thoại cho số điện thoại của bí thư Lục Ngọc Hùng. Đội trưởng cầm điện thoại bấm số của Lục Ngọc Hùng, lúc này bọn họ thật sự không thất vọng, ngay sau đó có âm thanh phát ra từ trong hộc bàn. Đội trưởng Ngô thật sự không chờ đợi được nữa, hắn tiến lên mở hộc bàn ra. Chợt thấy một chiếc điện thoại đang được sạc pin, điện thoại liên tục rung lên. Điện thoại ở chỗ này, điện thoại ở chỗ này. Đội trưởng Ngô thấy điện thoại thì thật sự còn vui hơn cả cha mình sống lại, dù sao thì có điện thoại ở đây, dù lãnh đạo của mình có như thế nào cũng không thể nói mình không làm tốt nhiệm vụ. Còn bí thư Lục Ngọc Hùng cuối cùng đang ở phương nào, lúc này không phải là vấn đề mà một vị cán bộ cấp phó cục như hắn có thể quyết định được. Tiểu Ngô, có phải bí thư Ngọc Hùng ở trong này không? Cửa phòng mở ra, cục trưởng Lưu mang theo hơn 10 nhân viên cục công an tỉnh nhanh chóng bước vào. Đội trưởng Ngô nhìn lãnh đạo trực tiếp của mình, hắn có hơi trầm ngâm, sau đó cầm điện thoại tiến lên nghênh đón. Thời gian chậm rãi trôi qua, có đôi khi người ta nghĩ thời gian trôi qua rất nhanh, lại có khi phát hiện nó trôi qua quá chậm rãi. Khi người ta phát hiện thời gian chậm rãi trôi qua, đột nhiên lại phát hiện nó trôi qua rất nhanh. Bây giờ Hứa Tiền Giang cảm thấy cực kỳ mâu thuẫn. Lão vừa muốn thời gian trôi qua nhanh hơn, vừa muốn thời gian chậm lại. Lão muốn nhanh chóng tìm được Lục Ngọc Hùng, lão muốn thời gian trôi qua chậm một chút để đám cảnh sát bên kia có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Tiền Giang ngồi trong phòng làm việc của mình bình tĩnh đọc sách, nhưng thực tế thì sách kia có nội dung gì, lão căn bản cũng không thể nào khắc ghi vào đầu được. Tuy Hứa Tiền Giang là người nắm quyền nhân sự trong tỉnh, thế nhưng lúc này tất cả xảy ra mà không theo đúng ý nguyện của lão. Khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ 40 phút, vẻ mặt lão càng thêm âm trầm. 8 giờ sẽ phải xuất phát xuống Hồng Trung Phát La Nam, thế nhưng 7 giờ 40 còn chưa liên hệ được với Lục Ngọc Hùng. Xem ra Lục Ngọc Hùng này cần phải dạy bảo lại, cho dù người này được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, thế nhưng cũng cần phải học cách tuân thủ kỷ luật. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên, Hứa Tiền Giang cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, chợt thấy trên màn hình xuất hiện 3 chữ, Lục Ngọc Hùng.
Hứa Tiền Giang vốn có tâm tình vội vàng sao động, thế nhưng lúc này tất cả đã tan biến, lão cảm thấy giống như một khối đá lớn được lấy ra khỏi lòng mình. Lão vốn có thể trực tiếp nghe máy, thế nhưng cuối cùng vẫn chờ tiếng chuông vang lên ba lượt, sau đó mới chậm rãi nghe máy. Đồng chí Lục Ngọc Hùng, anh đang ở đâu vậy? Dù lãnh đạo có tức giận cũng phải bảo trì phong độ của mình, đặc biệt là lãnh đạo càng lớn thì càng phải là như vậy. Trưởng phòng Hứa, tôi là Tiểu Lưu, chúng tôi tìm được điện thoại của đồng chí Lục Ngọc Hùng, căn bản không tìm được đồng chí Lục Ngọc Hùng. Đầu dây bên kia vang giọng nói không phải là của Lục Ngọc Hùng, chính là Phó Cục trưởng Lưu Cục Công an tỉnh. Cái gì, không phải là Lục Ngọc Hùng? Hứa Tiền Giang chợt cảm thấy đầu nổ ầm một tiếng. Lão vốn đang suy nghĩ xem nên nói những lời gì dạy bảo Lục Ngọc Hùng một chặp, bây giờ xem ra tất cả đều không dùng được nữa rồi. Cục trưởng Lưu, có chuyện gì xảy ra sao? Tìm được điện thoại của Lục Ngọc Hùng, như vậy đồng chí Lục Ngọc Hùng đâu? Hứa Tiền Giang nói bằng giọng vội vàng hấp tấp, âm thanh này của lão càng làm cho cục trưởng Lưu ở phía bên kia cảm nhận được áp lực quá lớn. Trưởng phòng Hứa, chúng tôi không tìm được đồng chí Lục Ngọc Hùng, trong phòng chỉ có một chiếc điện thoại đang được sạc pin mà thôi. Cục trưởng Lưu nói đến đây thì giống như nghĩ đến điều gì đó. Tôi đã xem xét những cuộc gọi của đồng chí Lục Ngọc Hùng, anh ấy chỉ có liên lạc với người khác vào 4 ngày trước, sau đó không còn liên lạc với ai nữa cả. 4 ngày trước không phải là lúc mình nói chuyện với Lục Ngọc Hùng sao? Hứa Tiền Giang nghĩ đến bộ dạng của Lục Ngọc Hùng khi tiếp xúc với phòng tổ chức, lão cảm thấy có chút hoảng hốt. Chuyện lớn xảy ra, lão không thể tiếp tục che giấu, lão trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Cục trưởng Lưu, anh lập tức cho các đồng chí cục công an đi tìm đồng chí Lục Ngọc Hùng. Hứa Tiền Giang nói một câu rồi cúp điện thoại, lúc này trong lòng lão thật sự bừng bừng cảm giác xấu. Lục Ngọc Hùng vừa được đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, lại đặt điện thoại trong một gian phòng không ai biết, bản thân lại biến mất không thấy bóng dáng. Không tìm được Lục Ngọc Hùng. Nếu thật sự không tìm thấy, như vậy sẽ là một sự kiện cực kỳ lớn, Hứa Tiền Giang thật sự không dám nghĩ thêm. Lão trầm ngâm giây lát, sau đó đi về phía phòng làm việc của Bí Thư Hào Nhất Phong. Vì muốn đưa Lục Ngọc Hùng đi nhận chức nên sáng nay Bí Thư Hào Nhất Phong đến sớm, khi Hứa Tiền Giang đến phòng làm việc của Bí Thư Hào Nhất Phong, lúc này Hào Nhất Phong đang xem xét văn kiện. Trưởng phòng Tiền Giang, anh đã chuẩn bị xong hết chưa? Hào Nhất Phong nhìn Hứa Tiền Giang đi đến, thế là khẽ ngẩng đầu hỏi. Chuẩn bị tốt cái quái gì, Lục Ngọc Hùng đã mất tích rồi. Hứa Tiền Giang cười khổ một tiếng, lão định mở miệng nói cho Hào Nhất Phong, đúng lúc chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn làm việc của Hào Nhất Phong chợt đổ chuông. Hào Nhất Phong phất tay với Hứa Tiền Giang, sau đó nghe máy. Gương mặt lão vốn tràn đầy nụ cười, thế nhưng sau khi nghe nội dung cuộc điện thoại, gương mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. 2 phút sau Hào Nhất Phong cúp điện thoại, lúc này gương mặt bí thư tỉnh ủy đã trở nên cực kỳ tái nhợt. Lão ngồi dựa lưng xuống ghế như mất hết sức lực. Cuối cùng mới dùng giọng thều thào nói. Hay cho Lục Ngọc Hùng, hắn bỏ trốn rồi. Chương 838, một lãnh đạo đánh giám thối cả một vùng. Trên quan trường có rất nhiều người thích chú ý đến những tin tức nhỏ nhặt, nghe nói chỉ cần lãnh đạo đánh rắn cũng có thể làm rung động một vùng. Vì vậy nếu như sự kiện nào đó được yêu cầu giữ bí mật, nó rất nhanh sẽ bị người ta bu quanh như ruồi thấy mật, ngay sau đó sẽ được người ta dùng trăm phương ngàn kế truyền tin ra ngoài. Lục Ngọc Hùng đã chạy ra nước ngoài. Tin tức này giống như một quả bom tấn nổ tung trong quan trường tỉnh Sơn Nam, rất nhiều người nghe tin tức này mà không tin nó là sự thật. Lục Ngọc Hùng vừa mới được tỉnh ủy đề bạt làm chủ tịch thành phố La Nam, bây giờ lại chạy ra nước ngoài, điều này làm cho người ta nghe qua và cảm thấy giống như vừa nghe chuyện hài. Vì thế người ta nghe thấy tin tức này đều không cho là đúng, chỉ tỏ ra cười nhạt với tính chân thật của tin tức này, có người dám lấy tương lai của mình ra đùa giỡn sao? Nhưng cuối cùng thì sự thật lại chứng minh sự việc mà người ta căn bản không cho là thật này cực kỳ thực chất. Trong nhà hát thành phố La Nam, đây là địa phương rất hưng thịnh ở thành phố La Nam vào những thập niên 50-60, nhưng khi mà chương trình TV ngày càng được đầu tư mạnh mẽ, nhà hát không còn hào quang năm xưa. Lúc này nhà hát như một mỹ nữ ở tuổi xế chiều, có rất nhiều người tình nguyện bỏ tâm lực vào chỗ này. Nhưng hôm nay giống như nhà hát đang đón mùa xuân thứ hai, chỗ ngồi được quét dọn sạch sẽ. Đài chủ tịch được các nhân viên thị ủy bố trí màu sắc rực rỡ, cờ đỏ tung bay, khăn bàn xanh mát. Tất cả những gì biểu hiện trong nhà hát chứng tỏ một hội nghị cực kỳ quan trọng sắp được tổ chức. Tất cả cán bộ cấp phòng của 7 huyện 2 quận và các đơn vị ban ngành trong thành phố La Nam có khoảng hơn 2.000 người,
bọn họ tập trung trong nhà hát thành phố La Nam. Tuy thời tiết vẫn có hơi lạnh, thế nhưng bầu không khí trong nhà hát vẫn bừng bừng sức sống. Tất cả cán bộ quận huyện ngồi ở giữa, cán bộ đơn vị ban ngành ở hai bên, dù đại hội chưa bắt đầu nhưng bầu không khí lại rất nhiệt liệt. Đủ mọi lời nghị luận vang lên trong nhà hát, không gian càng thêm náo động. Nghe nói lần này bí thư tỉnh ủy tự mình đưa chủ tịch Lưu xuống nhận chức. Một người đàn ông trung niên hói đầu ngồi trong vị trí của huyện Hồ Tây dùng giọng đắc ý nói với người bên cạnh. Chủ tịch Tưởng, anh là chủ tịch huyện mà tin tức không quá chuẩn, bí thư Nhất Phong và trưởng phòng Hứa cùng nhau đưa chủ tịch Lục đi nhận chức. Một người đàn ông trung niên khô gầy ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên đầu hói khẽ nói. Chủ tịch Tưởng cũng không nổi giận, hắn đưa tay lên xoa đầu hói rồi cười hì hì nói. Tôi nhớ trước kia khi bí thư Lục làm bí thư thị ủy, cán bộ cấp sở chỉ là do người của phòng tổ chức tỉnh ủy đưa đến nhận chức, bây giờ chủ tịch Lục lại được bí thư tỉnh ủy và trưởng phòng tổ chức đưa đến nhận chức. Một người phụ nữ trung niên ở sau lưng chủ tịch Tưởng chợt nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Nhưng nụ cười này của nàng đến nhanh mà đi cũng nhanh, dù sao thì Lục Ngọc Hùng cũng là người không thể nào đắc tội được, hai người kia đều là chư hầu trong tỉnh, cần gì phải nói này nọ để tự gây phiền cho mình. Nhưng tâm tư của người phụ nữ trung niên lại bay đi rất xa, nàng thầm đánh giá những ảnh hưởng đến huyện Hồ Tây sau khi Lục Ngọc Hùng đến đảm nhiệm vị trí chủ tịch thành phố La Nam, mà chính nàng chỉ sợ sẽ đứng sang một bên trong những biến hóa như vậy. Chủ tịch Tưởng là người của Lục Ngọc Hùng, trước kia là người cường thế trong huyện, nhưng khi quyền lực của Bí Thư Vương mở rộng thì lực ảnh hưởng dần bị Bí Thư huyện ủy vừa mới đến nhận chức là Tần Quốc Quang thay thế. Không ngờ quan trường thật sự là một trường tranh đấu khó ngờ. Người ta sau này sẽ ra bài gì thì mình khó thể đoán được. Vì thế mà chủ tịch Tưởng chỉ bước bối vài ngày, bây giờ chỗ dựa là Lục Ngọc Hùng sắp làm chủ tịch thành phố La Nam, điều này đại biểu cho quyền lực của chủ tịch Tưởng dần tăng tiến. Tất nhiên sẽ không có vấn đề gì với những người đi theo Bí Thư Vương, nhưng bọn họ là những người không có chỗ dựa, điều cấp thiết của bọn họ lúc này là phải đứng thành hàng. Khi người phụ nữ trung niên đang trầm ngâm thì chợt nghe chủ tịch Tưởng nói. Chủ tịch Lục là người có thể làm chuyện lớn, có năng lực, có tính quyết đoán, năm xưa anh ấy dẫn đầu chúng tôi xây đập, thật sự là cán bộ làm gương cho binh sĩ, là lãnh đạo điển hình. Lúc đó là ngày đông khắc nghiệt, anh ấy còn dám nhảy vào dòng sông lạnh như băng để thực hiện nhiệm vụ khó khăn, thật sự làm cho người ta cảm động. Khi đó thấy chủ tịch Lục nhảy vào nước lạnh, tôi chợt nghĩ, lãnh đạo như vậy có ai mà không phục. Vì thế tôi đi theo phía sau chủ tịch Lục, tôi cũng nhanh chóng nhảy vào nước không chút do dự. Sau khi nghe chủ tịch Tưởng say sưa nói về chuyện mình và chủ tịch Lục Ngọc Hùng năm xưa xây đập, miệng miệng người phụ nữ trung niên chợt nhếch lên. Nàng là một cán bộ lão thành của huyện Hồ Tây, bọn họ đã nghe sự kiện chủ tịch Tưởng năm xưa cùng chủ tịch Lục nhảy vào dòng sông lạnh nhiều đến mức lỗ tai đã mọc kén. Nhưng khi bí thư Vương cường thế ở thành phố La Nam, chủ tịch Tưởng lại ít khi nói về điều này, bây giờ xem như chủ tịch Tưởng tiếp tục nhắc lại chuyện xưa. Chủ tịch Tưởng, chuyện này cả thành phố chúng ta đều biết. Người nào không biết anh là tâm phúc ái tướng của chủ tịch Lục. Sau này anh nếu có bất kỳ điều gì tốt thì cũng đừng quên chúng tôi đấy nhé. Tất nhiên là như vậy rồi, chủ tịch Tưởng là người có quan hệ không tầm thường với bí thư Lục. Tôi thấy sau này chủ tịch Lục chính thức triển khai mở rộng công tác thì nhất định sẽ đưa chủ tịch Lục đến thành phố làm trợ thủ, đây mới gọi là nối liền khoảng cách phục vụ lãnh đạo. Làm trợ thủ cho lãnh đạo tất nhiên sẽ là phó chủ tịch thành phố. Từ vị trí chủ tịch huyện đến phó chủ tịch thành phố tuyệt đối là một bước tiến về chất. Chủ tịch Tưởng nghe thấy như vậy thì mặt mày hớn hở, lại tiếp tục hăng say nói về những sự tích giữa mình và chủ tịch Lục Ngọc Hùng, hầu như có thể viết thành sách. Ôi, sao lại đổi biểu ngữ nhỉ? Khi chủ tịch Tưởng nói càng thêm đặc sắc thì một vị phó chủ tịch huyện ở bên cạnh chợt dùng giọng nghi ngờ nói. Ánh mắt mọi người tập trung nhìn về phía trước. Chợt thấy tấm biểu ngữ với dòng chữ hoan nghênh lãnh đạo đến chỉ huy công tác đang bị vài người nhân viên công tác của thị ủy tháo xuống. Đám người chủ tịch Tưởng chợt sững sờ, bọn họ là cán bộ công tác lâu năm, bọn họ hiểu rất nhiều vấn đề tương quan. Đây là một hội nghị quá quan trọng, lại thay đổi biểu ngữ vào lúc này, đây là có chuyện phát sinh sao? Chẳng lẽ lãnh đạo tỉnh ủy không đến? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng mọi người, chủ tịch Tưởng chợt cười nói. Có phải là nhân viên văn phòng tỉnh ủy thấy biểu ngữ kia căn bản là không quá tốt, không đủ phô trương thanh thế cho bí thư Nhất Phong, thế cho nên mới đổi biểu ngữ khác không? Đúng, tôi cảm thấy thật sự là như vậy. Một người đàn ông trung niên mập mạp cười nói. Nhưng khi một tấm biểu ngữ khác bị lấy đi, vẻ mặt mọi người càng thêm cổ quái.
Chương 838 2, lãnh đạo đánh giấm thối cả một vùng. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc nghe được tin tức này đúng lúc đang tụ tập các vị thường ủy thị ủy ở trong phòng để bàn về vấn đề tiếp đãi chủ tịch Hào Nhất Phong. Dù Vương Tử Quân đã sớm có chuẩn bị về kết quả Lục Ngọc Hùng bỏ trốn, thế nhưng Lục Ngọc Hùng cứ như vậy mà bỏ đi, hắn thật sự cảm thấy có chút trống rỗng. Tráng sĩ cắt đứt cổ tay, Vương Tử Quân thầm thở dài một hơi, thật sự là may mắn cho Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân có chút cảm khái, hắn nhìn đám thường ủy thị ủy đang ngồi trên ghế salon trong phòng, trong lòng biết nghi thức nghênh đón không cần tiếp tục. Thư ký trưởng Kim, anh thông báo cho văn phòng thị ủy, nói rằng đại hội hôm nay không cần tiếp tục, cho mọi người quay về đi. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc rồi trầm giọng nói. Trong sự kiện Lục Ngọc Hùng, ngoài đảng Hằng có chút suy đoán được kết quả, những người khác cơ bản đều chưa biết gì. Còn có vài người đang ủ rột lo lắng, chỉ sợ sau khi Chủ tịch Lục Ngọc Hùng nhận chức thì chính mình sẽ đứng sang hàng ngũ nào. Nhưng bọn họ còn chưa cho ra quyết định thì Vương Tử Quân nói không cần tiếp tục mở hội nghị, điều này làm cho bọn họ cảm thấy không biết theo ai. Hôm nay hội nghị chủ bị được mở ra với thanh thế to lớn và cực kỳ tinh tế. Bọn họ biết rõ vì nghênh đón Bí thư Nhất Phong đưa Lục Ngọc Hùng xuống nhận chức chủ tịch thành phố mà thành phố La Nam mới tập trung tất cả cán bộ cấp phòng vào một chỗ. Không ngờ một hội nghị được chuẩn bị tốt và khí thế mạnh mẽ như vậy lại phải khoanh một dấu tròn. Bí thư Vương, bây giờ tất cả các nhân viên của các quận huyện và đơn vị ban ngành trong thành phố đều đã đến đông đủ, nếu như không nói lời nào mà cho giải tán, điều này. Để chuẩn bị sẵn sàng, thời gian tổ chức đại hội là 9 giờ 20 phút. Bây giờ tất cả nhân viên đã vào đúng vị trí cả rồi. Nhưng bây giờ tuyên bố hủy hội nghị, điều này thật sự là quá bất ngờ, thật sự là không phải nói đùa. Tuy đều là cán bộ lãnh đạo nhưng hơn 2.000 người tập trung lại một chỗ, bây giờ lại bị đuổi về, thật sự làm cho người ta phải chửi chó má. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn đảng Hằng. Hắn biết rõ mình vốn nghĩ rằng chỉ sắp xếp cán bộ cấp cục, không ngờ lại bị đảng Hằng chuyển thành cấp phòng. Thế nên có hơn 1.000 người tham gia hội nghị, bây giờ muốn kết thúc cũng không dễ dàng. Đảng Hằng lúc này lại tỏ ra không quan tâm, giống như tất cả không liên quan đến mình. Chủ tịch Hà, tôi nghe nói hội nghị kế hoạch hóa gia đình năm nay còn chưa được tổ chức, anh cho chủ tịch Tằng đi chủ trì hội nghị này, đến lúc đó anh nói vài lời là được. Vương Tử Quân khẽ suy xét vấn đề, sau đó hắn quay sang phân phó Hà Khởi Duệ. Lúc này Hà Khởi Duệ cuối cùng cũng suy đoán có chuyện gì xảy ra. Bây giờ hội nghị chào đón Chủ tịch Lục Ngọc Hùng đến nhận chức phải sửa thành hội nghị kế hoạch hóa gia đình. Nhưng sự thật đến quá nhanh, hắn còn chưa kịp hiểu rõ vấn đề, một hội nghị vốn không liên quan đến hắn, bây giờ biến thành một hội nghị kế hoạch hóa gia đình mà hắn cần phải nói vài lời. Còn bà nó, một hội nghị kế hoạch hóa gia đình với quy mô lớn như thế này, nếu như được phòng kế hoạch hóa gia đình tỉnh ủy biết được, không phải sẽ khen ngợi vì cực kỳ có khí thế sao? Bí thư Vương, có chuyện gì xảy ra sao? Trường hợp Tuân lúc này cũng có chút ý nghĩ, thế nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết gì mà trầm giọng hỏi Vương Tử Quân. Lục Ngọc Hùng. Khi Vương Tử Quân định lên tiếng, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì đám thường ủy thị ủy ở trong phòng có chút mất kiên nhẫn, dù sao bọn họ bây giờ cũng đang họp hội ý, hành vi quấy rầy như vậy làm cho bọn họ cảm thấy không chút thoải mái. Bí thư Trương, bí thư Lưu Thu Bình có việc cần báo cáo với anh. Khương Long Cương đi vào phòng rồi trầm giọng nói với Trương Hợp Tuân. Trương Hợp Tuân có chút trầm ngâm, sau đó hắn đi theo Khương Long Cương ra ngoài. Lúc này Phó Bí Thư Ủy Ban Kỷ Luật kiêm trưởng phòng giám sát Lưu Thu Bình đang đứng chờ bên ngoài cửa. Lưu Thu Bình nói vài câu với Trương Hợp Tuân, sau đó đặt một phần tài liệu vào trong tay Trương Hợp Tuân. Bí Thư Trương tiếp nhận tài liệu của Lưu Thu Bình, gương mặt tươi cười biến mất, hắn đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân với gương mặt cực kỳ nặng nề. Bí thư Vương, có chuyện tôi cần báo cáo với anh. Trường hợp Tuân nhìn đám thường ủy bốn phía, sau đó trầm giọng nói. Báo cáo một mình, nhất định là chuyện lớn, hơn nữa trường hợp Tuân là người có thân phận đặc thù, người này muốn báo cáo thì càng có liên quan đến vận mệnh của cán bộ. Tuy rất nhiều thường ủy thị ủy muốn nghe trường hợp Tuân báo cáo điều gì, nhưng bọn họ nghe rõ trường hợp Tuân chỉ muốn báo cáo với một mình Vương Tử Quân, thế nên bọn họ cần phải rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Khương Long Cương đóng cửa phòng, Trường Hợp Tuân trầm giọng nói. Bí thư Vương, vừa rồi đồng chí Lưu Thu Bình đã đưa đến những tư liệu mà Trịnh Khiếu Đống đã khai báo tối hôm qua, trong khẩu cung của Trịnh Khiếu Đống có rất nhiều sự việc liên quan đến bí thư Lưu.
Trương Hợp Tuân vừa nói vừa đưa khẩu cung vào trong tay Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bản khẩu cung trong tay mình, hắn có chút trầm ngâm, sau đó mới nói. Bí thư Trương, những tài liệu này đến hơi trễ, vừa rồi tôi nhận được tin tức trên tỉnh, Lục Ngọc Hùng đã chạy ra nước ngoài rồi. Lục Ngọc Hùng chạy ra nước ngoài sao? Trương Hợp Tuân công tác ở thành phố La Nam rất lâu năm, thật sự biết rõ mối quan hệ giữa Lục Ngọc Hùng và Trịnh Khiếu Đống. Hắn biết rõ Trịnh Khiếu Đống gặp chuyện không may, như vậy tuyệt đối có sự liên quan của Lục Ngọc Hùng, cũng không ngờ bí thư Lục lại quyết liệt như vậy. Tráng sĩ cắt cổ tay, nói đi là đi. Tổ chức bồi dưỡng một cán bộ lãnh đạo cũng không dễ dàng gì, đồng chí Lục Ngọc Hùng đã đi, sẽ có ngày bị dẫn độ về. Những tài liệu này rất quan trọng, chúng ta cùng nhau lên tỉnh gặp bí thư Nhất Phong và bí thư Ủy ban Kỷ luật Trần Ngạn Quốc, báo cáo cho hai vị lãnh đạo biết sự việc này. Vương Tử Quân nói, Trương Hợp Tuân cũng nghĩ như vậy. Tuy sự việc này thành phố La Nam điều tra ra được, nhưng nó liên quan đến Lục Ngọc Hùng, quyền xét xử cũng không còn nằm trong tay của Ủy ban Kỷ luật Thị ủy La Nam. Sự việc khẩn cấp, Vương Tử Quân gọi điện thoại cho bí thư Hào Nhất Phong trước mặt Trương Hợp Tuân, người tiếp điện thoại là thư ký của bí thư Nhất Phong. Sau khi biết người gọi điện thoại đến là Vương Tử Quân thì thư ký tỏ ra rất khách khí, nhưng lại nói cho Vương Tử Quân biết bí thư Nhất Phong đang bận họp, không có thời gian tiếp điện thoại của Vương Tử Quân. Trương Hợp Tuân cũng gọi điện thoại cho bí thư Trần Ngạn Quốc, kết quả cũng là như vậy, bí thư Trần Ngạn Quốc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy cũng đang họp. Xem ra Lục Ngọc Hùng trốn đi giống như một quả bom khủng bố cho tỉnh Sơn Nam. Bom sẽ nổ lên người ai? Điều này làm cho nhiều người suy ngẫm, lúc này tỉnh Sơn Nam thật sự không còn bình tĩnh. Dù không liên lạc được với lãnh đạo nhưng Vương Tử Quân và Trương Hợp Tuân vẫn quyết định nhanh chóng chạy đến thành phố Sơn Viên, nhanh chóng báo cáo cho bí thư Nhất Phong về vấn đề của Lục Ngọc Hùng ở thành phố La Nam. Dù sao đây cũng là chuyện lớn, không ai có thể trì hoãn được. Chương 839, một làm việc lớn cần phải có tuyệt kỹ giả vờ. Khi con đường cấp 2 dần được tu kiến, hành trình của nhóm Vương Tử Quân đến thành phố Sơn Viên giảm bớt đi 1 giờ. Đến 12 giờ trưa, văn phòng tỉnh ủy đúng vào lúc tan việc, đủ mọi loại xe chạy ra khỏi khu văn phòng tỉnh ủy. Trên đường đi Vương Tử Quân đã liên lạc với thư ký của bí thư Hào Nhất Phong, thư ký của Hào Nhất Phong tỏ ra khá lãnh đạm với điện thoại của Vương Tử Quân. Dù Vương Tử Quân cường điệu có việc rất gấp, thế nhưng thư ký của Hào Nhất Phong vẫn giống như có tâm sự, căn bản chỉ qua loa cho xong với Vương Tử Quân. Vì tỉnh ủy đang họp, thế nên Vương Tử Quân và Trương Hợp Tuân phải chờ. Mãi đến 1 giờ chiều, cửa phòng họp mới mở ra, vẻ mặt đám người Hào Nhất Phong cực kỳ nghiêm túc. Lúc này Hào Nhất Phong thật sự rất mệt, tin tức Lục Ngọc Hùng đào tẩu làm lão không kịp chuẩn bị, giống như gõ một gậy lên đầu lão, giống như tất cả tinh thần đều bị một gậy kia đánh tan. Lục Ngọc Hùng là người được Hào Nhất Phong nhìn trúng, vì đề bạt người này mà lão không tiếc đẩy Lý Quý Niên lên vị trí phó phòng thường vụ Sở Tài nguyên Môi trường, phó bí thư đảng ủy cơ quan. Lão nhọc lòng vì kế hoạch của mình, nhưng Lục Ngọc Hùng lại chạy ra nước ngoài. Hào Nhất Phong nhớ rõ vì đề cử Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam mà mình đã nói ra những lời thế nào, hơn nữa Vương Tử Quân nói ra ý kiến của mình lại bị lão dùng lời nói kịch liệt để phê bình thẳng mặt. Những lời phát biểu ở hội nghị thường ủy tỉnh ủy đều được ghi lại rõ ràng, chỉ cần đủ cấp bậc thì đều có thể được xem bản ghi chép này. Ngày hôm trước khi đối phương bỏ chạy, chính mình dùng lời lẽ sắt son để đề bạt đồng chí, vì tránh xuất hiện tình huống không hay, chính Hào Nhất Phong đã liên hệ với các thường ủy tỉnh ủy trước khi tổ chức hội nghị thường ủy. Nhưng lúc này một vị đồng chí tốt như thế lại bỏ chạy ra nước ngoài. Hào Nhất Phong thật sự nghi ngờ tin tức của mình không chính xác. Nhưng ngay sau đó lão lại bác bỏ lập luận của mình. Nếu như tin tức không chính xác, tuyến trên sẽ không gọi điện thoại cho mình. Khoảnh khắc này Hào Nhất Phong cảm thấy rất mệt mỏi, giống như một con ngựa lao lực quá độ, thế nhưng lão vẫn cố gắng tổ chức hội nghị thường ủy. Hội nghị mở trong vòng 3 giờ, bầu không khí cực kỳ u ám, cực kỳ nặng nề. Trong thời gian 3 giờ kia, Hào Nhất Phong cũng không phải cảm thấy khó chịu vì kẻ chuyên gây rối là Thạch Kiên Quân, mà chính là người lão chờ mong không gọi điện thoại đến. Chẳng lẽ trưởng ban Dương từ bỏ mình? Hào Nhất Phong nghĩ đến những phiền toái mà mình gây ra, lão cảm thấy tay chân lạnh buốt. Đột kích đề bạt cán bộ, lại đề bạt một người như Lục Ngọc Hùng, sự việc này truyền ra ngoài hầu như sẽ là một câu chuyện cười lớn. Trưởng ban Dương là người gần đây rất trọng sĩ diện, ông ta có thể giúp đỡ Hào Nhất Phong ở phương diện này sao? Hào Nhất Phong đi ra khỏi phòng họp mà cảm thấy trong lòng bùng sóng cực kỳ khó chịu. Thế nhưng lão vẫn cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực biểu hiện sự uy nghiêm của mình.
Hội nghị thường ủy lần này cũng không cho ra quyết định gì có lực, chỉ dựa theo thường quy để tiến hành điều tra một vị cán bộ như Lục Ngọc Hùng. Khi Hào Nhất Phong đi ra khỏi cửa phòng họp, lão chợt thấy Vương Tử Quân đứng chờ ở bên ngoài, thế là cảm thấy trước mắt tối sầm, thật sự không nói được một lời, gương mặt trắng bệch, trán mơ hồ vã mồ hôi. Hào Nhất Phong, anh tuyệt đối không được ngã uống, đặc biệt là trước mặt kẻ tiểu nhân đắc thế là Vương Tử Quân. Cho dù có mềm nhũn thành một đống bùn thì vẫn phải bảo trì tư thế cao đầu. Hào Nhất Phong thầm suy ngẫm, tinh thần uể oải chợt phấn chấn, thế là vững vàng đứng trước mặt mọi người. Khi Hào Nhất Phong đứng thẳng người, Vương Tử Quân nhanh chóng đi về phía Hào Nhất Phong. Lúc này Vương Tử Quân có thể nói là tiếp đón ánh mắt của các vị thường ủy tỉnh ủy, tất cả mọi người nhìn vào Vương Tử Quân thì chợt nhớ đến những ý kiến của vị bí thư thị ủy La Nam này với Lục Ngọc Hùng. Tôi cảm thấy Lục Ngọc Hùng có vấn đề, chỉ là bây giờ chưa có chứng cứ, thế cho nên mong lãnh đạo có thể xem xét. Khi đó mọi người cho rằng Vương Tử Quân là cán bộ trẻ tuổi bốc đồng, cố gắng níu kéo sự việc với bí thư tỉnh ủy, là biểu hiện của phương diện chưa trưởng thành chính trị. Nhưng bây giờ Hào Nhất Phong vì sự kiện đề bạt Lục Ngọc Hùng mà nuốt quả đắng vào bụng, những lời của Vương Tử Quân trước đó như bịt kín miệng Hào Nhất Phong. Người này không phải biết trước tất cả đấy chứ. Có người suy nghĩ như vậy, lại có người cảm thấy Vương Tử Quân rõ ràng nắm sự việc liên quan đến Lục Ngọc Hùng để đào một chiếc hố cho Hào Nhất Phong nhảy xuống. Mặc kệ ý nghĩ nào trong hai thứ này chiếm thượng phong, đám thường ủy tỉnh ủy nơi đây đều phải thừa nhận. Vương Tử Quân là người chiếm ưu thế trong sự kiện tranh chấp vị trí chủ tịch thành phố La Nam lần này. Vương Tử Quân sẽ là người có trách nhiệm ở sự kiện Lục Ngọc Hùng bỏ chạy, thế nhưng có sự kiện Lục Ngọc Hùng nhận chức bày ra trước mặt, cũng không ai dám nói Vương Tử Quân dung túng cho Lục Ngọc Hùng. Bí thư Nhất Phong, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài và bí thư An Quốc. Vương Tử Quân nhanh chóng đi đến trước mặt Hào Nhất Phong, sau đó trầm giọng nói. Lúc này Hào Nhất Phong cũng an tĩnh trở lại. Chỉ là lão đứng đó mà gương mặt cực kỳ khó coi. Tuy lão không biết Vương Tử Quân báo cáo điều gì, thế nhưng cũng biết đó căn bản không phải là việc gì tốt. Vương Tử Quân là bí thư thị ủy La Nam, bây giờ nói ra yêu cầu báo cáo công tác trước mặt nhiều người, đặc biệt đó đều là thường ủy tỉnh ủy, Hào Nhất Phong căn bản không thể không tiếp nhận. Lão trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Các người đi theo tôi. Bí thư An Quốc, anh cũng đi theo tôi. Cửa phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong mở ra. Vương Tử Quân và Trương Hợp Tuân theo Hào Nhất Phong đi vào phòng. Lúc này đám thường ủy tỉnh ủy đều có vẻ mặt cực kỳ nghiêm ngẫm. Đối với đám thường ủy tỉnh ủy, tình huống của Hào Nhất Phong có chút nguy cấp, xem như sắp đến lúc tẩy bài lớn ở Sơn Nam. Một khi có tẩy bài, những người có tham gia sẽ nhận được không ít lợi ích, thế nhưng bọn họ dù sao cũng phải là người cùng tham gia tẩy bài mới được. Vương Tử Quân thật sự là quá may mắn. Bí thư ủy ban tư pháp Lật Tử Đạo của tỉnh Sơn Nam chợt dùng giọng cảm khái nói một câu. Câu nói may mắn của Lật Tử Đạo có ý nghĩa gì thì ai cũng hiểu rõ ràng, nhưng càng nhiều người biết sự việc xảy ra hôm nay không phải chỉ là Vương Tử Quân dựa vào vận may của mình. Bí thư Nhất Phong, tôi phải làm kiểm điểm với anh, tôi không làm tốt công tác, để cho thành phố La Nam xuất hiện một phần tử hủ bại tha hóa như Lục Ngọc Hùng. Vương Tử Quân chờ Trường Hợp Tuân phân phát hai phần văn kiện cho Hào Nhất Phong và Trần Ngạn Quốc. Hắn bắt đầu dùng giọng kiểm điểm nói. Chương 839-2, làm việc lớn cần phải có tuyệt kỹ giả vờ. Hào Nhất Phong nhìn vào lời khai của Trịnh Khiếu Đống, rất nhiều chuyện đã sáng tỏ, thế nhưng lão không chú tâm đến nguyên nhân vì sao Lục Ngọc Hùng phải bỏ chạy, mà chỉ vẽ ra một chiếc hố lớn cho mình. Trong chiếc hố này Hào Nhất Phong không phải là một người xui xẻo duy nhất bị sa lầy, nhưng trong đó lão gặp phải một người cực kỳ tàn nhẫn. Người đào chiếc hố để lão phải tự mình nhảy xuống chính là tên cán bộ trẻ tuổi đang liên tục mở miệng kiểm điểm ngay trước mặt. Hào Nhất Phong biết rõ Lục Ngọc Hùng sở dĩ bỏ chạy chính là vì Vương Tử Quân điều tra Trịnh Khiếu Đống, Lục Ngọc Hùng biết mình căn bản sẽ bị bắt, thế cho nên nhanh chóng dùng chiêu kim thiền thoát xác để bỏ chạy. Nhớ ngày đó Hào Nhất Phong đề bạt Lục Ngọc Hùng, Vương Tử Quân kiên quyết phản đối, lúc đầu lão còn tưởng rằng Vương Tử Quân đang giãy chết, bây giờ mới hiểu đối phương đào hắn một chiếc hố cho mình nhảy vào. Khi đó lão còn dương dương tự đắc, nhưng lão căn bản không biết đối phương đang đào mộ cho mình. Tất cả tuy đã quá rõ ràng nhưng Hào Nhất Phong biết rõ chuyện này sẽ tạo nên nguy cơ lớn nhất cho mình trong xưa nay, mình chỉ cần xử lý vô ý là thanh danh và uy tín sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng Hào Nhất Phong không phải là người thua không chịu chung chi, lão đặt bút xuống nhìn thoáng qua văn bản, sau đó mới trầm giọng nói. Bí thư Tử Quân, bản điều tra của các anh hình như đến rất kịp thời thì phải.
dù là ai cũng nghe thấy lời nói của bí thư Hào Nhất Phong có chút không đúng, bí thư Trần Ngạn Quốc ngồi bên cạnh Hào Nhất Phong lại cảm thấy đáng thương cho bí thư tỉnh ủy. Vốn tưởng rằng có thể nhúng tay sắp xếp và làm theo ý mình ở ban ngành La Nam. Xua đó thao túng ban ngành, ép chết Phương Tử Quân, không ngờ sự việc có vấn đề, bí thư Nhất Phong ngã dập môi, chỉ sợ chính bản thân cũng chìm vào hố bùn. Quan trường quá nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận là có kẻ xô đẩy anh xuống vực sâu tăm tối. Bí thư Nhất Phong, sau khi thị ủy chúng tôi bắt được Trịnh Khiếu Đống thì nhanh chóng tiến hành thẩm vấn, nhưng năng lực phản điều tra của Trịnh Khiếu Đống khá mạnh, thái độ ngoan cố không thay đổi, nhân viên phá án của chúng tôi phải cố gắng rất nhiều mới phá vỡ được phòng tuyến tâm lý của người này. Vương Tử Quân nói đến đây thì tỏ ra hổ thẹn. Nếu như có thể công phá phòng lũy tâm lý của Trịnh Khiếu Đống, như vậy thì thật sự quá tốt. Hào Nhất Phong nhìn bộ dạng còn muốn kiểm điểm của Vương Tử Quân, lão thầm cười lạnh không thôi. Lão biết rõ Vương Tử Quân dù có thể sớm công phá phòng lũy tâm lý của Trịnh Khiếu Đống, thế nhưng sẽ không bao giờ vung tay xử lý. Nhưng bây giờ chứng cứ của người ta vô cùng xác thực, chính mình dù muốn nói cũng không xong, không bắt bẻ được gì. Chuyện này nhất định phải xử lý thật nhanh chóng và quyết đoán, tôi mặc kệ nó liên quan đến ai, chỉ có một nguyên tắc, nghiêm trị không tha, bí thư An Quốc, ý của tôi là tỉnh ủy nhất định phải tăng cường binh hùng tướng mạnh, cần phải nhanh chóng chứng thực rõ ràng sự việc liên quan đến Lục Ngọc Hùng. Tuy Lục Ngọc Hùng đã chạy ra nước ngoài, thế nhưng chúng ta cũng không thể cho hắn làm cá lọt lưới được. Hào Nhất Phong dùng giọng leng keng có lực nói, chính lão hận nhất vào lúc này không phải là Lục Ngọc Hùng, là người làm lão cực kỳ mất mặt. Rời khỏi văn phòng tỉnh ủy vào lúc 3 giờ rưỡi, Trương Hợp Tuân cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng Vương Tử Quân đứng bên cạnh vẫn có vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, không nhìn ra chút vui buồn tức giận. Trương Hợp Tuân thầm cảm khái, với độ tuổi như vậy mà đã có thể trầm ổn như thế, Vương Tử Quân không phải là một người ẩn giấu thông thường. Bí thư Vương, chúng ta bây giờ đi đâu? Trương Hợp Tuân nhìn thấy xe chạy đến, hắn khẽ hỏi Vương Tử Quân. Lục Ngọc Hùng bỏ chạy làm cho Trương Hợp Tuân cảm thấy nguy cơ, cũng cảm thấy một cơ hội tiến lên rất lớn. Nếu như hắn có thể nắm chặt cơ hội lần này, như vậy tuyệt đối có thể tiến lên một bước. Nhưng trong quan trường luôn có nguy hiểm và cơ hội, cũng có cả sóng gió, những thành quả mê người ở bên kia sông, thế nhưng có ai biết được giữa sông có thứ gì đang chờ đợi mình. Hơn nữa lần này Lục Ngọc Hùng bỏ chạy thật sự không chỉ chấn động thành phố La Nam, còn làm rung chuyển tỉnh Sơn Nam. Có tìm được lợi ích cho mình trong cơn địa chấn này hay không? Trường hợp Tuân cảm thấy mình căn bản không quá nắm chắc. Có thể nói đủ mọi con thuyền sẽ bắt đầu xuất hiện và lợi dụng sóng gió để tranh đoạt, rất nhiều người chỉ cần lên sai thuyền vào thời điểm này sẽ nhận lấy trừng phạt thích đáng. Vương Tử Quân cũng là một con thuyền tương đối vững chắc. Hơn nữa là con thuyền chịu ít ảnh hưởng nhất trong sự kiện Lục Ngọc Hùng bỏ chạy, thế nên dựa vào Vương Tử Quân sẽ có được lợi ích rất lớn. Đừng nghĩ Vương Tử Quân không quá lớn tuổi mà nghĩ lầm, người này có quan hệ rộng, có hậu trường, có tiền cảnh, có lực ảnh hưởng lớn, hơn nữa lại cực kỳ cường thế, đặc biệt cố chấp. Nếu anh muốn làm việc gì, chỉ cần có thể thành công và tìm được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, như vậy anh sẽ có cơ hội trổ hết tài năng, sẽ có tương lai rực sáng. Nhìn từ những phương diện này thì ôm lấy đùi Vương Tử Quân chẳng khác nào tìm được cho mình con đường tắt để phát triển trong tương lai. Trường hợp Tuân chợt nhớ đến câu nói mà Vương Tử Quân thường hay nhắc đến trong các hội nghị, đó chính là nắm bắt kỳ ngộ. Vì vậy mà trong lòng hắn chợt tươi sáng, lúc này kỳ ngộ giống như một cánh chim vàng bay lượn bên cạnh hắn. Vương Tử Quân chỉ cười nhạt một tiếng với câu nói nịnh nọt của Trương Hợp Tuân. Chúng ta đến giờ còn chưa dùng cơm trưa, vậy nên đi tìm thứ gì lấy đầy bụng cái đã. Nếu như không phải Vương Tử Quân lên tiếng, chỉ sợ Trương Hợp Tuân đã quên là mình chưa dùng cơm. Thật ra nào phải chỉ riêng hai người bọn họ, trong tỉnh Sơn Nam có nhiều người quên dùng cơm trưa vì sự kiện Lục Ngọc Hùng bỏ chạy, nhưng lại không có mấy người chủ động nhớ đến chuyện cơm nước như Vương Tử Quân. Vương Tử Quân sở dĩ nhớ đến điều này, căn bản là vì hắn có tư cách như vậy. Trường hợp Tuân chợt sinh ra ý nghĩ như thế, hắn càng thêm kiên định tâm tư dựa vào Vương Tử Quân, hắn cười nói. Bí thư Vương, khách sạn lớn giá cả đắt đỏ, những món đặc sắc thường có ở nhà mình, theo tôi thấy thì không bằng tìm một quán cơm nhỏ là được. Bí thư Vương, ngài thích hương vị gì? Ôi, bí thư Trương, xem như hôm nay tôi giao dạ dày của mình cho anh. Vương Tử Quân lúc này khá hào hứng, tuy hắn cố gắng áp chế nụ cười trên mặt mình, thế nhưng vẫn lơ đãng bùng phát cảm giác vui sướng trong lòng. Thấy Vương Tử Quân đồng ý thì Trương Hợp Tuân càng cảm thấy bữa cơm hôm nay có giá trị trọng đại. Tuy hắn và Vương Tử Quân đã dùng cơm với nhau khá nhiều lần,
nhưng hai người bọn họ là lần đầu tiên dùng cơm riêng với nhau. Lần này hắn có thể leo lên con thuyền của Vương Tử Quân hay không, phải nhìn vào cơ hội hiện tại. Bí thư Vương, tôi biết một quán cơm Triệu gia ở đường Tây Giao thành phố Sơn Viên, hương vị rất đặc biệt, nếu như ngài không chê cửa hàng nhỏ, chúng ta đến đó dùng cơm nhé. Trương Hợp Tuân vừa nói vừa thuận thế mở cửa xe cho Vương Tử Quân. Chương 840, thập diện mai phục, ai giành thủ cấp bá vương với tôi? Động tác mở cửa xe của Trương Hợp Tuân làm cho Khương Long Cương đang định vươn tay làm nhiệm vụ sinh ra cảm giác hoảng sợ, khoảnh khắc này hắn thật sự không biết theo ai. Việc này vốn dành cho một người là thư ký như hắn, nhưng bây giờ phó bí thư thị ủy kiêm bí thư ủy ban kỷ luật Trương Hợp Tuân lại chiếm trước công tác của mình, điều này không khỏi làm hắn ngây người kinh ngạc. Vương Tử Quân nhìn động tác của Trương Hợp Tuân, lại nhìn Khương Long Cương xấu hổ ở phía sau, hắn cười cười nói. Tiểu Khương, hôm nay bí thư Hợp Tuân mời khách, chúng ta cũng nên nhanh chóng lên xe để mài dao cắt thịt lãnh đạo. Trương Hợp Tuân nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì lập tức mừng rỡ, hắn không khách khí mà leo luôn lên chiếc Santana của Vương Tử Quân. Tuy Trương Hợp Tuân có ý nghĩ rất hay nhưng thế gian này người tính không bằng trời tính. Khi Trương Hợp Tuân chuẩn bị cùng Vương Tử Quân dùng một bữa cơm trưa muộn, thế nhưng lại có người cướp đoạt đi kế hoạch tỉ mỉ của hắn. Nếu là người bình thường thì Trương Hợp Tuân nhất định sẽ mắng chửi chó má, nhưng người ra tay cướp đoạt cơ hội của hắn chính là Chủ tịch tỉnh Thạch Kiên Quân, là người mà hắn căn bản không thể dây vào. Vì vị lãnh đạo tỉnh ủy kia chỉ cần nổi giận là có thể biến hắn thành kẻ đọa đày trong quan trường. Sau khi nhận được câu trả lời buổi tối sẽ cùng dùng cơm, Trương Hợp Tuân nhìn chiếc xe Santana chở Vương Tử Quân chạy đi như bay, trong lòng thầm nghĩ quan hệ giữa Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân là không tầm thường. Lúc này Vương Tử Quân chạy đi rõ ràng không phải chỉ là chuyện dùng cơm trưa. Thạch Kiên Quân hẹn Vương Tử Quân không phải là ăn cơm, mà là một quán trà tên là Nguyên Trà Trang. Quán trà này sắp xếp tinh xảo, sàn nhà bằng gỗ, làm cho người ta sinh ra cảm giác thoát tục. Sau khi Vương Tử Quân chạy đến quán trà, Thạch Kiên Quân đã đi đến. Sau khi thư ký bên ngoài nhìn thấy Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng đưa Vương Tử Quân đến một phòng trà rộng lớn. Bên cạnh bàn bát tiên đẹp đẽ là một cô gái trẻ tuổi đang biểu diễn những kỹ thuật pha trà tinh xảo. Cô gái tuy không quá cao nhưng vóc người nhẹ nhàng thanh thoát, không biết có phải ăn mặc rất phù hợp hay không, thế nhưng người ta lại sinh ra cảm giác giống như nàng rất hòa hợp với không gian chung quanh. Tử Quân đến rồi đấy à, ngồi đi. Thạch Kiên Quân tất nhiên sẽ không phải chú tâm lên phương diện kỹ thuật pha trà của cô gái. Hắn thấy Vương Tử Quân đi vào cửa thì nhanh chóng vẫy tay, tỏ ý bảo Vương Tử Quân đến ngồi bên cạnh mình. Vương Tử Quân đi đến ngồi bên cạnh Thạch Kiên Quân, lúc này Thạch Kiên Quân cười nói. Hai ngày trước tôi có được chút trà tốt từ một người bạn cũ, đang định nghĩ cách chia sẻ, đúng lúc cậu về thành phố Sơn Viên. Tuy Thạch Kiên Quân nói đến chuyện trà nhưng Vương Tử Quân lại không cho rằng tâm tư của lãnh đạo đặt trên chuyện này, nhưng lúc này hắn cũng chỉ giả vờ hồ đồ nói. Cảm ơn Chủ tịch Thạch. Tôi đang tìm chỗ nào đó để uống trà thì ngài gọi điện thoại đến, có một vị lãnh đạo như ngài thật sự là phúc lớn cho đám cấp dưới chúng tôi. Hai người đều nở nụ cười, Thạch Kiên Quân chợt phất tay với cô gái đã pha trà xong và đặt lên bàn, tỏ ý cho cô gái ra khỏi phòng. Cô gái khôn khéo cùng thư ký của Thạch Kiên Quân rời khỏi phòng, cũng không quên khẽ đóng cửa lại. Lúc này phòng trà yên tĩnh, hương thơm thanh thoát, thật sự rất tuyệt. Nhưng hai người Thạch Kiên Quân căn bản không nói lời nào. Không ai có tâm tư mở miệng. Thạch Kiên Quân uống một ngụm trà, sau đó mới dùng giọng trầm bổng nói. Tử Quân, chúng ta quen nhau đã hơn 2 năm rồi phải không? Vương Tử Quân đã suy đoán được tâm tư của Thạch Kiên Quân, nhưng hắn vẫn không nói rõ, chỉ nói với Thạch Kiên Quân. Đúng ra là 2 năm rưỡi, thật sự là thời gian qua nhanh. Đúng vậy, nói trắng ra tôi đến tỉnh Sơn Nam phải cảm tạ cậu, nếu không có cậu thì bây giờ tôi chỉ là một vị bí thư thị ủy mà thôi. Thạch Kiên Quân lúc này căn bản không nắm lấy cái giá của một vị chủ tịch tỉnh, hoàn toàn giống như một người bạn cũ. Trên quan trường không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, đối với Vương Tử Quân thì Thạch Kiên Quân không phải là một người bạn, hai người sở dĩ vẫn bảo trì mối quan hệ tốt đẹp, chẳng qua là vì có chung lợi ích mà thôi. Thạch Kiên Quân đến tỉnh Sơn Nam thật sự là làm phiền Vương Tử Quân, nếu như không phải đúng thời điểm phù hợp Vương Tử Quân cho Tề Chính Hồng một đòn đau, ngăn cản khối đá lớn trước mặt Thạch Kiên Quân. Chỉ sợ bây giờ vị trí chủ tịch tỉnh Sơn Nam đang là của Tề Chính Hồng. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không muốn tranh công trước mặt Thạch Kiên Quân, hắn cười cười nói. Chủ tịch Thạch, ngài nói như vậy là quá đề cao tôi rồi, thành tích của ngài là quá rõ ràng,
cho dù ngài không đến tỉnh Sơn Nam, cũng sẽ là người làm chủ địa phương khác. Ha ha ha, Tử Quân, cậu quá khiêm tốn rồi. Thạch Kiên Quân khoát tay chặn không cho Vương Tử Quân tiếp tục lên tiếng, sau đó nói tiếp. Hai người chúng ta là bạn bè cũ, cũng chẳng có gì quá khách sáo, không cần phải nói những lời như vậy. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Thạch Kiên Quân cũng không nói gì, bàn tay trắng nõn của hắn khẽ gõ lên bàn, bộ dạng giống như đang chú ý nghe tiếng nhạc khẽ phát ra. Làn điệu đàn tỳ bà phá ra dồn dập giống như cơn mưa rào rộn rã nện lên những tàu lá chuối. Vương Tử Quân là người chẳng có nghiên cứu gì về âm điệu, thế nhưng nghe được khúc nhạc này lại có chút cảm xúc riêng. Thập diện mai phục, để xem ai là người lấy thủ cấp bá vương. Một giọng nói trầm thấp vang ra từ miệng Thạch Kiên Quân, âm thanh này kết hợp với tiếng đàn tỳ bà rót vào trong tai Vương Tử Quân như châu ngọc. Vương Tử Quân dù có chút suy đoán về tâm tư của Thạch Kiên Quân khi mời mình đến đây, thế nhưng nghe Thạch Kiên Quân nói ra một lời như vậy, trong lòng thật sự chấn động. Xem ra Thạch Kiên Quân muốn động đến Hào Nhất Phong đã kinh doanh nhiều năm ở Sơn Nam. Khi bày ra sự kiện lần này thì Vương Tử Quân cũng từng nghĩ đến phương diện động đến Hào Nhất Phong, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải vứt bỏ ý nghĩ này. Mục tiêu của hắn chính là làm cho Hào Nhất Phong mất đi vài phần lực khống chế tỉnh Sơn Nam, không phải là thúc đẩy Thạch Kiên Quân tiến lên đánh ngã Hào Nhất Phong. Tiếng đàn tỳ bà càng gấp gáp, ánh mắt Thạch Kiên Quân càng nôn nóng, mục tiêu là Vương Tử Quân. Đánh ngã Hào Nhất Phong luôn là tâm nguyện của Thạch Kiên Quân, tuy hắn cũng có thành viên tổ chức của mình trong tỉnh Sơn Nam, cũng có địa vị vững chắc, nhưng vẫn có chênh lệch rất lớn khi so với Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong không những có lực khống chế mạnh mẽ ở tỉnh ủy, còn có lực ảnh hưởng rất lớn trong ba vị thường ủy tỉnh ủy ở khối chính quyền tỉnh. Không nói đến Thạch Kiên Quân, có hai vị thường ủy còn lại của khối chính quyền tỉnh, một người nghe theo Hào Nhất Phong. Nếu không có sự giúp đỡ của Phó Chủ tịch Thường vụ Trương Đông Viễn thì công tác của Thạch Kiên Quân ở tỉnh Sơn Nam sẽ rất bị động. Thạch Kiên Quân không phải không muốn động vào Hào Nhất Phong, thế nhưng mỗi lần giao thủ thì cơ bản người có hại đều là hắn, điều này làm cho tâm tư của hắn chợt sinh ra dao động. Lúc này đột nhiên xuất hiện tình huống Hào Nhất Phong muốn đẩy Lục Ngọc Hùng lên làm Chủ tịch thành phố La Nam, Thạch Kiên Quân tuy giúp đỡ Vương Tử Quân, thế nhưng lại thấy Vương Tử Quân không đủ trưởng thành chính trị. Dưới tình huống không có chứng cứ mà phản ánh và không đồng ý đề bạt trợ thủ của mình. Nhưng Thạch Kiên Quân cũng không ngờ Lục Ngọc Hùng lại bỏ chạy. Sau khi nhận được tin tức này thì Thạch Kiên Quân cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Lãnh đạo đứng đầu nói 102, lãnh đạo thứ hai nói 201, trong quan trường có ai mà không muốn tiến lên làm lãnh đạo đứng đầu. Thạch Kiên Quân là chủ tịch tỉnh Sơn Nam, hắn rất muốn nhanh chóng tiến lên, lúc này hắn đã đứng vững gót chân. Hào Nhất Phong phát sinh vấn đề, cơ hội của hắn đã đến. Chương 841 một tích tụ lực lượng rồi bộc phát mới có thể tạo ra xu thế có lợi. Với vị trí của Thạch Kiên Quân ở tỉnh Sơn Nam, hơn nữa sau lưng còn có sự ủng hộ của gia tộc, tất nhiên sẽ có hy vọng rất lớn tiến lên làm bí thư tỉnh ủy. Nhưng hắn muốn tiến lên vị trí bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, nhất định phải đẩy Hào Nhất Phong rời khỏi ghế bí thư tỉnh ủy. Vào hội nghị thường ủy buổi sáng Thạch Kiên Quân cũng không nói gì nhiều, tinh lực của hắn chủ yếu tập trung vào sự kiện Lục Ngọc Hùng, hắn muốn nhờ sự kiện này để đẩy Hào Nhất Phong rơi xuống. Nhưng muốn đẩy Hào Nhất Phong rơi xuống cũng không phải là dễ dàng. Tuy cơ hội bây giờ là rất tốt, thế nhưng Hào Nhất Phong kinh doanh ở tỉnh Sơn Nam nhiều năm, có thể nói là thâm căn cố đế, sau lưng Hào Nhất Phong còn có một cây đại thụ là Dương Độ Lục. Nếu Thạch Kiên Quân không có đủ lực đủ thế, căn bản không thể nào làm lung lay địa vị của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam. Nhưng cho dù có khó khăn thế nào thì Thạch Kiên Quân cũng phải làm cho bằng được. Một loạt ý nghĩ lóe lên trong lòng, ngay sau đó một kế hoạch hiện rõ trong đầu Thạch Kiên Quân. Nhưng trong kế hoạch này cần có người thúc đẩy, mà người thúc đẩy được Thạch Kiên Quân chọn chính là Vương Tử Quân. Dù sao Vương Tử Quân là người trực tiếp cho ra lời phản đối ở sự kiện Lục Ngọc Hùng tiến lên làm chủ tịch thành phố La Nam. Thậm chí đã từng tiến hành báo cáo cho từng vị thường ủy tỉnh ủy, hành động này đã đưa Vương Tử Quân lên vị trí bất bại. Vương Tử Quân lấy vị trí bất bại của mình để chọc vào một Hào Nhất Phong lung lay sắp đổ, tất nhiên tỷ lệ phần thắng sẽ tăng lên gấp bội. Thạch Kiên Quân nhìn Vương Tử Quân, hắn đang chờ phản ứng của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lặng lặng uống trà, giống như hồn nhiên không nghe ra những câu nói của Thạch Kiên Quân. Mùi hương trà vẫn phủ khắp căn phòng, tiếng đàn tỳ bà vẫn tiếp tục vang lên. Nhưng bầu không khí đã có chút cô đọng. Khúc nhạc rất hay, không biết là ai đánh đàn vậy. Vương Tử Quân phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng,
nhưng lời nói căn bản lại không phù hợp với nội dung câu chuyện và ý cảnh hiện tại. Thạch Kiên Quân chỉ cười nhạt, hắn nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó thản nhiên nói. Ai đánh đàn không phải quan trọng là có thể đánh đàn phù hợp với ý cảnh, tôi cảm thấy người đánh đàn thật sự rất giỏi ở phương diện này, nắm chắc thời cơ. Hai chữ thời cơ rơi vào trong tai Vương Tử Quân, làm cho hắn khẽ động, nhưng hắn vẫn không nói lời nào. Lúc này hắn và Thạch Kiên Quân đang đánh cờ với nhau, hắn chiếm lấy thế chủ động, vì vậy hắn không cần phải sốt ruột. Kinh tế của Tinh Sơn Nam chúng ta cầu tiến không nhỏ, nhưng nếu so với một số tỉnh thành anh em khác, vẫn có chênh lệch khá lớn. Nếu muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế tỉnh Sơn Nam, nhất định phải có một vị phó chủ tịch tỉnh am hiểu kinh tế đến nắm chặt công tác, như vậy mới có thể xúc tiến được kinh tế tỉnh Sơn Nam. Thạch Kiên Quân thay đổi chủ đề, ngay sau đó đã chuyển nội dung lên phương diện phát triển kinh tế. Nhân tuyển cho vị trí phó chủ tịch tỉnh kia, tôi cảm thấy cậu cực kỳ phù hợp. Phó chủ tịch tỉnh chủ khảo khối kinh tế, Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt nếu không phải là cậu thì không ai có thể nắm được vị trí kia của Thạch Kiên Quân mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Trên đời không có bữa cơm trưa miễn phí, Thạch Kiên Quân bây giờ sở dĩ ném cho mình một vị trí phó chủ tịch tỉnh, đó là vì đối phương đang muốn mình bỏ sức ra kéo xe, thúc đẩy chuyện tốt của Thạch Kiên Quân. Lúc này Thạch Kiên Quân chỉ có một việc cần Vương Tử Quân cần phải bỏ lực, chính là giúp đỡ đẩy Hào Nhất Phong rớt khỏi vị trí bí thư tỉnh ủy. Vương Tử Quân cần phải là người đi đầu và tích cực. Trên quan trường nếu muốn được lãnh đạo nhìn chúng, muốn đạt được những thành tựu cao hơn, muốn phát triển ngày càng mạnh mẽ, ngoài trừ bối cảnh thì ít nhất cũng phải có quan hệ, có khi cũng cần anh hóa thân thành một nô tài có dũng khí. Như thế nào là một nô tài tốt? Quan trọng nhất chính là biết đi theo lãnh đạo, bước chân cần nhất trí với lãnh đạo, thứ hai là cần phải hợp ý, lãnh đạo thích thứ gì thì anh kính dâng lên thứ đó, lúc nào cũng phải nghĩ đến vui buồn hờn giận của lãnh đạo. Ba là luôn làm người tích cực dẫn đầu của lãnh đạo, đối mặt với khó khăn thì anh phải thay mặt lãnh đạo tiến lên dùng thân thể để ngăn cản viên đạn cho lãnh đạo. Cho anh tiến lên là lãnh đạo thích anh, tín nhiệm anh, có thể thấy nếu làm được những thứ trên thì hoàn toàn có thể làm một nô tài tốt. Vương Tử Quân nhớ rõ những đạo lý này trong quan trường, vấn đề là hắn ở trước mặt Thạch Kiên Quân cũng không phải là một nô tài. Nếu đẩy ngã Hào Nhất Phong thì thật sự là rất tốt đối với Vương Tử Quân. Thế nhưng đẩy ngã Hào Nhất Phong có cả nguy hiểm và lợi ích, hắn cảm thấy không nên để cho sự kiện này liên hệ trực tiếp với mình. Chính mình bây giờ có cần vị trí phó chủ tịch tỉnh sao? Tuy phó chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất tỉnh Sơn Nam rõ ràng là thanh danh hiển hách, thế nhưng Vương Tử Quân lại cảm thấy căn cơ của mình chưa quá bền chắc. Chính mình dù đã từng công tác ở thành phố Đông Bộ và La Nam, thế nhưng chưa thật sự cho ra thành tích chói mắt. Hắn công tác ở Đông Bộ thời gian không quá dài. Ở thành phố La Nam lại càng ngắn hơn, đối với một người còn trẻ như hắn, nắm chắc một địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế địa phương, như vậy mới là hướng đi phù hợp nhất. Tích tụ lực lượng rồi bùng phát, như vậy mới có thể phát triển vững mạnh được. Cảm ơn Chủ tịch Thạch đã yêu thương, thế nhưng tôi cảm thấy mình nên ở lại thành phố La Nam học tập thêm vài năm thì hay hơn. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn thản nhiên nói với Vương Tử Quân. Lại học tập vài năm. Tất nhiên Thạch Kiên Quân hiểu ý của Vương Tử Quân, hắn nhìn ánh mắt bình tĩnh của Vương Tử Quân, tất nhiên trong lòng hiểu người đàn ông trẻ tuổi kia đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không thể thất bại được. Vì vậy sau khi trầm ngâm giây lát, hắn lại dùng giọng chân thành nói. Tử Quân, hai người chúng ta quen nhau không phải thời gian ngắn, tôi là một người anh, tôi muốn nói với cậu một câu. Tôi không đọc nhiều tác phẩm của Lộ Giao, nhưng lại nhớ rất kỹ một câu nói, đó là đường đời chỉ có vài bước, nếu đi lầm một bước. Tiếp theo đó sẽ là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Vương Tử Quân cũng đã đọc qua không ít sách của Lộ Giao, hắn cũng biết rõ lời nói của Chủ tịch Thạch căn bản không còn là một câu nói trong tác phẩm của Lộ Giao. Nhưng điều này không quan trọng, đối với hắn và Thạch Kiên Quân thì quan trọng nhất là nội dung bên ngoài của câu nói kia. Cảm ơn Chủ tịch Thạch, lúc này là một bước quyết định, tôi cần phải có thời gian suy nghĩ. Vương Tử Quân tuy đã có tính toán, thế nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn là thận trọng suy xét. Chương 841 2 tích tụ lực lượng rồi bộc phát mới có thể tạo ra xu thế có lợi. Thạch Kiên Quân biết rõ câu nói nôn nóng khó thành công, dù trong lòng có chút vội vàng, thế nhưng biểu hiện lại rất nhạt. Hắn châm thêm nước nóng vào trong bình trà, sau đó khẽ nói. Suy xét là điều đương nhiên, thế nhưng tôi hy vọng có thể nhận được điện thoại của cậu. Hai người cũng không tiếp tục nhắc đến đề tài này, sau khi uống xong bình trà thì Thạch Kiên Quân có việc đi trước. Vương Tử Quân và Thạch Kiên Quân nói chuyện với nhau một giờ, lúc rời đi hai bên chỉ bắt chặt tay nhau mà thôi.
Lần này, tất nhiên là không cần phải nói thêm điều gì. Vương Tử Quân nhìn chiếc xe hơi chạy đi băng băng, hắn cảm thấy Thạch Kiên Quân quá vội vàng nôn nóng, lúc này nếu muốn đẩy Hào Nhất Phong ngã xuống, căn bản là quá nóng nảy rồi. Nước trà rất có lợi cho tiêu hóa, Vương Tử Quân vốn muốn dùng cơm, bây giờ uống vào một bụng nước trà, có thể thấy được tình hình trong bụng là thế nào. Bí thư Vương, chúng ta đi đâu đây? Khương Long Cương vừa lên xe thì khẽ hỏi Vương Tử Quân. Lúc này Bí thư Vương thật sự rất muốn đến nơi nào đó để dùng cơm, thế nên hắn khoát tay chặn lời của Khương Long Cương. Cũng không cần làm gì cả, chúng ta tìm cái gì lấp đầy bụng cái đã. Lý Đức Trụ nhìn gương mặt đói của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng chạy xe về phía một tiệm mì. Ông chủ, cho tô mì. Khương Long Cương vừa xuống xe, hắn nhanh chóng chạy đến gọi mì cho Vương Tử Quân. Cả ngày nay lãnh đạo của mình chỉ ăn sáng mà chưa ăn trưa, căn bản đã mất đi hương vị, bây giờ chỉ cần lấp đầy bụng mà thôi. Vương Tử Quân bước xuống xe, hắn vừa đi vào trong quán thì tiếng chuông điện thoại di động chợt vang lên. Chiếc điện thoại này của hắn căn bản là không công khai, những người được biết đến thường chỉ là các thành viên ban ngành và lãnh đạo tỉnh ủy. Nhưng các thành viên ban ngành muốn liên lạc với hắn đều thông qua Khương Long Cương, dùng phương pháp này để thể hiện sự tôn trọng với Bí thư Vương. Còn lãnh đạo tỉnh ủy thì rất ít khi liên lạc với hắn. Nhưng hôm nay chiếc điện thoại của Vương Tử Quân nhanh chóng biến thành một đường dây nóng, lúc này mới rời khỏi cuộc nói chuyện với Thạch Kiên Quân, điện thoại của hắn lại vang lên. Vương Tử Quân nhìn số điện thoại di động quen thuộc hiện lên trên màn hình, hắn vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia chợt vang lên âm thanh của Trương Lộ Giai. Tử Quân, cậu đang ở đâu? Ông nội nói cậu về nhà một chuyến. Điều này, tôi đang dùng cơm. Tuy Mỹ Nhân cho ra lời mời, thế nhưng Vương Tử Quân nhất định phải ăn bữa cơm này. Hắn đã đói bụng quá lâu, nếu không ăn thì thật sự phải xin lỗi dạ dày của mình. Cậu nhanh lên, ông đang chờ. Trương Lộ Giai vĩnh viễn luôn khéo hiểu lòng người như vậy, nàng dùng giọng dịu dàng nói. Vương Tử Quân đang ở bên cạnh Khương Long Cương, hắn khẽ ừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Trong dự đoán của Vương Tử Quân, hắn ra tay lần này với mục đích chính yếu là làm giảm địa vị cường thế của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam, nhưng không ngờ khắp nơi đều có phản ứng như vậy. Làm cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là sự nôn nóng của Thạch Kiên Quân, vị chủ tịch tỉnh này rõ ràng có ý tiến lên thay thế Hào Nhất Phong. Nhưng tiến lên dễ dàng như vậy sao? Vương Tử Quân có thể hiểu cảm giác nôn nóng của Thạch Kiên Quân, dù sao người ta cũng là lãnh đạo thứ hai trong tỉnh, trong lòng luôn trông mong mình tiến lên làm lãnh đạo thứ nhất. Ngoài Thạch Kiên Quân còn ai sẽ động nữa? Tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên dồn dập, Vương Tử Quân nhìn qua dãy số, hắn do dự một chút rồi nghe máy. Lần này hắn không chờ bên kia mở miệng mà cười nói. Chào Bí thư Lưu, tôi là Vương Tử Quân. Tử Quân à, cậu đã về chưa? Giọng điệu của Lưu Truyền Thụy lúc này rất bình thản và quan tâm, thật sự giống như một người chú bác nói chuyện với con cháu nhà mình, như đang trò chuyện với thế hệ sau của mình. Khi Vương Tử Quân thúc đẩy công tác điều tra xét xử anh em Trịnh gia, hắn và Lưu Truyền Thụy có biểu hiện bề ngoài rất tốt, thế nhưng thực tế thì hai người lại là bằng mặt không bằng lòng. Lưu Truyền Thụy bây giờ chủ động gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, rõ ràng là hiện tượng lần đầu tiên. Bí thư Lưu, tôi còn đang ở thành phố Sơn Viên. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó thành thật đáp. Vương Tử Quân biết rõ dù hắn rời khỏi thành phố Sơn Viên, nhưng Lưu Truyền Thụy cũng sẽ bắt hắn quay lại. Nếu nói nhảm thì không bằng nói thật cho sảng khoái. Hai người chúng ta đã lâu không dùng cơm với nhau, tối nay cậu có rảnh không? Có thể rút ra chút thời gian để hai ta dùng bữa cơm vui vẻ không? Lưu Truyền Thụy nói vô cùng khách khí, thế nhưng giọng điệu lại mang theo ý vị chân thật đáng tin. Giọng điệu này của Lưu Truyền Thụy là rất dễ hiểu, Lưu Truyền Thụy tiếp nhận lời mời dùng cơm của Vương Tử Quân đã là rất nể mặt rồi, huống hồ bây giờ là lão mở miệng chủ động mời Vương Tử Quân dùng cơm. Vương Tử Quân tính toán thời gian, sau đó cười nói. Bí thư Lưu, tôi còn đang định gọi điện thoại mời ngài dùng cơm, bây giờ lãnh đạo lại gọi điện thoại đến, xem ra nếu xét về phương diện nhìn xa trông rộng, thật sự khó thể nào so sánh với lãnh đạo cho được. Tiểu tử cậu nói vậy thì tốt, xem như bữa cơm tối không có vấn đề. Tình cảm giữa Vương Tử Quân và Lưu Truyền Thụy giống như quay về thời điểm trước đó, lúc này không quên mở miệng nói. Vương Tử Quân cúp điện thoại. Hắn ăn cơm với tốc độ rất nhanh. Sau đó hắn lên xe, chuẩn bị cho Lý Đức Trụ chạy về phía Trương gia, đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Alo, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không xem qua số điện thoại,
hắn trực tiếp mở miệng nói. Chào Bí Thư Vương, tôi là Quách Tiên Vi, tối nay anh có rảnh không? Nếu có thời gian thì anh em chúng ta tụ tập uống vài ly cho vui. Quách Tiên Vi dùng giọng hưng phấn nói vào trong điện thoại. Vương Tử Quân có quan hệ rất thân thiết với Quách Tiên Vi, lúc này nghe thấy đối phương mở miệng mời mọc, thế là nhanh chóng nở nụ cười. Trưởng phòng Quách, ngài gọi điện thoại có hơi chậm rồi, tối nay tôi đã có hẹn, nhưng sau khi uống rượu xong thì có thể uống trà với ngài. Vậy thì chúng ta tìm một chỗ uống trà. Quách Tiên Vi cũng là một người tu luyện quan trường lâu năm, hắn biết lúc này Vương Tử Quân rất bề bộn, nếu như không bận rộn thì rõ ràng là bất bình thường. Trên đường Vương Tử Quân đến Trương gia nhận được tổng cộng 10 cuộc điện thoại, nhưng đó chỉ là điện thoại của những vị cán bộ cấp giám đốc sở bình thường ít liên lạc, lý do của bọn họ tất nhiên là muốn mời cơm Vương Tử Quân. Dù trước kia Vương Tử Quân cũng thật sự rất bận rộn tiệc tùng, nhưng những bữa tiệc với cấp bậc cao như lúc này cũng không phải nhiều. Dù sao thì mọi người cũng đều bận rộn với công tác của mình, có rất ít người chạy đến thúc đẩy tiệc tùng, nhưng bây giờ những người kia giống như ngửi được hương vị gì đó. Ai ai cũng nhiệt tình muốn kéo Vương Tử Quân dùng cơm cho bằng được. Chương 842, một minh hữu giống như chim rừng, họa đến bay đi sạch. Cây liễu trước nhà Trương lão gia tử đã đâm chối, Vương Tử Quân dùng tay khẽ gõ cửa, đầu óc lại không ngừng xoay chuyển. Lúc này tỉnh Sơn Nam biến thành một vũng nước đục, hầu như mọi người đều muốn câu được cá trong vũng nước này. Ai vậy? Một giọng nói từ trong nhà truyền ra, sau đó cửa mở. Trương Lộ Giai mặc áo đỏ quần xanh giống như một cô vợ dịu dàng chợt xuất hiện. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt như cười như không của Trương Lộ Giai, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó chợt đẩy cửa ôm người phụ nữ trước mặt vào lòng. Chỉ một cái ôm nhưng lại làm cho hai trái tim nóng và hai con người nóng thu hẹp khoảng cách, Vương Tử Quân thậm chí còn cảm nhận được cơ thể nóng rực của Trương Lộ Giai. Nhưng những hành động này phải thực hiện một cách nhanh chóng, hai người biết rõ đây là nơi nào, thế cho nên nhanh chóng buông nhau ra. Sao đến bây giờ cậu mới dùng cơm? Đúng là công tác quá liều mạng. Trương Lộ Giai dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng đau lòng nói. Vương Tử Quân cười cười đi theo Trương Lộ Giai vào phòng. Tử Quân, lá gan của cậu thật sự không nhỏ. Vương Tử Quân vừa vào cửa còn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe thấy tiếng quát của Trương lão gia tử. Vương Tử Quân chợt có chút hoảng sợ vì tiếng quá khá đột nhiên. Chợt sinh ra cảm giác hồn bay phách lạc giống như vừa trộm cháu gái của người ta, sao không sợ hãi cho được. Hắn thầm mắng mình thật sự quá to gan, không ngờ một hành vi như vậy lại để cho Trương lão gia tử phát hiện ra được. Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy vã mồ hôi lạnh, chợt nghe thấy Trương lão gia tử nói tiếp. Tiểu tử cậu thật sự là quá to gan, Hào Nhất Phong dù có đáng giận thì cũng không nên đào hố cho người ta nhảy xuống như vậy chứ. Vương Tử Quân vừa cảm thấy trái tim co bóp mạnh mẽ vừa thở dài một hơi. Thầm nghĩ không phải ông cụ nhìn thấy hành động vừa rồi của mình với Trương Lộ Giai, như vậy thì nói gì cũng được. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Trương lão gia tử, sau đó mới cười ha hả nói. Ông à, dù cháu là người đào hố, thế nhưng cháu cũng không ép ai nhảy xuống, chính người ta chủ động nhảy xuống, cũng không liên quan gì đến cháu cả. Được rồi, tiểu tử cậu cũng đừng giả vờ nữa. Rõ ràng đâm người ta một đao mà còn tỏ ra vô tội, còn cười điềm nhiên như không. Hi hi, nếu không phải cậu là người châm ngòi nổi gió, Hào Nhất Phong có lẽ sẽ suy nghĩ lại chuyện của Lục Ngọc Hùng. Bây giờ thì tốt, cậu phản ánh với ý kiến với tất cả các vị thường ủy tỉnh ủy, mà Hào Nhất Phong lại kiên trì ý kiến để bạt vị đồng chí kia là chủ tịch thành phố La Nam. Lúc này Lục Ngọc Hùng bỏ chạy, cậu nói xem Hào Nhất Phong phải làm sao để nói với người ngoài bây giờ. Trương lão gia tử khẽ gõ ngón tay lên chiếc ghế bên cạnh rồi dùng giọng vui vẻ nói. Nếu ông ta không nghĩ cho kỹ, như vậy ném vị trí bí thư tỉnh ủy cho cháu sẽ nghĩ thay cho ông ấy. Vương Tử Quân biết rõ Trương lão gia tử vốn cũng không có ý phê bình mình, thế là dùng giọng bình tĩnh trêu chọc. Trương lão gia tử khẽ chỉ ngón tay về phía Vương Tử Quân, trong miệng nói lời của trách. Tiểu tử, dã tâm của cậu cũng không nhỏ, nhưng bây giờ cậu cũng đừng hòng làm bí thư tỉnh ủy. Cậu còn chưa đủ kinh nghiệm. Ông, cháu biết rõ điều này, chẳng qua chỉ nói đùa một chút thôi, nhưng cháu không muốn làm, không có nghĩa là không có người không muốn làm. Vương Tử Quân khẽ cười rồi dùng giọng chăm chú nói. Trương lão gia tử khẽ gật đầu, lão tất nhiên biết rõ điều này. Lúc này trong tỉnh Sơn Nam có nhiều người muốn tiến lên làm bí thư tỉnh ủy, hơn nữa sẽ có rất nhiều người thúc đẩy sự kiện lần này phát triển mạnh mẽ, dùng sự kiện này để tìm ra lợi ích lớn nhất cho mình.
cậu chuẩn bị làm thế nào? Trương lão gia tử trầm ngâm giây lát rồi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, lại dùng giọng chăm chú nói. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ nói năng hàm hồ với người khác, nhưng đối với Trương lão gia tử thì hắn cũng không có ý nghĩ che giấu. Ông, ngài cảm thấy chỉ dựa vào sự kiện này có thể ép Hào Nhất Phong xuống đài được sao? Trương lão gia tử chỉ cười cười mà không mở miệng. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Trương lão gia tử, hắn tiếp tục nói. Nếu như Hào Nhất Phong có thể xuống đài, như vậy ngài cảm thấy cháu làm phó chủ tịch tỉnh thì tốt hay làm bí thư thị ủy La Nam thì tốt? Tốt tốt tốt, tiểu tử cậu không hồ đồ. Trương lão gia tử chỉ tay vào Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Chỉ một câu không hồ đồ của Trương lão gia tử, Vương Tử Quân biết Trương lão gia tử thật sự ủng hộ ý nghĩ của mình. Hắn có được sự ủng hộ của Trương lão gia tử mà thở phào một hơi, lần này hắn đến và sợ nhất chính là Thạch Kiên Quân tác động vào Trương Đông Viễn. Hai người liên thủ cùng nhau thúc đẩy sự việc để cùng nhau chia sẻ lợi ích. Nếu như Trương lão gia tử đề xuất ý kiến kia với Vương Tử Quân, dù Vương Tử Quân biết mình nhất định sẽ từ chối, thế nhưng hắn cũng không muốn tình huống mở miệng từ chối đó xảy ra. May mà lúc này Trương lão gia tử căn bản không có yêu cầu như vậy. Khi Vương Tử Quân đang bôn ba trong dòng nước xoáy do Lục Ngọc Hùng để lại, trong tỉnh Sơn Nam bắt đầu xuất hiện vài dòng nước ngầm, trong những dòng nước ngầm đó thì Hào Nhất Phong là người cảm thấy khốn khổ nhất. Dù không nghe được bất kỳ lời nói nào, thế nhưng khi những dòng nước ngầm kia bắt đầu tuôn chảy, lão biết rõ tình huống nguy hiểm của mình là như thế nào. Chỉ cần lão không cẩn thận, ngay sau đó sẽ rơi vào tình huống khốn khổ. Hào Nhất Phong ngồi trước bàn làm việc, lão nghĩ đến tình cảnh Vương Tử Quân đến tìm mình. Khi đó lão nghĩ rằng Vương Tử Quân vì muốn duy trì quyền uy tuyệt đối ở thành phố La Nam mà chạy đến chỗ mình nói hưu nói vượt. Tuyệt đối không ngờ người kia mở miệng nói một câu sấm truyền, những lời nói ra khỏi miệng đều là sự thật. Cũng vì lão ngoan cố không chịu nghe lời khuyên của đối phương, thế cho nên mới rơi vào tình huống ngã sứt môi như lúc này. Hào Nhất Phong cảm thấy mình ngã lần này rất đau, cảm giác đau nhức này đã nhiều năm rồi chưa từng có, thế nhưng hôm nay vị cán bộ trẻ tuổi ở thành phố La Nam lại cho lão cảm nhận được điều này. Giấy không bọc được lửa, Hào Nhất Phong càng là người biết rõ điều này hơn bất kỳ người nào khác. Lão tin tưởng bây giờ dù là ở tỉnh Sơn Nam hay thủ đô, thông tin lão đề bạt một cán bộ hủ bại lên làm chủ tịch một thành phố đã được truyền đi rất nhanh và rộng. Một số người sẽ mở miệng nói lão ngu ngốc, thậm chí còn có một số người có suy nghĩ sâu xa hơn, không biết lão có liên quan đến Lục Ngọc Hùng hay không. Tuy Hào Nhất Phong cảm thấy không thoải mái, thế nhưng lão vẫn phải kiên trì. Lúc này điều lão cần làm chính là một chữ cố gắng, lão tuyệt đối không thể rơi ra phía sau, không được biểu hiện suy sụp tinh thần. Chương 842-2, Minh Hữu giống như chim rừng, họa đến bay đi sạch. Trưởng ban Dương nhất định sẽ giúp đỡ mình. Hào Nhất Phong nghĩ đến sự giúp đỡ của Dương Độ Lục, tâm tình chợt dễ chịu hơn vài phần. Nhưng cảm giác dễ chịu này cũng chỉ có hạn, dù lão cảm thấy Dương Độ Lục căn bản không bao giờ vứt bỏ mình, thế nhưng đến khi trời tối lão vẫn không quên gọi điện thoại cho trưởng ban Dương. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ truyền đến. Hào Nhất Phong nghe thấy tiếng gõ cửa mà không khỏi nhíu mày, lão đã phân phó thư ký rõ ràng, nếu không có chuyện gì thì cũng đừng đến quấy rầy. Vào đi. Hào Nhất Phong áp chế cảm giác tức giận, lão trầm giọng nói về phía cửa phòng. Người vào đầu tiên không phải là thư ký, chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Hứa Tiền Giang. Lúc này Hứa Tiền Giang có chút tiêu tụy, nếp nhăn trên mặt thấy rất rõ ràng, hai mắt lõm xuống, giống như tất cả tinh thần trước kia đều đã biến mất. Hai ngày trước Hứa Tiền Giang theo Hào Nhất Phong về thủ đô với tinh thần khí thế ra sao, nhưng bây giờ lại có bộ dạng quá ủ rột, rõ ràng trong lòng đã mất đi cây cột chống đỡ tinh thần rồi. Bí thư Nhất Phong. Hứa Tiền Giang đưa mắt nhìn Hào Nhất Phong, sau đó trầm giọng nói. Tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Nếu như là dĩ vãng thì Hứa Tiền Giang sẽ không dám lớn gan nói như vậy, nhưng bây giờ lão đã bất chấp tất cả. Sự việc hôm nay làm cho lão cảm thấy thật sự khó thể tiếp thu được. Nhưng tất cả sự việc đang dần phát sinh lại nói cho lão biết đó là sự thật. Lục Ngọc Hùng được bí thư Hào Nhất Phong coi trọng và đề bạt lên làm chủ tịch thành phố La Nam lại bỏ chạy ra nước ngoài, chạy đi giống như trong phim truyền hình. Khi Hứa Tiền Giang đại biểu cho tổ chức nói chuyện với Lục Ngọc Hùng, yêu cầu Lục Ngọc Hùng phải cố gắng làm ra cống hiến lớn cho thành phố La Nam, Lục Ngọc Hùng cũng không quên mở miệng đảm bảo, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo giao phó. Tuy Hứa Tiền Giang căn bản không nghe rõ ràng lời nghị luận của đám người chung quanh, thế nhưng lão vẫn có thể hiểu được, bây giờ những lời của mình nói ở hội nghị thường ủy sẽ được phát tán ra ngoài.
đó là đồng chí Lục Ngọc Hùng có năng lực công tác rất mạnh, có trách nhiệm cao lớn, làm việc cẩn trọng. Tuy những lời của Hứa Tiền Giang căn bản chỉ là khách sáo, thế nhưng bây giờ lại chuyển thành mũi dùi chọc vào người lão. Sự việc phát sinh càng làm lão sinh ra cảm giác bấp bênh. Bây giờ lão không còn muốn tiếp nhận vị trí của Lưu Truyền Thụy, điều lão nghĩ đến nhiều nhất chính là làm sao bảo trụ được chiếc ghế của mình. Trưởng phòng Tiền Giang, có chuyện gì sao? Khi Hứa Tiền Giang đang suy nghĩ lung tung, Hào Nhất Phong chợt khẽ lên tiếng. Hứa Tiền Giang cố gắng ép buộc mình bình tĩnh lại, lão biết rõ vào những tình huống như thế này mình càng phải cố gắng bình tĩnh. Lão thở ra một hơi, sau đó mới mở miệng nói. Bí thư Nhất Phong, sự việc liên quan đến Lục Ngọc Hùng chúng ta nên làm gì bây giờ? Hào Nhất Phong nhìn Hứa Tiền Giang, lão hít vào một hơi thuốc, sau đó thản nhiên nói. Lục Ngọc Hùng là người tham ô hủ bại, tạo nên tổn thất rất lớn cho thành phố La Nam, tất nhiên là điều tra đến cùng, tuyệt đối không nuông chiều. Hứa Tiền Giang nghe thấy những lời nói dõng dạc của bí thư tỉnh ủy, trong lòng thầm cười lạnh. Lão hiểu rõ Hào Nhất Phong nói như vậy có ý nghĩa gì, mà chiêu thức này của Hào Nhất Phong rốt cuộc là có ý gì. Bí thư Nhất Phong, tôi nói về sự kiện đề bạt đồng chí Lục Ngọc Hùng. Hứa Tiền Giang cũng không do dự, lão trực tiếp nói ra ý nghĩ của mình. Đề bạt Lục Ngọc Hùng. Hào Nhất Phong đưa mắt nhìn Hứa Tiền Giang rồi thản nhiên nói. Đề bạt Lục Ngọc Hùng là quyết định của riêng một mình trưởng phòng tổ chức anh sao? Tuy Hào Nhất Phong nói mang theo vài phần răn dạy, thế nhưng Hứa Tiền Giang lại cảm thấy tảng đá trong lòng được thả xuống. Hào Nhất Phong còn thừa nhận chuyện này, điều này sẽ làm cho Hứa Tiền Giang không quá bị động. Tuy dĩ vãng lão rất nịnh bợ Hào Nhất Phong, nhưng bây giờ tai bay vạ gió, lão cũng bất chấp nhiều trò như vậy. Bí thư Nhất Phong, chuyện này. Khi Hứa Tiền Giang chuẩn bị nói tiếp, Hào Nhất Phong chợt khoát tay áo nói. Trưởng phòng Tiền Giang, chỗ này của tôi còn có chút chuyện, nếu như anh không có chuyện gì khẩn cấp, như vậy chúng ta sẽ bàn lại sau. Hứa Tiền Giang dù sao cũng là một người có thể diện, hơn nữa lúc này lão cơ bản đã làm cho tâm tư của mình bình tĩnh trở lại. Lão không muốn ở lại kích thích Hào Nhất Phong, thế cho nên sau khi nở nụ cười thì ngượng ngùng rời khỏi phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nhìn cánh cửa chậm rãi đóng lại, lão dựa lưng lên ghế salon giống như mất đi tất cả sức lực. Tuy vừa rồi lão rất kiên cường, thế nhưng lời nói của Hứa Tiền Giang giống như đâm kim vào lòng hắn. Hai ngày trước Hứa Tiền Giang tỏ ra cung kính với mình như thế nào, thật sự là ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ, nhưng bây giờ lại biến thành như vậy, muốn tỏ thái độ rõ ràng với mình sao? Hai người có thể nói là cùng chung vận mệnh, dù gặp phải bất kỳ biến cố gì, hai bên nên có phúc cùng hưởng họa cùng chia, cùng nhau vượt qua khó khăn. Không ngờ đến thời điểm tai bay vạ gió thì Hứa Tiền Giang nhìn qua thấy giống như một người cực kỳ trung thành tận tâm lại giang cánh muốn bay, cho dù Hào Nhất Phong có thể hiểu cho Hứa Tiền Giang, thế nhưng anh không thể chờ đợi được mà phải bay đi ngay sao? Hứa Tiền Giang có bộ dạng như vậy, những người còn lại sẽ nghĩ thế nào? Tuy bây giờ Hào Nhất Phong vẫn là người đứng đầu tỉnh Sơn Nam, thế nhưng nếu không có sự giúp đỡ của trưởng Ban Dương, bây giờ lại phạm phải sai lầm thế này, người ta có ý nghĩ điều động lão hay không? Nếu bị người ta động vào thì sao? Điều này làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy trong lòng căng cứng, lão không phải là người chưa từng trải qua sóng gió chính trị, nhưng sóng gió lần này lại làm cho lão sinh ra cảm giác lung lay sắp đổ. Tút tút tút, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hào Nhất Phong nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, sau đó nhanh chóng nắm chặt điện thoại, trong miệng vội vàng nói. Trưởng Ban Dương, tôi là Nhất Phong. Nhất Phong, còn đang ở trong phòng làm việc sao? Một giọng nói không nghe rõ vui buồn hờn giận chợt vang lên, nhưng âm thanh này lại làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy khó chịu. Trưởng Ban Dương, lần này tôi đã làm sai ở sự kiện Lục Ngọc Hùng, tôi xin kiểm điểm với ngài và tổ chức. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát, sau đó lão trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Dương Độ Lục không nói gì, chỉ nghe Hào Nhất Phong kiểm điểm mà không nói một lời. Đợi đến khi Hào Nhất Phong nói hết lời, lão trầm ngâm giây lát rồi mới thản nhiên nói. Nhất Phong, cậu biết mình sai ở chỗ nào không? Trưởng Ban Dương, tôi không nên có thành kiến với đồng chí Vương Tử Quân, rõ ràng là không tiếp nhận ý kiến của đồng chí của mình. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát rồi lớn tiếng nói. Chương 843, tôi nguyện làm con giun trong bụng ngài. Dương Độ Lục chỉ cười cười không tiếng động, cũng không mở miệng. Hào Nhất Phong là người hiểu rõ tâm tư của Dương Độ Lục, lão biết rõ lãnh đạo không mở miệng chính là đang tỏ thái độ, rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời của mình. Lão trầm ngâm giây lát,
sau đó lại lên tiếng. Tôi sai ở chỗ không biết rõ về người. Dương Độ Lục ở bên kia vẫn không mở miệng, rõ ràng là vẫn không thỏa mãn với những lời nói của Hào Nhất Phong. Trưởng Ban Dương muốn gì? Không phải là lãnh đạo còn thấy nhận thức của mình về sự kiện này còn chưa đủ sâu sắc. Hào Nhất Phong biết cơ hội đang dần trôi qua, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, lão cố hết sức để mình hiểu rõ tâm tư của Dương Độ Lục. Lúc này lão thật sự rất muốn trở thành con dung trong bụng lãnh đạo. Đáng tiếc là ước muốn biến từ con người sang sinh vật khác đã không thành công, tâm tư của Dương Độ Lục là thế nào thì Hào Nhất Phong căn bản là không thể biết được. Cậu không sai ở phương diện bày ra vị trí của mình, Vương Tử Quân phát triển mạnh mẽ ở thành phố La Nam, còn cậu lại có ý muốn ép cậu ấy phải hạ xuống, ngay cả chút trí tuệ đó cũng không có, như vậy thì còn gì để nói nữa, người ta cũng không muốn cậu là cái gai cản chân mình tiến lên. Một câu nói cuối cùng của Dương Độ Lục không phải là quá lớn, thế nhưng từng chữ lại đập vào trong lòng Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong chăm chú nghe câu nói của trưởng Ban Dương, trong đầu nhanh chóng lóe lên nhiều ý nghĩ. Trưởng Ban Dương nói không sai, nếu như không phải từ lúc đầu mình đã có ý nghĩ kích thích Vương Tử Quân, cũng sẽ không cố gắng để bạt một người không quá hiểu rõ như Lục Ngọc Hùng, nếu không có tồn tại tâm tư như vậy, chính lão sẽ không dẫn đến phiền toái hiện tại. Trưởng Ban Dương, tôi biết rõ mình sai, ngài xem tôi nên làm gì bây giờ? Hào Nhất Phong thành khẩn nhận sai lầm với Dương Độ Lục, sau đó lão khẽ mở miệng thỉnh giáo lãnh đạo. Dương Độ Lục tuy là người có ý chí rộng lớn, thế nhưng cũng không phải không có tâm tình ở phương diện này, lão càng có chút thất vọng vì biểu hiện của Hào Nhất Phong. Nhưng Hào Nhất Phong dù sao cũng là cán bộ mình một tay đề bạt ở tỉnh Sơn Nam, nếu vì một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bị người ta nắm bắt, rõ ràng là một đả kích không nhỏ với lão. Sự kiện ở thành phố La Nam phát sinh những ảnh hưởng không tốt, lãnh đạo chủ yếu cũng đã tự mình cho ra chỉ thị, yêu cầu phải điều tra đến cùng, cho tổ chức một câu trả lời rõ ràng. Hào Nhất Phong nghe lời nói của Dương Độ Lục mà trong lòng khẽ run rẩy, lão biết rõ lúc này Dương Độ Lục tuyệt đối không có tâm tư hù dọa mình. Nếu trưởng Ban Dương nói lãnh đạo đã cho ra chỉ thị, như vậy sự việc căn bản không làm không được, hơn nữa nhìn góc độ phát sinh thì kết quả không phải nhỏ. Hào Nhất Phong không quan tâm đến câu nói điều tra đến cùng, lão chỉ quan tâm bảo vệ vị trí của mình. Dù sao chỉ cần lão bảo trụ được vị trí hiện tại, như vậy mọi việc sẽ tốt, nếu không có vị trí hiện tại thì đừng nói gì nữa cho mỏi miệng. Ngày mai tổ điều tra sẽ đến tỉnh Sơn Nam, cậu cần phải phối hợp thật tốt với tổ điều tra. Đồng thời cởi chuông phải tìm người buộc chuông, chỉ cần cậu ta không nói gì thêm ở sự kiện này, như vậy sẽ không có gì xảy ra. Dương Độ Lục nói đến điều này thì nặng nề nhấn mạnh. Hào Nhất Phong tất nhiên hiểu rõ cậu ta trong lời nói của lãnh đạo là ai, đồng thời ý nghĩ trong đầu càng thêm tươi sáng. Trong phòng ba trước đó, Vương Tử Quân đã đi tìm và báo cáo với các vị lãnh đạo thường ủy tỉnh ủy rằng Lục Ngọc Hùng không phù hợp làm chủ tịch thành phố La Nam, loại báo cáo như vậy làm cho hắn tiến lên vị trí cường thế. Những vị thường ủy tỉnh ủy kia rõ ràng có người nghe mà có người không nghe. Dưới tình huống này đám thường ủy tỉnh ủy căn bản không dám mở miệng nói ra sự thật. Chỉ có duy nhất một người có thể làm trò ở sự kiện này, chính là Vương Tử Quân. Chỉ cần Vương Tử Quân không mở miệng, tất cả sẽ vô cùng thuận lợi. Nhưng muốn để cho Vương Tử Quân không mở miệng ở sự kiện này cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Vương Tử Quân đã đào một chiếc hố lớn như vậy, đối phương sẽ không đẩy Hào Nhất Phong xuống sao? Trong đầu chợt lóe lên những ý nghĩ như vậy, đầu óc Hào Nhất Phong liên tục vận chuyển. Hắn khẽ nói. Trưởng Ban Dương, tôi hiểu rồi. À, biết người biết mặt chứ không biết lòng, cậu sau này cũng đừng dùng sai cán bộ như vậy nữa. Dương Độ Lục cảm khái một câu, sau đó khẽ cúp điện thoại. Nhưng câu nói cuối cùng của Dương Độ Lục lại làm cho Hào Nhất Phong thả lỏng hơn rất nhiều. Ai mà chưa từng phạm sai lầm, Dương Độ Lục nói ra những lời như vậy có ý nghĩa rất sâu, ít nhất thì thái độ tuyến trên cũng không hề quá nghiêm khắc như lão tưởng tượng. Tuy tảng đá trong lòng đã hạ xuống, thế nhưng lại có một vấn đề xuất hiện trong lòng Hào Nhất Phong, đó là phải làm sao để đạt thành sự thừa nhận của Vương Tử Quân ở phương diện này. Hắn biết rõ Vương Tử Quân sẽ tuyệt đối không để cho mình đơn giản vượt qua kiểm tra, mình không chảy chút máu thì căn bản là không được. Hào Nhất Phong trầm ngâm giây lát, sau đó lão gọi điện thoại cho thư ký trưởng Quan Vĩnh Hạ. Vừa nối thông điện thoại thì Hào Nhất Phong đã trầm giọng nói với Quan Vĩnh Hạ. Thư ký trưởng Quan, anh gọi điện thoại cho Bí Thư Vương, để xem cậu ấy có rảnh không, tôi muốn hẹn cậu ấy dùng cơm. Quan Vĩnh Hạ ở bên kia đừng lại khoảng chục giây, sau đó hắn mới dùng giọng nghi hoặc hỏi. Bí Thư Nhất Phong, ngài nói đến Bí Thư Vương nào?
Hào Nhất Phong nghe được lời nhắc nhở của Quan Vĩnh Hạ, thế là chợt hiểu mình thất thố. Nhưng lão cũng không thể nói là mình thất thố, lão chỉ có thể cười nói. Là bí thư Vương Tử Quân, có lẽ cậu ấy vẫn chưa rời khỏi thành phố Sơn Viên. Quan Vĩnh Hạ cũng không hỏi lại, thật ra hôm nay lòng hắn cũng không được tỉnh táo. Tuy sự kiện lần này căn bản không liên quan đến hắn, thế nhưng trong lòng lại không thể nào buông được. Quan Vĩnh Hạ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn có thể công tác và phát triển là nhờ vào sự tín nhiệm của bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong. Nếu như Hào Nhất Phong bị người ta đạp đổ, chỉ sợ người xấu số sau đó chính là thư ký trưởng quan. Quan Vĩnh Hạ đối mặt với tình huống này mà không khỏi thay mặt Hào Nhất Phong suy nghĩ đối sách, nhưng hắn chợt cảm thấy tất cả đối sách của mình căn bản không thể nào áp dụng. Lúc này Hào Nhất Phong lại quyết định mời Vương Tử Quân dùng cơm, điều này chợt làm cho Quan Vĩnh Hạ thấy được ánh sáng nơi cuối con đường. Quan Vĩnh Hạ đồng ý một tiếng rồi chuẩn bị gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, nhưng hắn bấm số, sau đó chợt dừng tay lại. Hắn là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn phải có khí độ của một vị thường ủy tỉnh ủy, nếu như nóng lòng gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, như vậy chứng tỏ mình là một thư ký trưởng nôn nóng vội vàng, bất tài vô lực. Chương 844, một thế cục mở, thức ăn dọn lên. Quan Vĩnh Hạ hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới chậm rãi bấm số điện thoại của Vương Tử Quân. Những tiếng tút tút vang lên, bên kia nhanh chóng nghe máy. Chào thư ký trưởng, tôi là Vương Tử Quân. Lúc này ngài gọi điện thoại không biết có căn dặn gì không? Vương Tử Quân nở nụ cười tươi vui rồi nói. Quan Vĩnh Hạ cười cười nói. Bí thư Tử Quân, khi làm việc gọi điện thoại chính là chuyện công tác, nhưng bây giờ là thời gian tư nhân, cậu cũng không thể nói những lời như vậy được, chỉ thị cái gì chứ? Nói vậy không phải đang đẩy quan hệ giữa hai bên đi xa sao? Lãnh đạo xưng anh em với mình, đối với người thường thì đó sẽ là một chuyện cầu còn chưa được. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân nghe tiếng cười của Quan Vĩnh Hạ mà sinh ra cảm giác sởn tóc gáy. Quan Vĩnh Hạ này chính là người đại biểu cho Hào Nhất Phong, đối phương gọi điện thoại cho mình và khách khí như vậy, rốt cuộc đang có ý nghĩ gì? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Vương Tử Quân vẫn dùng giọng bình tĩnh nói. Thư ký trưởng quan, tôi sai rồi, sau này nhất định sẽ sửa lại, nếu như ngài phát hiện tôi sai lầm, xin ngài cứ xử phạt. Tôi nào dám phạt anh? Anh chính là mông hổ, sờ vào sống được sao? Quan Vĩnh Hạ thầm oán một câu, ngoài miệng lại cười ha hả nói. Tử Quân, cậu cũng đừng nói lời xa lạ như vậy, chúng ta là người một nhà, cái gì mà xử phạt hay không? Tất nhiên phạt rượu thì tôi sẽ không từ chối. Đúng rồi, cậu đang ở đâu vậy? Bí thư Nhất Phong còn chưa dùng cơm, muốn cùng cậu dùng cơm nhân cơ hội nói về sự việc ở thành phố La Nam. Ôi, thật sự là không khéo, thư ký trưởng quan. Trong nhà tôi còn nhiều chuyện, tôi vừa quay lại thành phố La Nam, điều này. Vương Tử Quân dùng giọng tràn đầy xin lỗi nói, giống như đang cảm thấy lo sợ bất an vì mất đi cơ hội lần này. Quan Vĩnh Hạ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy, chỉ có thể cười nói. Trước tiên cứ tính như vậy, tôi sẽ báo cáo cho bí thư Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ cúp điện thoại mà trong đầu lóe lên một ý nghĩ, hắn khẽ bấm số điện thoại của phó thư ký trưởng Đặng Viên Điền. Thư ký trưởng Đặng. Bí thư Vương của thành phố La Nam rời khỏi thành phố Sơn Viên từ khi nào? Đặng Viên Điền là một trong những vị phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn không có năng lực nhưng lại có một bản lĩnh không kém ai, chính là mắt nhì chung quanh, tai nghe tám hướng. Đặc biệt là hắn cực kỳ linh thông tin tức, rất nhiều tin tức nhỏ nhặt được hắn thu lượm rất tốt, sau đó đưa đến bên tai Quan Vĩnh Hạ. Chỉ cần dựa vào năng lực này cũng đủ để Đặng Viên Điền lấy được niềm vui của Quan Vĩnh Hạ. Đặng Viên Điền ở bên kia rất náo nhiệt. Bây giờ nghe Quan Vĩnh Hạ hỏi thì dùng giọng say khướt nói. Bí thư Vương nào có đi, vừa rồi tôi còn thấy anh ta đang dùng cơm với bí thư Lưu. Nếu so với Vương Tử Quân thì Quan Vĩnh Hạ tin tưởng Đặng Viên Điền hơn, hắn tin tưởng khu thường chú Đặng vì người này không dám gạt mình. Lúc này hắn chỉ cần hỏi hai câu, lời nói dối của Vương Tử Quân đã bị vạch trần. Một vị bí thư thị ủy lại mở miệng lừa gạt mình, Quan Vĩnh Hạ chợt nổi giận, hắn nhấc điện thoại lên rồi lại thả xuống. Hắn chợt cảm thấy mình không nên tự quyết định sự việc này. Phòng làm việc của Hào Nhất Phong đèn đuốc sáng trưng, thư ký trực ban thấy Quan Vĩnh Hạ đi đến thì vội vàng đứng lên. Quan Vĩnh Hạ khoát tay với thư ký, sau đó đi vào phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Đã hẹn sẵn địa điểm chưa? Khi thấy Quan Vĩnh Hạ đi vào thì Hào Nhất Phong trầm giọng nói. Vương Tử Quân nói bây giờ đã về thành phố La Nam. Quan Vĩnh Hạ trầm ngâm giây lát. Sau đó hắn quyết định che giấu tin tức lấy được từ Đặng Viên Điền.
Dù sao thì tâm tình của bí thư Hào Nhất Phong bây giờ thật sự không tốt, chính mình cũng không nên làm cho bí thư mất hứng. Nhưng Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, trí tuệ của lão cũng không đơn giản, lão nghe thấy vậy thì chỉ nở nụ cười chế giễu mà thôi. Quan Vĩnh Hạ đi theo Hào Nhất Phong nhiều năm, trong lòng biết rõ lãnh đạo của mình đang nghĩ điều gì. Nhưng hắn biết thì thế nào, lúc này hắn dù có an ủi thế nào thì cũng chỉ là thừa. Sắp xếp chương trình ngày mai cho tôi nghe nói công ty Bất Lão Khang sắp cho ra thị trường sản phẩm rượu Huyền Lộ Dịch, chúng ta đến thăm nom, thuận tiện nghiên cứu công tác ở La Nam một chút. Hào Nhất Phong lại ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt vẫn thản nhiên. Huyền Lộ Dịch của thành phố La Nam là thứ gì, Quan Vĩnh Hạ cũng không hiểu rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn thấy Hào Nhất Phong muốn đến thành phố La Nam, trong mắt mọi người thì rõ ràng là đang cúi đầu với Vương Tử Quân, mà hành vi cúi đầu này khó khăn như thế nào đối với một vị bí thư tỉnh ủy như Hào Nhất Phong. Quan Vĩnh Hạ nhìn Hào Nhất Phong, tuyến lệ của hắn nhiều năm qua bị chèn ép không xuất hiện, bây giờ chợt giống như có xúc động mạnh. Hắn cố gắng áp chế cảm xúc của mình, sau đó trầm giọng nói. Tôi sẽ thông báo cho thành phố La Nam, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Hào Nhất Phong không nói gì nhưng trong lòng cũng không chút dễ chịu. Nhưng làm sai thì luôn phải trả giá thật nhiều, dù người làm ra sai lầm có là ai thì cũng luôn là như vậy. Vương Tử Quân và Lưu Truyền Thụy gặp nhau ở một nơi gọi là La Nam Lâu, khi nghe tên thì Vương Tử Quân cảm thấy cái này cũng không liên quan đến thành phố La Nam. Tuy cái tên La Nam Lâu rất vang dội nhưng nếu so sánh với các nhà hàng ở thành phố Sơn Viên, chỉ đạt đến cấp 2 mà thôi. Khi Vương Tử Quân chạy đến La Nam Lâu, Lưu Truyền Thụy đã chờ sẵn trên lầu. Trong một gian phòng lắp đặt thiết bị rất tao nhã, chỉ có Lưu Truyền Thụy ngồi bên trong, nhìn có chút kỳ quái và lạnh lùng. Tử Quân, ngồi bên này đi. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Lưu Truyền Thụy đứng lên khỏi ghế rồi nở nụ cười nhàn nhạt nói. Tuy Lưu Truyền Thụy sắp rời khỏi tỉnh Sơn Nam, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không thể nào thiếu đi lễ nghi với phó bí thư tỉnh ủy cho được. Đặc biệt là càng vào lúc này thì hắn càng phải biểu hiện cực kỳ đúng chỗ nghi lễ dành cho lãnh đạo. Bí thư Lưu, trên đường có chút kẹt xe, tôi đến có hơi chậm. Vương Tử Quân chậm rãi vươn tay bắt chặt tay bí thư Lưu Truyền Thụy, sau đó dùng giọng kiểm điểm nói. Lưu Truyền Thụy tất nhiên biết trên đường không kẹt xe, thế nhưng có một số việc phải nhìn vào thái độ của người ta xem thế nào. Vì vậy sau khi nghe lời giải thích của Vương Tử Quân thì lão cười cười nói. Không phải cậu đến chậm. Mà là tôi đến sớm. Nơi này là cứ điểm cũ của tôi, thật sự không thể nào từ bỏ được. Vừa vặn cùng cậu dùng cơm ở đây, tôi cũng nhân cơ hội gặp lại một người bạn cũ. Hai người ngồi xuống, nhân viên phục vụ nhanh chóng dâng thức ăn lên. Nữ nhân viên phục vụ đi ở vị trí cuối cùng dâng lên một chai rượu, có vẻ bảo tồn được khá lâu năm nhưng đóng gói cực kỳ đơn sơ, chai rượu được đặt lên bàn. Chương 844-2 thế cục mở, thức ăn dọn lên. Tử Quân, hôm nay chúng ta cũng không uống nhiều, uống đúng mức là được, hai người chúng ta giải quyết một chai này là được. Lưu Truyền Thụy vươn tay cầm lấy chai rượu, sau đó cười nói. Tuy chai rượu này nhìn khá lớn nhưng cũng không có nhiều, đây là rượu năm xưa hợp tác xã tự nấu, tuy hương vị kém rượu tốt vào lúc hiện tại, thế nhưng tôi có thể đảm bảo nó được sản xuất cực kỳ tinh khiết. Vương Tử Quân nhìn chai rượu, gương mặt tràn đầy nụ cười. Có thể được uống rượu nấu năm xưa. Xem ra hôm nay tôi thật sự có lộc rồi. Cậu nói không sai, năm xưa tôi từ thành phố La Nam đến thành phố Sơn Viên, không mang theo thứ gì khác, chỉ là hai thùng rượu gạo. Những năm qua liên tục lấy ra uống, bây giờ chỉ còn lại hai chai cuối cùng. Lưu Truyền Thụy vừa mở nắp chai rượu vừa cảm khái nói. Vương Tử Quân cũng thầm suy đoán tâm ý của Lưu Truyền Thụy khi mời mình dùng cơm, nhưng lúc này Lưu Truyền Thụy luôn nói vòng vo, tất nhiên hắn cũng không là người mở miệng làm sáng tỏ sự việc trước tiên. Lưu Truyền Thụy là một cố nhân của thành phố La Nam, Vương Tử Quân biết rõ điều này. Hắn là người thành phố La Nam, hắn đã hiểu rõ những món ăn La Nam, bốn món được dâng lên bàn tuy không có chút đặc biệt, thế nhưng đều là món ăn điển hình của thành phố La Nam. Tử Quân, chúng ta cùng uống một ly. Lưu Truyền Thụy nâng ly rượu lên nói với Vương Tử Quân. Bí thư Lưu, tôi mời ngài. Vương Tử Quân thấy Lưu Truyền Thụy nâng ly lên thì cũng vội vàng nâng ly nói. Hai người uống cạn ly rượu, Lưu Truyền Thụy vừa gắp thức ăn cho Vương Tử Quân vừa cười nói. Tôi năm công tác ở tuyến xã trong thành phố La Nam, cũng không thích gì khác, thế nhưng lại có yêu thích đặc biệt với món ăn thành phố La Nam. Nếu so với những món ngon nổi tiếng trong nước, tuy các món La Nam nhìn qua có vẻ thô ráp nhưng hương vị thì đặc biệt, thậm chí là món ngon nơi nào cũng khó sánh bằng.
Vương Tử Quân cũng chỉ là người thường trong phương diện ẩm thực, cũng may hắn là bí thư thị ủy La Nam, thế cho nên đã ăn đủ mọi bữa tiệc ở thành phố La Nam, trên cơ bản mỗi ngày đều ăn món La Nam. Lúc này hắn trao đổi với bí thư Lưu Truyền Thụy về món ăn La Nam, cũng không tỏ ra khó xử. Hai người ăn thức ăn La Nam, nói về phong thổ La Nam, cũng xem như vui vẻ thuận hòa. Tử Quân, những ngày nay tôi không biết có chuyện gì mà luôn nhớ đến những sự việc đã xảy ra với mình năm xưa, khi đó tuy công tác ở dưới xã cực kỳ khổ cực, thế nhưng toàn thân lại cực kỳ nhiệt tình vui vẻ. Cậu biết không, năm xưa tôi nổi danh là lao động giỏi trong đội sản xuất của mình, là người có thể ăn có thể ngủ có thể làm việc, nếu so ra thì tôi bây giờ thua kém quá xa. Lưu Truyền Thụy nhớ đến những ngày tháng năm xưa, lão chợt dùng giọng cảm khái nói. Bí thư Lưu, bây giờ sự nghiệp của ngài mới bắt đầu, tôi cảm thấy ít nhất ngài còn có thể cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước được hơn 20 năm nữa, cớ gì ngài lại nói như vậy? Lưu Truyền Thụy năm nay đã 50, nếu cống hiến thêm 20 năm, như vậy sẽ là tiến lên cương vị cực kỳ quan trọng. Tuy quan trường chìm nổi khó lường, không ai biết sau này mình sẽ ra sao, thật sự khó nói chính xác được. Nhưng dù sao thì người ta cũng thích nghe những lời cực kỳ hữu ích. Lưu Truyền Thụy nâng ly lên cùng với Vương Tử Quân, sau đó cười híp mắt nói. Tôi cũng không muốn những 20 năm, nhưng 10 năm thì không là vấn đề. Các vị lãnh đạo Trung ương từng nói, sự nghiệp này là của chúng ta, cũng là của mọi người, là của toàn dân. Lưu Truyền Thụy lên giọng ở câu nói sau cùng, thế nhưng cũng không quá mức lớn tiếng. Vương Tử Quân cũng không mở miệng nối tiếp câu nói của bí thư Lưu Truyền Thụy. Hắn chỉ mỉm cười kính rượu bí thư mà thôi. Một chai rượu, hai người Vương Tử Quân và Lưu Truyền Thụy liên tục nâng ly, một lát sau đã mất hơn phân nửa. Lúc này gương mặt Lưu Truyền Thụy đã có chút đỏ hồng, sau khi gắp một miếng thức ăn thì lão chợt nói. Đều nói quần áo luôn mới, người luôn cũ, năm tháng như một con dao sắc, tôi có nhiều cố nhân ở thành phố La Nam, bây giờ cũng không còn nhớ được bao nhiêu người. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt Lưu Truyền Thụy nhìn về phía mình. Chỉ sau nháy mắt đã phỏng đoán được tâm tư của Lưu Truyền Thụy. Tuy hắn đã có suy đoán ở phương diện này, nhưng lúc này Lưu Truyền Thụy nói ra, hắn chợt cảm thấy cực kỳ nghiêm túc. Lần này tuy Lưu Truyền Thụy mở miệng nói năng mờ mịt, thế nhưng rõ ràng là bí thư Lưu đang thỉnh cầu ý kiến của Vương Tử Quân, cũng biểu hiện rõ ràng trong lời thỉnh cầu như vậy. Cái gọi là có vài cố nhân ở thành phố La Nam đã không còn nhớ rõ, chính là Lưu Truyền Thụy nói cho hắn nghe. Vương Tử Quân biết rõ người có quan hệ với Lưu Truyền Thụy ở thành phố La Nam là ai, mà vào thời điểm này Lưu Truyền Thụy mở miệng đặt sự việc lên vế trái, rõ ràng là thuận nước đẩy thuyền. Vương Tử Quân chỉ cần suy xét giây lát là cho ra đáp án. Tuy Vương Tử Quân và Lưu Truyền Thụy trước đó từng có chút ma sát và phát sinh tình huống quan hệ xấu, nhưng tóm lại Lưu Truyền Thụy vẫn giúp Vương Tử Quân khá nhiều ở tỉnh Sơn Nam. Hơn nữa cách làm người của Lưu Truyền Thụy thật sự khá hơn nhiều kẻ khác rất nhiều. Vì vậy Vương Tử Quân cũng không do dự khi trả lời câu hỏi của Lưu Truyền Thụy, hắn dứt khoát tỏ thái độ. Lão lãnh đạo, đừng nói là ngài có cảm khái như vậy, ngay cả tôi cũng không còn nhớ rõ vài vị cố nhân của mình. Lưu Truyền Thụy nở nụ cười, nói chuyện với người thông minh thì căn bản không cần phải nói đặc biệt rõ ràng, anh chỉ cần cho ra ám hiệu thì đối phương sẽ hiểu. Lưu Truyền Thụy cảm thấy Vương Tử Quân rõ ràng là người thông minh, bây giờ lão sắp rời khỏi vòng quan hệ ở tỉnh Sơn Nam. Điều này là ai cũng thấy rất rõ. Sóng gió lần này trong tỉnh Sơn Nam sẽ liên quan đến bao nhiêu người? Lúc này người trong tỉnh Sơn Nam dù có suy đoán tính toán thế nào cũng không thể vượt mặt Vương Tử Quân. Khi Hào Nhất Phong muốn đề bạt Lục Ngọc Hùng, Lưu Truyền Thụy đã cảm thấy hành vi phản ứng của Vương Tử Quân thật sự có chút khác thường, bây giờ nghĩ lại thì thấy tên đàn ông trẻ tuổi kia đa mưu túc trí. Vương Tử Quân ném ra một mồi câu giả như ẩn như hiện, thế nhưng con cá lớn là Hào Nhất Phong lại mắc câu. Tuy sự kiện này không thể làm cho Hào Nhất Phong gãy cánh rơi rụng, thế nhưng Hào Nhất Phong muốn đơn giản thoát thân cũng không dễ dàng gì. Lưu Truyền Thụy nghĩ đến Hào Nhất Phong thì không khỏi nghĩ đến mình, chính mình không phải là một người bị treo trong số đó sao? Nếu như không phải sự kiện anh em Trịnh gia có thể gây ảnh hưởng bất lợi cho mình, lão có cần phải chú ý mời vị bí thư thị ủy trẻ tuổi này đi dùng cơm không? Cũng may Vương Tử Quân là người hiểu biết, biết tiến thối. Lão chỉ nói ra vài lời ẩn giấu. Thế là Vương Tử Quân hiểu rõ ngay. Người này có mưu kế, có thủ đoạn, nếu như có một chỗ dựa tốt, hầu như sau này là tương lai vô hạn. Lưu Truyền Thụy có chút hối hận, lão biết mình đã ném đi một cơ hội tốt, nếu như năm xưa mình không làm quá, có phải bây giờ quan hệ giữa hai người càng thêm khăng khít rồi không? Tử Quân, chúng ta cạn ly,
vì những vị cố nhân đã biến mất trong ký ức. Vương Tử Quân cùng ly với Lưu Truyền Thụy, tuy hai bên cùng ly vì những cố nhân đã biến mất trong ký ức, nhưng thực tế lại là Lưu Truyền Thụy muốn nói, chính mình nợ Vương Tử Quân một nhân tình. Chương 845, một tan đàn xẻ nghé, tượng đổ do nhiều người cùng đẩy. Vì Vương Tử Quân ăn cơm với Lưu Truyền Thụy nên tắt chuông điện thoại, nhưng dù là như vậy thì chốc chốc điện thoại của hắn vẫn rung lên. Ngoài cuộc gọi của Quan Vĩnh Hạ là hắn nghe máy, nhưng cuộc gọi khác phần lớn là bỏ qua. Sau khi hoàn thành mục đích thì bữa tiệc hôm nay xem như chủ khách đều vui vẻ, Lưu Truyền Thụy tuy phải đi, nhưng dù sao lão cũng là phó bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, vẫn còn nhiều chuyện cần lão quan tâm. Vương Tử Quân lưu luyến chia tay Lưu Truyền Thụy, sau đó hắn leo lên xe của mình. Xe vừa khởi động thì Khương Long Cương đã vội vàng báo cáo. Bí thư Vương, vừa rồi thư ký trưởng Kim vừa gọi điện thoại đến, nói là ngày mai bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong sẽ đến tham gia hoạt động lễ ra mắt sản phẩm huyền lộ dịch của công ty Bất Lão Khang, mong ngài nhanh chóng quay về bàn bạc xem nên nghênh đón thế nào. Vương Tử Quân nghe báo cáo của Khương Long Cương, hắn thầm nghĩ, quan lớn đẻ chết người. Chính mình vừa rồi từ chối hẹn gặp mặt Hào Nhất Phong, nhưng bí thư tỉnh ủy đến kiểm tra công tác, chính mình là một bí thư thị ủy căn bản không thể nào không gặp. Dù thật sự không tình nguyện nhưng Vương Tử Quân cũng không khỏi không phân phó Lý Đức Trụ chuyển hướng, xe chạy về thành phố La Nam. Màn đêm buông xuống, thành phố Sơn Viên có hơi u ám, cũng không còn vẻ phồn hoa của một tỉnh thành. Dưới ánh đèn ảm đạm, chỉ có vài chiếc xe bán hàng ven đường là còn giữ lại chút sức sống cho thành phố về đêm. Chợ đêm ở thành phố Sơn Viên căn bản còn không bằng ở thành phố La Nam, tôi và anh Khương muốn tìm vài món đặc sắc của thành phố Sơn Viên. Thế nhưng không ngờ đi tới đi lui cuối cùng cũng phải ăn món cũ, thật sự thất vọng. Lý Đức Trụ vừa lái xe vừa khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói lời nào. Hắn thầm nghĩ tốc độ phát triển kinh tế của thành phố Sơn Viên là rất tốt, thành phố La Nam tuy có tốc độ nhanh nhưng khó thể nào so sánh được với tình trạng thong thả của Sơn Viên. Tuy bí thư thị ủy Sơn Viên là La Nhân Huy đã đưa ra không ít yêu cầu, thế nhưng thành phố Sơn Viên vẫn giống như một ông già có tuổi. Cũng không thu hoạch được bất kỳ hiệu quả gì bất ngờ. Bí thư Vương, tôi có một người anh họ kinh doanh buôn bán nhỏ ở thành phố Sơn Viên, hai ngày trước nói có một việc dễ kiếm ra tiền mời tôi tham gia, nói rằng chỉ cần bỏ tiền vào đầu tư thành lập công ty, mỗi tháng có thể thu về được 3/4 lợi tức. Lý Đức Trụ có vẻ rất vui, mặc dù Khương Long Cương đã nói về vấn đề này, thế nhưng hắn vẫn không thể không mở miệng hỏi. Vương Tử Quân thầm nghĩ về chuyện liên quan đến La Nhân Huy. Vô tình hắn không nghe được rõ ràng, nhưng hắn lại nghe được câu nói 3/4 lợi tức. Cậu nói 3/4 lợi tức. Vương Tử Quân nhìn Lý Đức Trụ rồi trầm giọng hỏi. Đúng vậy, là 3/4 lợi tức. Lý Đức Trụ dùng giọng khẳng định đáp. Vương Tử Quân nghe thấy lợi tức như vậy, hắn nghĩ ngay đến phương pháp góp vốn phi pháp. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Đức Trụ, những chuyện này không nên dây vào, thế nên cậu đừng nên tham gia thì hay hơn. Bí thư Vương. Lúc mới bắt đầu tôi cũng cảm thấy nó không hay, nhưng anh họ của tôi nói công ty là do con trai của bí thư La thành lập, tuyệt đối không thua được. Lý Đức Trụ cũng không quay đầu mà dùng giọng khẳng định nói. Vương Tử Quân khoát tay với Lý Đức Trụ rồi nói. Những chuyện này ai cũng có thể tin nhưng cậu đừng nên tin, tôi nói cho cậu biết, nếu quăng tiền vào, tuyệt đối là không thu được lợi. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua Khương Long Cương rồi nói tiếp. Long Cương. Cậu quay về kết hợp với phòng nghiên cứu chính sách viết một bài viết phương pháp huy động vốn phi pháp. Khương Long Cương nhanh chóng đồng ý, sau đó ghi lời nhắc nhở của Bí Thư Vương vào trong sổ. Vương Tử Quân nhìn Khương Long Cương ghi lời nói của mình vào sổ, hắn bắt đầu suy tư về phương pháp góp vốn ở thành phố Sơn Viên. Khi hắn còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn lướt qua số điện thoại. Sau đó trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Chào Bí Thư Vương, tôi là Lâm Tương Đông của khối chính quyền tỉnh, ngày mai Chủ tịch Thạch sẽ đến nghiên cứu phương pháp phát triển kinh tế của thành phố La Nam, mong thành phố La Nam các anh chuẩn bị sẵn sàng. Người đầu dây bên kia dùng giọng ôn hòa nói, bên trong còn mang theo vài phần nụ cười. Lâm Tương Đông là thư ký của Thạch Kiên Quân, Chủ tịch Thạch thông báo muốn đến thành phố La Nam, bên trong rốt cuộc có ý gì thì Vương Tử Quân căn bản không cần nghĩ cũng biết. Nhưng lúc này hắn có lựa chọn nào khác đây? Hắn chỉ có thể cười nói. Nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Thạch đến thành phố La Nam chỉ đạo công tác. Trưởng phòng Lâm, lãnh đạo rốt cuộc đến thành phố La Nam chúng tôi nghiên cứu về vấn đề gì,
anh xem có nên để lộ ra cho chúng tôi chút thông tin được không? Cũng tốt cho chúng tôi trong công tác chuẩn bị báo cáo. Chủ yếu là phương diện phát triển kinh tế, cụ thể là gì thì lãnh đạo không nói, nhưng Bí thư Vương cũng không cần phải lo lắng, Chủ tịch Thạch lần này chủ yếu xuống nghiên cứu mà thôi. Lâm Tương Đông hiểu rất rõ tâm tư của Chủ tịch Thạch Kiên Quân khi xuống thành phố La Nam vào lúc này, nhưng hắn là một thư ký, hắn biết có những chuyện căn bản không nên nói rõ. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Bí thư và Chủ tịch tỉnh cùng đến thành phố La Nam trong một ngày, xem ra ngày mai cũng không dễ dàng gì với ban ngành thành phố La Nam. Hôm nay Kim Điền Lạc có thể nói là cực kỳ bận rộn, sự kiện Lục Ngọc Hùng bỏ chạy đã làm cho công tác của hắn ứ đọng khó chịu. Hơn nữa đám người thuộc vây canh của Lục Ngọc Hùng càng dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể được gặp thư ký trưởng Kim một lần. Kim Điền Lạc tuy chướng mắt với đám cỏ đầu tường ngã theo chiều gió kia, hắn mệt mỏi ứng phó với bọn họ, mãi đến khi trời tối mới xem như có được chút thời gian yên tĩnh. Kim Điền Lạc ngồi trong phòng làm việc và cảm thấy rất mỏi mệt thế nhưng tâm tình lại khá tốt. Lục Ngọc Hùng bỏ chạy, Kim Điền Lạc cảm thấy đây là chuyện tốt cho thành phố La Nam. Nếu như Lục Ngọc Hùng thật sự làm chủ tịch thành phố La Nam, đấu tranh gay gắt với Bí thư Vương, như vậy sẽ trì hoãn sự phát triển của thành phố La Nam. Lục Ngọc Hùng lần này ra đi, trong thành phố La Nam không còn thế lực nào tranh chấp được với Bí thư Vương. Kim Điền Lạc có thể dựa vào cây đại thụ Vương Tử Quân để có thể tìm ra con đường lớn phát triển rực sáng trong tương lai cho mình. Cốc cốc cốc, Kim Điền Lạc đang suy tư về hướng đi của mình ở giai đoạn tiếp theo, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn tuy không muốn có người quấy rầy mình vào lúc này, thế nhưng vẫn nhẫn nại nói một câu mời vào. Thư ký trưởng Kim, anh đang bận rộn gì sao? Người đàn ông kia đẩy cửa đi vào, sau đó cười hì hì nói với Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc ngẩng đầu lên, người đến chính là chủ nhiệm văn phòng Hội đồng Nhân dân tên là Tần Vũ Hải. Năm xưa Tần Vũ Hải là tâm phúc của Trình Tự Học, vốn là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy, nhưng đi theo Trình Tự Học đến Hội đồng Nhân dân, trở thành chủ nhiệm văn phòng Hội đồng Nhân dân thành phố La Nam. Chương 845 2 tan đàn xẻ nghé, tường đổ do nhiều người cùng đẩy. Dù Tần Vũ Hải có tổn thất ở phương diện thực quyền, thế nhưng cấp bậc hành chính lại tăng tiến. Nếu như không phải là Vương Tử Quân đến thành phố La Nam, hơn nữa lại làm cho gió mây ở đây biến đổi, biết đâu Tần Vũ Hải đã rời khỏi Hội đồng Nhân dân thành phố và xuống tuyến dưới làm lãnh đạo đứng đầu quận huyện rồi. Tuy Kim Điền Lạc thật sự không thích Tần Vũ Hải, thế nhưng hắn vẫn cười nói. Vũ Hải đến đấy à, mời anh ngồi. Tần Vũ Hải chú ý ngồi xuống đối diện với Kim Điền Lạc, sau đó hắn nói. Đến lúc này mà thư ký trưởng Kim vẫn còn chưa nghỉ ngơi, tôi thấy trong văn phòng thị ủy này thì ngài là người khổ cực nhất. Kim Điền Lạc thật sự nghe được rất nhiều lời nịnh nọt như thế này, hắn biết rõ Tần Vũ Hải đến đây cũng không phải chỉ là nói những lời nịnh nọt mà thôi. Hắn khẽ gật đầu nhìn Tần Vũ Hải, sau đó dùng giọng tùy ý nói. Chủ nhiệm Tần, anh đến tìm tôi có việc gì sao? Thư ký trưởng Kim, điều này, là thế này, Chủ tịch Trình bây giờ cứ mãi giam mình trong nhà, khối Hội đồng Nhân dân như rắn mất đầu, rất nhiều sự việc chồng chất lên nhau. Tần Vũ Hải vừa nói vừa dùng ánh mắt bức thiết nhìn Kim Điền Lạc. Người này có ý gì? Trong đầu Kim Điền Lạc chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, thế nhưng biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh. Dù sao quyền chủ động bây giờ cũng nằm trong tay hắn. Không phải hắn thích vân về Tần Vũ Hải thế nào cũng được sao? Các vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân đã thương lượng với nhau, đều cảm thấy các thành phố khác là bí thư thị ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, anh xem có nên đề nghị với Bí thư Vương, để cho Bí thư Vương tiếp nhận sự việc ở Hội đồng Nhân dân thành phố được không? Tần Vũ Hải xoa xoa tay, hai mắt lóe lên cái nhìn cấp bách. Tuy Tần Vũ Hải nói có vài vị phó chủ tịch đã thương lượng với nhau, nhưng Kim Điền Lạc thật sự không tin. Hắn biết rõ đây là Tần Vũ Hải vì muốn dựa vào Vương Tử Quân mà dâng lên vị trí của Chủ tịch Trình Tự Học. Kim Điền Lạc nghĩ đến tình huống năm xưa Tần Vũ Hải theo sát Trình Tự Học, bây giờ lại có hành vi như vậy, thế là trái tim không khỏi băng giá. Nhưng sự việc này hắn căn bản không thể làm chủ được, vì ảnh hưởng của nó là khá lớn. Chủ nhiệm Tần, chuyện này chúng tôi sẽ báo cáo sau khi Bí thư Vương quay về. Kim Điền Lạc nói giống như không quan tâm. Nhưng chuyện này không thể thông qua sớm được. Vừa rồi văn phòng tỉnh ủy có gọi điện thoại thông báo, Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong sẽ đến tham gia hoạt động giới thiệu sản phẩm huyền lộ dịch của công ty Bất Lão Khang, thế nên hai ngày tới thành phố La Nam rất bận rộn. Bí thư Nhất Phong đến thành phố chúng ta sao? Thật sự là chuyện lớn cho cả La Nam. Tần Vũ Hải có chút trầm ngâm, sau đó nói tiếp. Thư ký trưởng Kim,
nếu thị ủy có gì bận rộn, anh có thể sai khiến tôi. Tuy chuyện lớn tôi làm không xong, thế nhưng những chuyện lặt vặt thì hoàn toàn có thể. Kim Điền Lạc thầm cười lạnh, lúc này Trình Tự Học đang làm tang vợ, trong nhà rối loạn, anh lại trở thành kẻ thanh nhàn. Nhưng hắn càng cảm thấy khinh thường Tần Vũ Hải thì càng không bộc lộ ra bên ngoài. Tần Vũ Hải tuy rất muốn nói thêm vài ba câu với Kim Điền Lạc, thế nhưng Kim Điền Lạc giống như không có tâm tư trò chuyện với hắn. Sau khi nói thêm vài ba câu thì hắn ngượng ngùng rời khỏi phòng làm việc của thư ký trưởng Kim. Kim Điền Lạc nhìn Tần Vũ Hải bỏ đi mà không khỏi nghĩ đến Trình Tự Học. Năm xưa Trình Tự Học uy phong thế nào ở thành phố La Nam, bây giờ lại là tường đổ mọi người cùng đẩy. Thậm chí ngay cả người thân cận nhất là Tần Vũ Hải cũng vì tương lai của chính mình mà đâm đao sau lưng lãnh đạo. Kim Điền Lạc dù cảm thán nhưng chuyện quan trọng nhất đối với hắn lúc này chính là chuẩn bị tất cả công tác cho tình huống bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong đến tham gia sự kiện giới thiệu huyền lộ dịch của công ty Bất Lão Khang. Dù Kim Điền Lạc có vài suy đoán ở sự kiện bí thư Nhất Phong đến thành phố La Nam, thế nhưng bí thư Vương căn bản chưa cho ra bất kỳ chỉ thị gì, vì vậy hắn căn bản không dám tỏ ra lơ là trước sự kiện này. Dù sao người đến cũng là bí thư tỉnh ủy. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Kim Điền Lạc dừng bút trong tay, hắn nhìn thoáng qua số máy gọi đến, sau đó khẽ nghe máy. Chào thư ký trưởng, tôi là Sở Vân Sướng, ngài có bận rộn gì không? Tôi có chuyện cần báo cáo với anh. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Phó Thư ký trưởng Sở Vân Sướng của Văn phòng Khối Chính quyền thành phố. Sau khi Lý Quý Niên rời đi thì Khối Chính quyền thành phố La Nam cũng có nhiều thay đổi. Thư ký trưởng Văn phòng Khối Chính quyền cùng đi theo đến Sở Tài nguyên Môi trường để phục vụ Lý Quý Niên. Bây giờ trong số các Phó Thư ký trưởng của Văn phòng Khối Chính quyền thành phố, Sở Vân Sướng là một người có quyền lực nhất. Kim Điền Lạc cũng không có giao tình gì tốt đẹp với Sở Vân Sướng. Hai người chỉ là có chút quen biết mà thôi. Lúc này Sở Vân Sướng gọi điện thoại đến, có lẽ không phải vì vị trí thư ký trưởng Văn phòng Khối Chính quyền thành phố. Rất nhiều người nhìn vào vị trí này, trước đó lại có nhiều người có quan hệ tốt với Lục Ngọc Hùng, dù sao thì thư ký trưởng cũng phải theo chân chủ tịch thành phố. Nếu Lục Ngọc Hùng là chủ tịch thành phố La Nam, như vậy sẽ thích dùng người nhà hơn. Nhưng Lục Ngọc Hùng lại bỏ chạy, điều này làm cho vô số người cảm thấy thất lạc, nhưng lại làm cho nhiều người cảm thấy có hy vọng. Kim Điền Lạc không muốn nhúng tay vào sự kiện này, vì căn bản cũng không thể nào quyết định được, chỉ có chủ tịch thành phố mới quyết định được mà thôi. Anh đến đây đi, tôi đang ở trong phòng. Quan Vĩnh Hạ có chút trầm ngâm, sau đó khẽ nói về phía bên kia. Vài phút sau tiếng gõ cửa vang lên, Sở Vân Sướng đi vào trong phòng. Sở Vân Sướng là người cao lớn, mặt mũi tuy bình thường nhưng lại là một trong những người phong độ nhẹ nhàng có tiếng trong khối chính quyền thành phố La Nam. Chào thư ký trưởng. Sở Vân Sướng cũng không lập tức ngồi xuống mà đi đến đứng trước mặt Kim Điền Lạc, sau đó mở miệng chào hỏi rất quy củ. Tuy Sở Vân Sướng là Kim Điền Lạc cùng là thư ký trưởng, thế nhưng hai người lại có sự khác biệt lớn. Sở Vân Sướng là thư ký trưởng với cấp bậc chính cục, nhưng căn bản không phải cùng một bậc với thư ký trưởng Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc cười cười với Sở Vân Sướng. Anh Sở, đến nơi này thì anh cũng đừng đứng, mời anh ngồi. Kim Điền Lạc vừa nói vừa chỉ xuống chiếc ghế đối diện với mình. Sở Vân Sướng ngồi nửa mông trên ghế, hắn chú ý nói. Thư ký trưởng, có một công tác cần báo cáo với anh. Anh Sở, anh có lầm không, công tác của anh thì có thể báo cáo với Chủ tịch Hà, chỗ này của tôi cũng không dám nghe báo cáo của khối chính quyền được. Kim Điền Lạc nói rồi dùng giọng vui đùa nói. Chỉ sợ Chủ tịch Khởi Duệ sẽ có ý kiến. Thư ký trưởng, là Chủ tịch Hà bảo tôi báo cáo với anh. Sở Vân Sướng cười cười nói tiếp. Chúng tôi vừa nhận được thông báo của các đồng chí văn phòng khối chính quyền tỉnh, nói là Chủ tịch Thạch sẽ đến nghiên cứu thị sát La Nam, Chủ tịch Hà nói tôi báo cáo với anh, mong anh cho ra ý kiến, sắp xếp công tác tiếp đãi. Thạch Kiên Quân lại đến, Kim Điền Lạc vừa rồi đã đủ nhức đầu với Hào Nhất Phong, lúc này lại cảm thấy đầu óc nở lớn. Tuy Thạch Kiên Quân là Chủ tịch tỉnh, không phải là phương diện mà một vị thư ký trưởng thị ủy như Kim Điền Lạc quá quan tâm lo lắng. Thế nhưng thực tế thì dù là bí thư thay chủ tịch tỉnh đến, thư ký trưởng văn phòng thị ủy đều phải ra mặt xử lý. Chương 846, một tướng tài cần vua hiền. Đối với lãnh đạo thị sát, khối chính quyền thành phố vừa vui mừng vừa sợ hãi. Có vị lãnh đạo địa phương nào không muốn thượng cấp xuống địa bàn của mình để nghiên cứu khảo sát? Bình thường anh báo cáo cho thượng cấp cả trăm lần, cũng không bằng một lần cho lãnh đạo được nhìn thấy tận mắt, nói trắng ra thì trăm nghe không bằng một thấy. Thành tích được thể hiện,
lãnh đạo vui vẻ, như vậy chắc chắn sẽ có nhiều chuyện tốt rơi xuống đầu mình. Chỉ là mỗi lần lãnh đạo xuống thị sát thì giai đoạn chuẩn bị luôn gặp khó khăn, nếu gặp phải lãnh đạo khó đối phó thì tuyến dưới lại càng khổ sở, từng nhân viên tham gia tiếp đãi đều cảm thấy phải cẩn thận, sinh ra tình cảnh nơm nớp lo sợ. Vì sự việc bên dưới cực kỳ phức tạp, cực kỳ bén nhọn, chỉ cần có chút bất cẩn sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, thượng cấp cũng không phải nhìn chằm chằm vào thành tích, mà là nhìn vào khuyết điểm của anh. Một sự việc ngoài ý muốn xuất hiện, lãnh đạo thượng cấp nói một câu đơn giản, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại, như vậy chiếc mũ quan trên đầu anh chỉ sợ sẽ không cánh mà bay. Vì vậy mỗi lần tiếp đãi lãnh đạo thì Kim Điền Lạc đều cảm thấy như lâm đại địch, cố gắng suy xét đến từng sự việc nhỏ nhặt, không vì cái gì khác, chỉ mong muốn được Bí Thư Vương tán thành. Lần này Hào Nhất Phong xuống khảo sát nghiên cứu, Kim Điền Lạc cũng không ngoại lệ, hắn xem xét sự việc cực kỳ tinh tế, sắp xếp sẵn mọi thứ, thế nhưng vừa thở ra một hơi thì Sở Vân Sướng đã đi đến. Kim Điền Lạc ngây người giây lát, sau đó trầm giọng nói. Khối chính quyền thành phố cho ra một phương án sắp xếp chủ tịch Thạch đến thăm nom chỗ nào, chúng tôi sẽ bổ sung dựa theo phương án của các anh, sau đó sẽ trưng cầu ý kiến của Bí Thư Vương là được. Đúng rồi, khi nào thì chủ tịch Thạch đến? Sáng mai. Sở Vân Sướng thấy Kim Điền Lạc sắp xếp như vậy thì tâm tình căng thẳng cũng trầm tĩnh trở lại, dù thế nào thì nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Cái gì, anh nói là ngày mai đến sao? Vẻ mặt Kim Điền Lạc chợt trở nên khó coi, ngày mai, mình không nghe lầm đấy chứ. Vừa rồi văn phòng tỉnh ủy nói là Bí Thư Nhất Phong sẽ đến La Nam, vì sao bây giờ Chủ tịch Thạch cũng đến La Nam? Có phải sự việc đã trở nên quá lộn xộn rồi không? Sở Vân Sướng chợt sững sờ, phản ứng của Kim Điền Lạc làm cho hắn cảm thấy giống như mình nói sai điều gì đó. Nhưng hắn cảm thấy mình không làm sai điều gì cả, những gì nên nói cũng đã nói, căn bản không có vấn đề. Trình là ngày mai, thư ký trưởng Kim, anh xem, đây là thông báo của văn phòng khối chính quyền tỉnh. Sở Kim Điền Lạc nghĩ mình nhớ lộn thời gian, Sở Vân Sướng đưa một bản thông báo lên bàn làm việc của Kim Điền Lạc. Kim Điền Lạc nhìn vào bản thông báo, bên trên ghi rõ ràng là sáng mai, thế là hắn cảm thấy đầu mình giống như phình ra. Sáng mai Bí Thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh cùng đến thành phố La Nam để nghiên cứu thị sát, đây không phải là ông trời muốn mạng sống của mình sao? Tuy trong lòng thầm kêu khổ nhưng Sở Vân Sướng cũng không biểu hiện ra, có cao trời sập tuyến trên sẽ chống đỡ, chuyện này còn phải xem Bí Thư Vương có sắp xếp thế nào. Tất nhiên tối nay xem như nhân viên công tác của hai văn phòng khối chính quyền và thị ủy sẽ căn bản không được ngủ đủ giấc. Vương Tử Quân lại cảm thấy rất ung dung bình tĩnh với sự kiện hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam xuống thành phố La Nam nghiên cứu thị sát. Hắn hiểu hai vị lãnh đạo tỉnh đến thành phố La Nam cũng không phải vì công tác gì cả. Hơn nữa dù lãnh đạo đến vì chuyện công tác cũng không cần hắn nhọc lòng đi chuẩn bị, vì thành tích của La Nam đều còn có đó. Nhưng Vương Tử Quân lại khá đau đầu ở phương diện tiếp đãi, dù sao bất kỳ vị lãnh đạo nào trong số hai người kia sống thành phố La Nam đều cần hắn và Chủ tịch thành phố đi ra nghênh đón. Nếu như bây giờ có mặt Chủ tịch thành phố La Nam thì còn dễ nói, hắn có thể dựa theo nguyên tắc tiếp đãi để điều Chủ tịch đi đón Chủ tịch, Bí Thư đi cùng Bí Thư. Vấn đề là bây giờ thành phố La Nam còn chưa có chủ tịch thành phố, chủ tịch hội đồng nhân dân lại đang lo tang ma cho vợ, Vương Tử Quân thật sự không thể nào phân thân được. Vương Tử Quân biết rất rõ vì sao hai vị lãnh đạo kia đến thành phố La Nam, trên sự kiện này hắn nhất định phải cho ra một câu trả lời cực kỳ thuyết phục đối với một trong số hai vị lãnh đạo tỉnh. Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe chạy như bay, tâm tình của hắn không ngừng biến hóa, thế cục bây giờ đối với hắn bây giờ chính là ngã về phương nào sẽ áp đảo phía bên kia. Nếu như hắn đi sang Thạch Kiên Quân, như vậy mức độ nguy hiểm sẽ cực kỳ lớn. Nếu như Vương Tử Quân đạt thành hiệp nghị với Hào Nhất Phong, xem như đã bỏ qua thế cục tốt đẹp vào lúc này. Dù sao thì sự việc cũng dần trôi qua, tất cả sẽ chỉ còn lại quá khứ, Hào Nhất Phong dựa theo quy ước tuy không trực tiếp tính sổ hắn, thế nhưng lại cực kỳ đề phòng hắn. Tút tút tút, điện thoại lại đổ chuông, Vương Tử Quân nhìn qua dãy số điện thoại gọi đến, đó là một dãy số lạ. Cũng không phải số điện thoại trong tỉnh Sơn Nam. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó tiếp nhận điện thoại. Tử Quân, cậu đang làm gì vậy? Đầu dây bên kia vang lên giọng điệu trầm bổng, Vương Tử Quân nghe được âm thanh này mà cảm thấy có chút sững sốt, hắn chợt cười nói. Chào Bí Thư Lâm, tôi đang ngồi trên xe. Tiểu tử này đúng là, bây giờ sao lại đột nhiên khách khí với tôi như vậy? Gọi là chú Lâm thì hay hơn. Lâm Trạch Viễn cười lớn hai tiếng. Sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân nghe được giọng nói không chút khách khí của Lâm Trạch Viễn, trong lòng thầm oán một câu,
Lâm Trạch Viễn thật sự là quan lớn tính dài, nếu dựa theo độ tuổi, ngài lớn hơn bố tôi vài tháng, thế sao bây giờ lại ép mình rơi xuống vị trí thấp hơn, để tôi gọi bằng chú. Nhưng phương diện xưng hô nhỏ nhặt thế này cũng không để cho Bí Thư Vương phải quan tâm quá nhiều, hắn vội vàng cười nói. Đây không phải là ngài vừa mới đi nhận chức, tôi sợ ngài còn chưa quen thuộc cách xưng hô, thế cho nên đã diễn luyện trước cho ngài sao. Tiểu tử này càng ngày càng khéo ăn nói, tôi sẽ nói để bố cậu cho cậu biết tay mới được. Lâm Trạch Viễn tức giận mắng một câu, sau đó lão chợt cười nói. Tiểu tử, nghe nói gần đây cậu đào một cái hố rất sâu, đã làm cho Hào Nhất Phong rơi xuống rất thảm thương có phải không? Vương Tử Quân thật sự có đào một chiếc hố như vậy, nhưng ở trước mặt người ngoài thì hắn sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Lâm Trạch Viễn lại không phải là người ngoài, chú Lâm đã là lãnh đạo cấp tỉnh, sẽ là trợ giúp rất lớn cho tương lai của hắn sau này. Chương 846, hai tướng tài cần vua hiền. Đối với Lâm Trạch Viễn thì Vương Tử Quân ngoài chân thành còn có sự tôn trọng cao độ, hắn biết rõ đối với những người như Lâm Trạch Viễn, ánh mắt của người bình thường căn bản sẽ không bao giờ so sánh được. Chính mình bây giờ nếu như nói không tốt, chỉ sợ sẽ làm cho Lâm Trạch Viễn chê cười. Vì vậy Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó hắn cười nói. Bí thư Lâm, tôi cũng không còn cách nào khác, người ta muốn nhảy vào trong hố, ngài nói xem tôi phải làm sao bây giờ. Tiểu tử này đúng là, cái gì gọi là người ta cố gắng nhảy vào bên trong? Còn không phải cậu ném mồi vào trong hố dụ người ta nhảy vào sao? Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì chợt thay đổi chủ đề. Câu chuyện tôi nói với cậu trước kia, cậu có nhớ không? Lâm Trạch Viễn nhắc đến câu chuyện hai ngày trước, Vương Tử Quân chợt nghĩ đến Lâm Dĩnh Nhi. Hắn là người trộm con gái của người ta, tất nhiên sẽ luôn thấp thỏm không yên. Chỉ cần là Lâm Trạch Viễn mở miệng hỏi, hắn sẽ căn bản liên hệ ngay đến Lâm Dĩnh Nhi. Nhưng Lâm Trạch Viễn căn bản là không biết đến chuyện của Lâm Dĩnh Nhi, thế nên Vương Tử Quân chợt thở phào một hơi. Nhưng vì ngây người ra suy nghĩ sau giây lát, hắn thật sự không nhớ rằng trước đó Lâm Trạch Viễn có nói gì với mình. Chú Lâm, ngài nói rất nhiều việc với cháu, lúc này cháu cũng không nghĩ ra đó là chuyện gì cả. Lâm Trạch Viễn mở miệng mắng Vương Tử Quân một câu, sau đó mới nói. Tết vừa rồi tôi có nói với cậu, có một người bạn của tôi sắp đến nhận công tác ở tỉnh Sơn Nam, cậu còn nhớ không? Chuyện này Vương Tử Quân thật sự là đã quên. Lúc đó hắn cảm thấy có một viện binh đến với mình, vì vậy rất vui vẻ và ghi khắc sự việc này vào lòng. Thế nhưng người kia mãi mà chưa đến, hơn nữa hắn lại khá bận rộn vì sự kiện liên quan đến Lục Ngọc Hùng, thế là quên đi chuyện này. Sao lại quên được chứ? Ngài nhắc đến chuyện này, đây chính là sự kiện mà cháu nhớ rõ nhất. Tuy Vương Tử Quân thầm hổ thẹn vì chính mình đã quên đi mất, thế nhưng ngoài miệng vẫn dùng giọng 10 phần lo lắng nói. Được rồi. Tôi biết rõ cậu đã quên sạch đi rồi. Lâm Trạch Viễn cũng không nói rông dài, lão dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Người bạn của tôi từ bên trên đi xuống, muốn lấy vị trí phó bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, nhưng lại bị Dương Độ Lục ở phía bên kia áp chế. Lần này cậu nói với Hào Nhất Phong, tranh thủ nắm bắt vị trí phó bí thư tỉnh ủy kia lại cho tôi. Nắm bắt vị trí phó bí thư tỉnh ủy, trời ạ, có lầm không vậy? Vương Tử Quân nghe được chỉ thị của Lâm Trạch Viễn. Thế là cảm thấy có chút nhức đầu. Mình là một vị bí thư thị ủy, Lâm Trạch Viễn lại yêu cầu mình giúp đỡ nắm bắt vị trí phó bí thư tỉnh ủy, cái này không phải là cố ý ném một củ khoai lang nóng vào tay mình sao? Chú Lâm, bây giờ cháu chỉ là một vị bí thư thị ủy, lại yêu cầu cháu nắm bắt vị trí phó bí thư tỉnh ủy cho người bạn của chú, như vậy có phải quá coi trọng cháu rồi không? Nếu thật sự là như vậy, còn không bằng giải quyết cấp bậc cho cháu luôn cho rồi. Vương Tử Quân dùng giọng phàn nàn nói với Lâm Trạch Viễn. Lâm Trạch Viễn cũng không quan tâm đến câu nói phàn nàn của Vương Tử Quân. Được rồi, chuyện này cậu cứ xử lý là được, sự việc sau đó còn có chúng tôi. Còn có chúng tôi. Vương Tử Quân rất quan tâm đến giọng điệu của Lâm Trạch Viễn, có thể được Lâm Trạch Viễn nói là chúng ta thì tuyệt đối không phải là người thường. Trong ký ức của Vương Tử Quân thì Lâm Trạch Viễn là một trong những người có thể tiến lên cấp bậc cao ở Trung ương. Vị trí hiện tại của Lâm Trạch Viễn càng chứng minh tương lai vô hạn. Trong nước người ta nói rằng cơ chế tuyển chọn cán bộ chủ yếu là do vô hiền chọn tướng tài, một số người sở dĩ được đề bạt hơn người khác cũng là vì có người ở bên trên tán thưởng, tất nhiên cũng không phải chỉ có một vị vô hiền. Lâm Trạch Viễn có thể đi đến địa vị ngày hôm nay, tất nhiên sau lưng sẽ có người tán thưởng, mà sau lưng Dương Độ Lục cũng có người tán thưởng. Lâm Trạch Viễn lần này muốn Vương Tử Quân ra tay, thật ra chỉ là một cái cớ,
người cuối cùng có thể quyết định chính là những vị vô hiền kia. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến vấn đề này, thế là lúc này cũng không chịu mở miệng. Tử Quân, người bạn cũ của tôi làm bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, như vậy mới có lợi cho cậu. Lâm Trạch Viễn giống như sợ Vương Tử Quân đặt nặng sự kiện này vào lòng, thế cho nên mới dùng giọng trầm trọng mở đường. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ người kia đến nhận chức ở tỉnh Sơn Nam sẽ cực kỳ có lợi cho mình. Bây giờ hắn có sự giúp đỡ của Phó Chủ tịch Thường vụ Trương Đông Viễn, nhưng Trương Đông Viễn là người thế đơn lực bạc, làm cho hắn sinh ra cảm giác khiêu vũ trên lửa. Nếu bây giờ người bạn kia của Lâm Trạch Viễn đi đến, sau lưng mình sẽ có một vị vua hiền lớn. Hai bên có thể xem như cùng trận tuyến. Chú Lâm, chú yên tâm, cháu nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Trong quan trường cứ mỗi một lần các vị lãnh đạo thượng tầng quyết định điều chỉnh lớn, như vậy kết cấu quyền lực lại đứt gãy lớn, chỉnh hợp lớn. Hy vọng và thất vọng, đắc thế và chán nản đều có thể biến đổi sau khi có điều chỉnh. Vương Tử Quân là người lăn lộn quan trường nhiều năm, hắn tất nhiên biết rõ ý nghĩa lời nói của Lâm Trạch Viễn, ý nghĩa của nó là rất lớn, căn bản không phải nhỏ. À, cố gắng hết sức là được. Tiểu tử, người bạn của tôi vốn đã được quyết định điều động đến làm phó bí thư tỉnh Sơn Nam, thế nhưng hai ngày trước lại có biến hóa, trải qua nghiên cứu lại tiến lên làm bộ trưởng bộ tuyên truyền, tôi còn chưa kịp hao tổn tinh thần thì bên phía cậu lại truyền đến tin tốt, nếu làm tốt sự việc sẽ có rất nhiều lợi ích cho cậu. Lâm Trạch Viễn chỉ sợ Vương Tử Quân có những ý luẩn quẩn trong lòng, thế cho nên khẽ nói. Vương Tử Quân có chút cảm động đối với những lời của Lâm Trạch Viễn, hắn thầm nghĩ bố vợ hờ xem ra thân thuộc hơn với người khác một bậc, cho dù không có danh phận thế nhưng vẫn rất quan tâm đến mình. Lâm Trạch Viễn cúp điện thoại, Vương Tử Quân lẳng lặng ngồi dựa lưng lên ghế. Lúc này trong đầu hắn có rất nhiều ý nghĩ, mọi thứ cứ lóe lên trong đầu. Vốn Vương Tử Quân chỉ muốn sắp xếp nhân sự ở thành phố La Nam, thế nhưng bây giờ có sự giúp đỡ của Lâm Trạch Viễn, biết đâu hắn sẽ thực hiện được đầy đủ nguyện vọng của mình. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ miên man thì Khương Long Cương chợt nói. Bí thư Vương, điện thoại của thư ký trưởng Kim. Kim Điền Lạc có chuyện gì sao? Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại từ trong tay Khương Long Cương, bên tai hắn nhanh chóng vang lên âm thanh của Kim Điền Lạc. Chương 847, một hy vọng và thất vọng, đắc thế và chán nản. Hai bên chào hỏi ân cần, Kim Điền Lạc lại dùng giọng buồn rầu nói. Bí thư Vương, có chuyện đau đầu cần phải báo cáo với anh, Chủ tịch Thạch và Bí thư Nhất Phong sẽ đến thành phố La Nam vào lúc 9 giờ 20 và 9 giờ 40, anh xem nên nghênh đón thế nào cho tốt đây. Nói thật, Kim Điền Lạc bỏ rất nhiều tâm tư ở phương diện nghênh đón theo thứ tự, nhưng các vị lãnh đạo trong tỉnh giống như căn bản không nể mặt thư ký trưởng Kim. Thời gian hai vị lãnh đạo đến thật sự quá trùng khớp với nhau. Anh cũng không để cho Bí thư Vương đứng chờ ngoài đầu đường cùng bắt tay với vị lãnh đạo này, sau đó khi vị lãnh đạo kia lên xe thì ép Bí thư Vương phải nói. Lãnh đạo cứ đi trước, chờ tôi nghênh đón một vị lãnh đạo nữa, tôi sẽ đi cùng ngài. Cũng vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm cho thư ký trưởng Kim Dụng đi không ít sợi tóc, cuối cùng hắn cũng không dám nghĩ nhiều, đành phải ném vấn đề khó giải quyết này cho Bí thư Vương. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, lúc này mới trầm giọng nói. Tôi nghênh đón Chủ tịch Thạch, dù sao thì Chủ tịch Thạch cũng đến trước. Kim Điền Lạc vốn cho rằng Vương Tử Quân sẽ nghênh đón Bí thư Nhất Phong, lại không ngờ Bí thư Vương lại đi đón Chủ tịch Thạch Kiên Quân. Trên quan trường chú trọng nâng đỡ người phát triển áp chế kẻ ngã ngựa, không phải là Bí thư Nhất Phong sắp bị điều động đấy chứ. Kim Điền Lạc thầm nghĩ như vậy, hắn cũng không dám nói như vậy, dù sao thì sự việc này cũng quá nhạy cảm, hắn chỉ cần bảo trụ chính mình là được. Bí thư Vương, chúng ta nghênh đón Bí thư Nhất Phong như thế nào? Anh cho tất cả thường ủy thị ủy ra trận, để Bí thư Trương dẫn đầu mọi người nghênh đón Bí thư Nhất Phong. Mặt trời xuất hiện, bầu không gian có chút u ám chợt bừng sáng, những kiến trúc cũ nát ở thành phố Sơn Viên được mặt trời chiếu sáng càng bừng lên ánh vàng rực rỡ, nhìn qua cảm thấy rất đẹp. Nhưng lúc này căn bản cũng không có nhiều người thưởng thức cảnh đẹp này, mọi người phần lớn đều vội vàng đi lại, ai cũng liều mạng đạp xe, chỉ sợ mình đến muộn. Những người chạy đi vội vàng nhất chính là đám nhân viên công tác ủy ban tỉnh, trước kia bọn họ đều nhàn nhã tự đắc hơn các đơn vị khác, nhưng hôm nay cả đám giống như ra trận chiến đấu, đạp xe như gió. Anh Triệu, anh chạy nhanh như vậy làm gì? Vội vàng đi đầu thai sao? Một người đàn ông trung niên nhìn một người đạp xe chạy xẹt qua bên cạnh mình, hắn cũng cố gắng nhấn bàn đạp, sau vài lần khổ sở mới đuổi kịp được người kia. Anh Triệu là một người đàn ông trung niên hơn 40.
hắn quay đầu lại thấy là người quen, lúc này mới chậm rãi giảm tốc độ nói. Không nhanh không được, lãnh đạo đang chờ ở bên kia. Lãnh đạo chờ anh làm gì? Người đàn ông trung niên bên kia cười cười trêu chọc. Chẳng lẽ anh chịu sắp được đề bạt? Đề bạt cái gì chứ? Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong muốn đến thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát, tất cả lãnh đạo đều đến, nếu anh đến muộn, không phải sẽ bị mắng sao? Anh Triệu nhanh chóng lên tiếng, sau đó cũng không cho đối phương cơ hội đáp lời, lại tiếp tục tăng tốc chạy đi như bay. Bầu trời mây gió biến đổi không ngừng, con người có họa phúc sớm tối, câu nói này thật sự không sai. Khi người đàn ông trung niên vừa hát vừa đạp xe chạy đến đơn vị, đột nhiên đằng sau xe vang lên một tiếng ầm. Nếu như không phải là hắn giữ chắc tay lái, chỉ sợ một cú húc đã làm hắn ngã lăn quay ra đất rồi. Người đàn ông trung niên chợt nổi giận, sự việc này đặt rơi chúng người, có ai mà không nổi trận lôi đình. Hắn định mở miệng mắng, đột nhiên phát hiện kẻ húc vào xe mình là người quen. Tiểu Đỗ, tiểu tử cậu làm gì vậy? Nói cho cậu biết, may mà cậu đụng vào tôi, nếu đụng phải người khác, người ta sẽ không để cho cậu yên đâu. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua cậu thanh niên đang bối rối ở phía bên kia, sau đó mở miệng khiển trách. Anh Lý, là anh sao, thật sự quá tốt. Tiểu Đỗ thấy người đàn ông trung niên thì trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Cái gì là tốt quá? Không lẽ cậu cố tình húc vào xe của tôi? Con bà nó, cậu chạy xe máy mà cố ý húc vào xe của tôi, không phải chỉ cần lên ga là ông già này sẽ bỏ mạng sao? Anh Lý căm tức thầm oán Tiểu Đỗ, ngoài miệng lại không dám nói lời quá phận. Dù sao thì hai bên từng ngồi uống rượu với nhau, vì vậy hắn có gắng áp chế cảm xúc nói. Tiểu tử cậu có chuyện gì xảy ra? Bình thường là người rất ổn định, hôm nay sao lại liều lĩnh nóng nảy như vậy? Anh Lý, bây giờ tôi không có thời gian nói rõ với anh, chờ khi nào rảnh rồi tôi sẽ nói với anh sau. Tiểu Đỗ nói đến đây thì lên ga chạy đi. Tiểu tử cậu thì bận rộn cái gì? Người đàn ông trung niên nhìn Tiểu Đỗ chạy xe đi như bay, thế là không khỏi có chút mất hứng. Tiểu Đỗ vừa lái xe vừa lớn tiếng nói. Hôm nay Chủ tịch Thạch đến thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát, tôi không thể đi chậm, sau này sẽ mời anh dùng cơm sau. Người đàn ông trung niên nhìn chiếc xe máy chạy đi như bay, thế là không khỏi thở dài một hơi. Hắn nhớ tới khoảng thời gian trước cùng uống rượu với tiểu tử kia, đối phương mê sảng dùng giọng cảm khái nói nhân viên nhà nước hiện nay giống như con lừa đi xương, chỉ có hào quang bên ngoài mà thôi. Nhân viên nhà nước công tác cả ngày mỏi mệt. Hơn nữa còn phải cứu cấp đúng chỗ, quyền lực không có nhưng trách nhiệm là cả một đống lớn, một ngày ăn cơm ba bữa không đúng giờ, lễ Tết giống như chiến đấu, chờ mong thăng cấp để bạt mỏi cả mắt, tiền lương ba cọc ba đồng cực kỳ xấu hổ. Ôi, nói chung tổng kết một câu, thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn mèo, làm mệt hơn lừa, đãi ngộ kém hơn heo. Khi đó anh Lý cũng uống hơi nhiều, thừa dịp rượu bùng bùng trong lòng mà dùng giọng không khách khí phản kích. Trạng thái cuộc sống của nhân viên nhà nước là như vậy. Các cậu còn trẻ làm việc không biết mệt, lại chen chúc vào trong cơ quan nhà nước, không phải người ngoài rất hâm mộ sao? Thực tế nếu không có chút bản lĩnh, có thể tiến vào trong cơ quan nhà nước được sao? Anh Lý nghĩ vậy mà cảm thấy trong lòng cân đối nhiều hơn, hắn lại tiếp tục đạp xe chuẩn bị bỏ đi. Nhưng sau khi đạp hai cái thì phát hiện xe không chạy được nữa, bàn đạp đã bị gãy. Còn bà nó, các người sợ cái gì? Không phải là lãnh đạo xuống tuyến dưới nghiên cứu sao? Không phải là xưa nay chưa từng có tình huống như vậy. Anh Lý vừa lầm bầm mắng, đang định đẩy xe lên phía trước, nhưng sau đó lại dùng giọng khó hiểu lầm bầm. Thành phố La Nam kia xảy ra chuyện gì? Vì sao bí thư và chủ tịch tỉnh đều chạy đến như vậy? Chương 847-2, hy vọng và thất vọng, đắc thế và chán nản. Anh Lý đến bây giờ mới tỏ ra nghi hoặc. Thế nhưng lại không biết tối qua đã có biết bao người nghị luận về tình huống hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam cùng đi đến thành phố La Nam. Nhưng nhiều người nghị luận mà rất ít người nói ra được nguyên nhân, dù sao nó cũng liên quan đến hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, nếu xử lý không tốt và để cho vị lãnh đạo nào đó nghe được, như vậy sẽ là một sự kiện có tính hủy diệt với tương lai của tất cả mọi người. Tất nhiên đám người nghị luận với nhau sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra những lời như vậy, không ngốc đẩy mình vào trạng thái vạn kiếp bất phục. Đi theo Thạch Kiên Quân xuống thành phố La Nam khảo sát có thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh, phó chủ tịch nắm công tác kinh tế, trưởng phòng tài chính và vài vị lãnh đạo ban ngành khác. Những người này đều có quan hệ với Thạch Kiên Quân, trên cơ bản rất thân thuộc với chủ tịch Thạch, vì vậy được xác định đi theo chủ tịch Thạch trên hành trình lần này. Một chiếc xe Toyota Coaster ngồi đầy người,
chiếc xe mở đường của công an cũng đang dừng ở phía trước. Thạch Kiên Quân ngồi trên xe lẳng lặng uống trà bên cạnh chiếc bàn nhỏ được thiết kế dành riêng cho lãnh đạo, thư ký Lâm Tương Đông đang lẳng lặng ngồi bên cạnh, có thể tiếp nhận phân phó của lãnh đạo bất cứ lúc nào. Chủ tịch Thạch, có thể xuất phát được chưa? Thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh nhanh chóng đi đến bên cạnh Thạch Kiên Quân rồi khẽ mở miệng xin chỉ thị. Thạch Kiên Quân khẽ gật đầu, sau đó khẽ nói. Bên kia khi nào thì đến thành phố La Nam? 9:40. Thư ký trưởng nhanh chóng trả lời, lúc này tuy trên mặt hắn treo nụ cười vui vẻ, thế nhưng trong lòng lại thật sự không thoải mái. Có câu thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn, bây giờ hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh đều đến thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát, thế nên hắn rơi vào tình thế cực kỳ bị động. Thư ký trưởng quan Vĩnh Hạ có lẽ cũng rất bị động, nhưng nếu so ra thì thư ký trưởng quan là thường ủy tỉnh ủy, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ừ, Thạch Kiên Quân khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng mũi ừ một tiếng. Một tiếng ừ này không thể nói là giúp đỡ, cũng không thể nói là phản đối. Nếu anh muốn hiểu thông ý nghĩ này, như vậy cần ngộ tính rất cao. Tuy viên thư ký trưởng cảm thấy rất khó hiểu, thế nhưng cũng không thể tránh được. Xe chậm rãi khởi động, chiếc xe hơn 30 chỗ chở tổ nghiên cứu của khối chính quyền tỉnh với thành phố La Nam chạy về phía thành phố La Nam. Tuy Thạch Kiên Quân biết Hào Nhất Phong sẽ xuống thành phố La Nam nghiên cứu khảo sát, thế nhưng hắn cũng không vì vậy mà hủy hành trình đến La Nam lần này của mình. Càng không có liên hệ với Hào Nhất Phong ở sự kiện này, hai người với hai tâm tư khác nhau chạy như bay về phía thành phố La Nam. Thạch Kiên Quân có ý gì thì Hào Nhất Phong biết rất rõ, nhưng lão hiểu là một chuyện, sự thật lại là một chuyện. Đối mặt với hành động không thèm che giấu mục đích của Thạch Kiên Quân, nếu như là trước kia thì Hào Nhất Phong sẽ cảm thấy đáng cười, nhưng bây giờ lão lại cảm nhận được áp lực thật sâu. Nói thật, trong tỉnh Sơn Nam thì Hào Nhất Phong cũng không coi Thạch Kiên Quân ra gì. Hắn cảm thấy đối phương không có đủ lực uy hiếp với mình. Tuy Thạch Kiên Quân cũng là người có chút thủ đoạn, hơn nữa sau lưng còn có người giúp đỡ, nhưng chỉ như vậy căn bản là chưa đủ độ nặng, căn bản không thể nào làm ảnh hưởng đến địa vị của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam. Nhưng lúc này lại khác, Lục Ngọc Hùng bỏ chạy, điều này làm cho quyền lợi của Hào Nhất Phong ở tỉnh Sơn Nam có xuất hiện vết nứt. Nếu lão không xử lý tốt vết nứt này, chỉ sợ sẽ rơi vào tình huống kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ, hủy hoại trong chốc lát. Đối với Hào Nhất Phong thì quyền lợi của mình tuyệt đối không thể nào sụp đổ, người có thể làm cho quyền lợi của lão được vững chắc, chỉ có thể là người kia ở thành phố La Nam. Bởi vậy khi mà đối phương không muốn gặp mặt, lão tự mình chủ động đến thành phố La Nam kiểm tra công tác. Lão không sợ có tâm tính cúi đầu thừa nhận sai lầm, không phải, có thể lớn có thể nhỏ là rồng, có được giãn được là anh hùng sao. Bí thư Hào, bên kia đã xuất phát rồi. Quan Vĩnh Hạ đi đến trước mặt Hào Nhất Phong. Sau đó khẽ mở miệng báo cáo. Bên kia là ai? Bên kia đại biểu cho ai? Quan Vĩnh Hạ và Hào Nhất Phong đều hiểu rõ. Hai người bọn họ đều hiểu rõ, lần này đi đến thành phố La Nam chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Chúng ta không phải cũng nên xuất phát rồi chứ? Nếu nói vội vàng thì Quan Vĩnh Hạ còn hơn cả Hào Nhất Phong, hắn biết rõ vì sao Thạch Kiên Quân lại đến thành phố La Nam, nếu Thạch Kiên Quân tranh thủ được Vương Tử Quân. Như vậy sẽ có một thanh kiếm sắc chọc vào quyền lợi ở tỉnh Sơn Nam. Tuy Hào Nhất Phong không thể đại biểu cho toàn bộ thế lực của Dương Độ Lục ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng Quan Vĩnh Hạ tin tưởng, nếu bí thư Hào đại bại, những gì mà Dương Độ Lục kinh doanh được ở tỉnh Sơn Nam sẽ sụp đổ hơn phân nữa. Khi đó cuộc sống của Quan Vĩnh Hạ cũng sẽ không được thoải mái vui sướng như bây giờ. Vì thế dù thế nào thì Quan Vĩnh Hạ cũng không thể nào trơ mắt nhìn Hào Nhất Phong rơi đài được. Hào Nhất Phong trầm ngâm một lát. Sau đó khẽ hỏi. Còn cách bao lâu nữa thì đến thời gian dự định? Còn 20 phút. Quan Vĩnh Hạ nhìn đồng hồ, sau đó khẽ nói với Hào Nhất Phong. Còn 20 phút, đôi khi chiến tranh mấu chốt ở vài chục phút như vậy, tuy bây giờ không phải là chiến tranh, nhưng trong quá trình tranh đoạt lần này đối với Quan Vĩnh Hạ còn mạo hiểm hơn chiến tranh vài phần. Đợi đến đúng giờ rồi lên đường. Hào Nhất Phong vung cây bút đặt lên mặt bàn rồi trầm giọng nói. Đợi đến đúng giờ rồi xuất phát, Quan Vĩnh Hạ nghe lãnh đạo nói như vậy mà muốn mở miệng khuyên, thế nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Hào Nhất Phong là một người trí tuệ, những trò mèo thế này không thể nào qua mắt lãnh đạo được. Tất nhiên bí thư Hào nhìn thấy rõ ràng mục đích Thạch Kiên Quân đến thành phố La Nam nghiên cứu, mình không cần phải múa rìu qua mắt thợ. Hơn nữa Quan Vĩnh Hạ trở thành thư ký trưởng cho Hào Nhất Phong nhiều năm, hắn hiểu rõ Hào Nhất Phong có tính tình gì. Mà những người có tính khí như vậy chỉ cần cho ra quyết định thì hầu như khó thể nào thay đổi được. Thư ký trưởng quan, cũng không phải là ăn cơm,
chẳng phải đi sớm là có thể cướp được món ngon. Vương Tử Quân bên kia cũng không có câu trả lời thuyết phục, nếu đã có câu trả lời thuyết phục, chỉ sợ vị kia cũng không vội vàng chạy đến thành phố La Nam. Hào Nhất Phong giống như không muốn thấy tâm phúc của mình là người nôn nóng, thế nên nói với Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ cũng rất thừa nhận đạo lý của Hào Nhất Phong, nhưng hắn cảm thấy dưới tình huống này đi trước một bước vẫn hơn. Chẳng qua bây giờ ai cấp bậc cao hơn sẽ có thể cho ra quyết định, Quan Vĩnh Hạ căn bản không có quyền lên tiếng trước mặt Hào Nhất Phong. Chương 848, cảnh đẹp. Bí thư Hào, ngài chuẩn bị điều kiện gì cho Vương Tử Quân? Quan Vĩnh Hạ trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Sẽ cho Vương Tử Quân điều kiện gì? Đây chính là vấn đề mà Hào Nhất Phong không phải chỉ nghĩ đến một lần. Lúc này Lưu Truyền Thụy đã rời đi, trong tỉnh Sơn Nam có một vị trí để trống, rất có thể sẽ dùng để trao đổi. Vấn đề nhân sự ở thành phố La Nam sẽ được sắp xếp theo ý của cậu ấy. Hào Nhất Phong trầm mặc một lúc rồi nói. Quan Vĩnh Hạ nhai nuốt lời nói của bí thư Hào Nhất Phong, hắn tuy cảm thấy bí thư Nhất Phong đã ném ra một phần quyền lợi, thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Hắn là khu thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hắn cần phải nhắc nhở Hào Nhất Phong một chút. Bí thư Nhất Phong, có phải quá ít rồi không? Còn chính Vương Tử Quân thì sao? Chính Vương Tử Quân? Sắp xếp Vương Tử Quân thế nào? Phó chủ tịch tỉnh, hay là thường ủy tỉnh ủy? Trong đầu Hào Nhất Phong chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, lão trầm ngâm một lát rồi nói. Anh cảm thấy cậu ta sẽ tiếp nhận vị trí phó chủ tịch tỉnh sao? Phó chủ tịch tỉnh tuy không phải là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng xét về phương diện thực quyền lại kém xa một thư ký trưởng như Quan Vĩnh Hạ. Nếu Vương Tử Quân nhận chức phó chủ tịch tỉnh, như vậy đại biểu cho hắn đi vào trong thành viên ban ngành lãnh đạo tỉnh. Sẽ là phó chủ tịch tỉnh trẻ tuổi nhất sao? Quan Vĩnh Hạ không khỏi đứng ở góc độ của Vương Tử Quân để suy xét vấn đề, trong quan trường có nhiều người cần thời gian. Lúc này thời gian căn bản không phải là quan trọng nhất đối với những người đang còn trẻ nhưng lại có địa vị quá cao như Vương Tử Quân hay Nguyễn Chấn Nhạc, điều bọn họ cần vào lúc này chính là có thành tích chói mắt. Một thành phố rõ ràng là nơi có thể tích lũy được thành tích cao độ, nếu như tiến lên tỉnh làm phó chủ tịch tỉnh, chỉ sợ sẽ phí hoài thời gian. Hơn nữa lúc này thành phố La Nam phát triển cực nhanh, Vương Tử Quân sao có thể cam lòng rời đi. Bí thư Nhất Phong, nếu là tôi có lựa chọn, tôi sẽ ở lại thành phố La Nam. Quan Vĩnh Hạ suy xét vài vấn đề, sau đó hắn dùng giọng chậm rãi nói ra từng chữ một. Hào Nhất Phong nở nụ cười, nhưng lão cười có chút khổ sở, lão gõ ngón tay lên thân ghế. Đúng vậy, tuổi trẻ thật sự quá tốt. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Quan Vĩnh Hạ nghe máy, chợt nghe thấy bên trong có người nói. Bí thư Nhất Phong, đã đến đúng thời gian, khi nào thì chúng ta xuất phát đây? Quan Vĩnh Hạ nói sẽ xuất phát ngay lập tức, sau đó hắn cúp điện thoại. Hắn đưa mắt nhìn Hào Nhất Phong rồi trầm giọng nói. Bí thư Nhất Phong, chúng ta đi thôi. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, sau đó thư ký thu dọn vật dụng của lão bỏ vào cặp, lão mới cười nói với Quan Vĩnh Hạ. Xe đến núi sẽ có đường, lúc này chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao đó cũng là lựa chọn của người ta. Quan Vĩnh Hạ khẽ gật đầu, hắn đi theo Hào Nhất Phong ra khỏi phòng. Hắn đi sau lưng bí thư Hào Nhất Phong, tuy bóng lưng của bí thư vẫn không khác biệt gì trước đó, thế nhưng hắn lại giống như cảm thấy lưng của bí thư có hơi cong. Xe chạy rất nhanh, đây là phân phó của Quan Vĩnh Hạ, hắn hy vọng đến thành phố La Nam có thể đuổi kịp chiếc Toyota Coaster của khối chính quyền tỉnh. Nhưng hắn cũng nhanh chóng thất vọng, tuy xe của bọn họ chạy khá nhanh, thế nhưng chạy mãi mà không phát hiện ra xe của khối chính quyền tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong ngồi trên xe không nói lời nào, lão nhắm mắt lại giống như đang ngủ, vì vậy mà bầu không khí trên xe rất im ắng. Nhưng Quan Vĩnh Hạ biết bí thư Hào Nhất Phong căn bản là không ngủ, lúc này bí thư đang nghĩ đến tình huống gặp mặt Vương Tử Quân, sẽ lấy cái gì ra để thu hút Vương Tử Quân. Không phải ném cho Vương Tử Quân một vị trí thường ủy đấy chứ. Quan Vĩnh Hạ dùng giọng không cam lòng thầm nghĩ. Khi xe Thạch Kiên Quân dừng lại vững vàng, Vương Tử Quân đã chờ sẵn từ lâu. Khi Thạch Kiên Quân bước xuống xe, Vương Tử Quân tranh thủ tiến lên nghênh đón. Hai người bắt tay nhau thật chặt, lúc này Vương Tử Quân duỗi hai tay, Thạch Kiên Quân vốn chỉ cần duỗi một tay là được, thế nhưng lại nhiệt tình duỗi cả hai tay với Vương Tử Quân. Tuy bắt tay chỉ là chút lễ tiết nhưng ý nghĩa của nó lại khá quan trọng, có đôi khi dùng phương pháp khác biệt, lực lượng khác biệt, sẽ làm cho người ta nhận ra sự khác biệt. Ví dụ như lúc này, Thạch Kiên Quân duỗi hai tay tràn đầy lực lượng và nhiệt lượng. Hoan nghênh Chủ tịch Thạch đến thành phố La Nam kiểm tra công tác,
lãnh đạo đi đường khổ cực rồi. Tuy chỉ là vài lời khách sáo, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn nói ra rất nghiêm trang. Ha ha ha, cũng không thể nói là vất vả được, tôi chủ yếu là ngồi trên xe mà thôi, muốn nói khổ cực thì đó là lái xe mà thôi. Thạch Kiên Quân vung tay lên với Vương Tử Quân, hắn cười ha hả nói. Tử Quân, lần trước tôi đến thành phố La Nam, khi đó tôi nhận chức chưa lâu, thế nhưng đường đi thật sự làm cho tôi sinh ra ấn tượng rất sâu. Bây giờ tuy vẫn là con đường kia, thế nhưng đã được tu sửa, thật sự không còn giống như trước. Vương Tử Quân khiêm tốn lên tiếng với lời khích lệ của Thạch Kiên Quân. Con đường kia được tu sửa chủ yếu là công ty du lịch bỏ tiền đầu tư, thành phố La Nam chúng tôi chỉ là ngồi mắt ăn bát vàng, cũng không dám tham công cao ngạo. Quá khiêm tốn cũng không nên. Thạch Kiên Quân nói một câu, sau đó nhìn ra sau lưng của Vương Tử Quân, chợt thấy phía sau có không ít cán bộ, thế nhưng chỉ có một người mà hắn có thể nhận biết và quen mặt, là thư ký trưởng văn phòng thị ủy La Nam, đồng chí Kim Điền Lạc. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Thạch Kiên Quân, hắn biết rõ đối phương đang nghĩ gì, thế là cười nói. Chủ tịch Thạch, ngài lần này đến làm tôi trở tay không kịp, ngài và bí thư Nhất Phong đến thành phố La Nam chỉ đạo công tác trong thời gian một ngày, thật sự làm cho tôi vừa vui vừa sợ. Vì không muốn thất lễ nên tôi cho các vị thường ủy đi đón bí thư, còn tôi và thư ký trưởng thì đến đón ngài. Nếu ngài cảm thấy tôi xử lý không tốt, như vậy xin ngài cứ trách mắng, ai bảo hai người chúng ta có quan hệ tốt, biết rõ ngài không so đo. Thạch Kiên Quân nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, hắn cũng cười ha hả. Hắn đến thành phố La Nam chính là vì Vương Tử Quân, bây giờ Vương Tử Quân đón mình, điều này rõ ràng có thể thấy sự việc mà mình đang muốn làm rất có khả năng thành công. Tử Quân, cậu nói rất đúng, những lời nói khác nên phạt. Thạch Kiên Quân vừa nói vừa mời Vương Tử Quân lên xe. Hai người chúng ta có quan hệ tốt, cần gì phải giải thích như vậy? Tôi cũng không thích huy động nhân lực quá đông. Vương Tử Quân biết Thạch Kiên Quân không phải phê bình mình, thế nhưng hắn vẫn cười nói. Chủ tịch Thạch, tôi sai rồi, mong ngài phê bình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.